Chương 881. Kim Giác Yêu Vương và Ngân Giác Yêu Vương nhận tử Kim Hồng Hồ Lô, từ tay Ninh Tiểu Xuyên xong mừng rỡ rời đi. Ninh Tiểu Xuyên ngồi bên huyết hà, nhìn vào động phủ trống hoác không có ai, nói: "Rốt cuộc ngươi là ai, ra mặt đi." Khi Kim Giác Yêu Vương và Ngân Giác Yêu Vương vào Ninh Tiểu Xuyên đã cảm nhận được một luồng khí tức, như có như không theo hai tên đó vào trong diệt nhân vương động phủ. Sau khi Kim Giác Yêu Vương và Ngân Giác Yêu Vương đi, khí tức nhàn nhạt đó vẫn không bỏ đi mà vẫn ở lại động phủ thủ đoạn ẩn mình của đối phương rất cao minh, nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên có bảy đạo tâm thần, sức mạnh tâm thần đại tăng thì chưa chắc phát hiện được khí tức của kẻ đó. Diệt nhân vương lợi hại thật, giác quan nhạy bén đến vậy. Chẳng trách Long Thái nhất cũng thua trong tay ngươi. Liễm khí thuật của Nô Gia ngay cả lão yêu chân nhân cảnh tầng thứ bảy, cũng chưa chắc phát hiện được nhưng lại không qua được mắt ngươi. Một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe vọng ra từ một nơi nào đó trong động phủ, nghe thật giống âm thanh từ thiên giới ninh tiểu xuyên chưa từng nghe giọng nói nào lại thuận tai đến vậy chỉ là tiếng nói thôi cũng đủ để làm say lòng nam nhân khiến người ta bất giác tưởng tượng ra hình ảnh chủ nhân giọng nói ấy sẽ là một nữ tử mỹ lệ đến mức nào vù một đám mê vụ trắng tỏa ra trong không khí biến thành một thế giới huyễn cảnh một mỹ nữ với làn da lấp lánh bước ra từ trong mê vụ đôi mắt phượng long lanh sống mũi cao thẳng gương mặt đó thật không giống nữ tử nhân gian cần cổ thon mà cao xương quay xanh ngợi cảm, chiếc yếm bạc bó sát thân hình yểu điệu khiến đôi gò, trước ngực được nâng cao lên kiêu hãnh. Đôi chân trần của nàng ta đem theo làn gió thơm mà thanh mát, mỗi động tác mỗi bước chân đều như câu hồn đoạt phách. Cho dù với ý chí kiên định của Ninh Tiểu Xuyên, cũng bị nàng ta mê hoặc trong một khoảnh khắc, ánh mắt đờ đẫn, trong đầu xuất hiện vô số ảo ảnh. Nhưng cũng chỉ một khoảnh khắc, rất nhanh Ninh Tiểu Xuyên đã lấy lại được tâm thần. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, nói, trước mặt ta, tốt nhất ngươi nên thu mị thuật lại đi. Yêu nữ mỹ lệ tuyệt trần đó lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ Ninh tiểu xuyên lại có thể nhanh chóng thoát khỏi huyễn cảnh như vậy. Ý chí của hắn kiên định tới mức nào? Hà tất phải lạnh lùng thế? Nô gia không có ác ý gì, chỉ ngưỡng mộ Diệt Nhân Vương đánh bại Long Thái nhất, lẽ nào là sai? Yêu nữ ánh mắt hàm tình, ra vẻ rất đáng thương, bất cứ nam tử nào thấy bộ dạng đó đó của nàng ta đều sẽ ôm nàng vào lòng mà cưng chiều. Nàng ta tới trước mặt Ninh tiểu xuyên, đưa tay quấn lấy cổ ninh tiểu xuyên thuận thế mềm người ngả vào lòng ninh tiểu xuyên phập ninh tiểu xuyên không chút do dự ngón tay điểm đúng giữa chán yêu nữ yêu nữ kêu lên thảm thiết thân thể hoàn mỹ lập tức vỡ tan biến thành vô số làn khói biến mất khỏi động phủ thân thể yêu nữ sau khi tan biến huyễn cảnh trong động phủ cũng hoàn toàn biến mất ninh tiểu xuyên lạnh giọng nói coi như ngươi may mắn không dùng chân thân nếu không ta nhất định sẽ khiến nhục thân lẫn linh hồn của ngươi bị hủy diệt Kết cục còn thê thảm hơn Thiết La yêu vương, Huyễn cảnh biến mất chỉ còn lại một cái lông cáo trắng rơi xuống. Trong khu rừng trúc cách Diệt Nhân Vương không xa, hồ nữ mỹ lệ dáng người cao cao, sau lưng là sáu cái đuôi cao trắng muốt, thật giống như hồ tiên trong truyền thuyết. Tiên nhan khuynh nước khuynh thành đó thật sự còn mỹ lệ, yêu mị hơn nhiều so với Huyễn ảnh mê hoặc Ninh Tiểu xuyên trong Diệt Nhân Vương động phủ. Ý chí kiên định thật, thú vị. Xem ra không thể dùng cách thông thường đối phó với hắn. Hai ngón tay thon dài của Đát Hi xoa cầm gương mặt mang tiếu ý nhàn nhạt. Thiên mộng yêu hoàng hạ lệnh tuyệt diệt nhân tộc, thật ra là cũng có ảnh hưởng rất lớn với một số yêu tộc. Ví dụ như hồ tộc. Nếu nhân tộc bị tiêu diệt hoàn toàn thì hồ tộc về cơ bản cũng sẽ bị tuyệt diệt. Vì hồ tộc muốn có thế hệ sau thì phải có nhân tộc. Cả hồ tộc đều là nữ tử, không có nam nhân. Họ muốn sinh thế hệ sau thì buộc phải tìm nam tử của nhân tộc để giao phối. Trong đó có không ít hồ nữ và nam tử con người yêu nhau thật sự, kết thành phu thê, nhưng một khi hồ nữ mang con của nam tử kia, thì sẽ chấm dứt hoàn toàn tình cảm với nam tử đó, đưa tiểu hồ nữ rời khỏi văn minh con người. Trong đó có một số hồ nữ thậm chí còn hút cạn dương nguyên, của nam tử mình từng yêu, giết chết hắn để đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ. Vì thế các văn minh nhân tộc thường có truyền thuyết, về hồ tiên nói chúng toàn câu dẫn nam tử. Dù một số truyền thuyết cũng nói hồ tiên động lòng với nam tử nhân tộc, nhưng cuối cùng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Phía sau đát hy là hai hồ nữ bốn đuôi trẻ tuổi khoảng 16-17 tuổi. Công chúa, người quyết định chọn diệt nhân vương để phối ngẫu. Một hồ nữ nói. Đát hy cười. Diệt nhân vương có thể đánh bại Long thái nhất, có lẽ trong lứa trẻ nhân tộc không còn ai ưu tú hơn hắn nữa. Huyết mạch của hắn cộng với của ta, thế hệ sau sẽ mạnh đến mức nào chứ? Hồ nữ kia nói. Nhưng có cần phải bẩm báo yêu hậu trước không? Đương nhiên phải bẩm báo, ta tin chắc mẫu hậu rất hài lòng với diệt nhân vương. Đát hy nói. Bất luận là nữ nhân hay hồ nữ, thì thiên sinh đã muốn tìm một nam nhân có thể chính phục mình, muốn tìm một nam nhân mạnh hơn mình. Đát Hy biết nàng ta muốn sinh con thì phải tìm nam nhân phối ngẫu. Thay vì tìm một nam tử yếu đuối, chi bằng chọn cường giả như Diệt Nhân Vương. Nếu hồ tộc có con của Diệt Nhân Vương, sau này Diệt Nhân Vương sẽ trở thành cường giả sẽ bảo vệ hồ tộc. Nhưng Diệt Nhân Vương ý chí kiên định, ngay hồ tiên huyễn thuật của công chúa cũng không mê hoặc được hắn. Muốn bắt được hắn cũng không phải dễ. Hồ nữ nói. Đát Hy mỉm cười, nhân kiệt như diệt nhân vương muốn bắt hắn tuyệt đối không thể dùng những cách làm lạc hậu càng không thể lừa hắn đạt hy cười đầy vẻ gian xảo thật sự giống như một con hồ ly tinh đang nghĩ xem làm thế nào để ăn được ninh tiểu xuyên lúc này tiểu hồng cầm một cái làn thuốc miệng ngâm nga bài ca dao không biết học ở đâu đi vào rừng giúp tìm dược tài đạt hy thấy tiểu hồng thì lập tức như nghĩ ra đối sách tiến lại gần tiểu hồng diệt nhân vương đánh bại long thái nhất lại cường thế giết cả thiết la yêu vương tin tức này rất nhanh đã lan khắp yêu tộc thậm chí tin tức đã truyền tới yêu vương yêu hậu đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ nếu tư chất của diệt nhân vương thật sự còn đáng sợ hơn cả long thái nhất thì thành tựu thật quá kinh người vốn dĩ nhân tộc sau khi đầu hàng yêu tộc về cơ bản địa vị đều thấp kém chỉ có thể làm nô bộc cho yêu tộc chỉ có mình diệt nhân vương là khiến các yêu vương khác phải rẻ chừng không dám động tới những tu sĩ con người đầu hàng yêu tộc sau khi nghe tin đều tới cầu kiến diệt nhân vương muốn theo dưới chứng diệt nhân vương trong đó thậm chí có một số sinh linh yêu tộc cũng đem hậu lễ tới bái kiến diệt nhân vương tu sĩ con người và yêu tộc tới động phủ của diệt nhân vương xếp thành hàng dài rằng giặc tất cả đều mang theo lễ vật kỷ việt mấy hôm này thật sự là nở mày nở mặt nhận quà đến chuột rút cả cơ tay từ khi tới yêu tộc làm nô bộc đây là lần đầu tiên hắn vinh quang như vậy cảm thấy mình giống như nhân vật hàng đầu của yêu tộc vậy hôm nay tiểu hồng hái thuốc về bên cạnh là một hồ nữ xinh đẹp vị hồ nữ này dường như rất thân quen với tiểu hồng cười đùa vui vẻ như đang nói chuyện gì vui lắm. Hi tỷ tỷ, đa tạ tỷ mấy hôm nay giúp ta hái thuốc. Nếu không phải có tỷ, thì ta cũng không biết đại mộng trạch lại có nhiều nơi mọc kỳ dược như vậy. Nếu Ninh Tiểu Xuyên thấy ta hái được nhiều dược tài thế này chắc chắn sẽ phải trố mắt. Tiểu Hồng cười nói. Đát Hi cười. Tiểu Hồng, muội là long nữ của thần long tộc lại tình nguyện hái thuốc cho diệt nhân vương. Lẽ nào bình thường muội không tu luyện? Tiểu Hồng hơi khựng lại. Tại sao phải tu luyện? Đát Hi. Tiểu Hồng nói tiếp. Tu luyện thật khô khan chán ngắt, là long nữ của thần long tộc uống nhiều đan dược, thiên tài địa bảo một chút thì tu vi tự nhiên sẽ tăng lên thôi, không cần phải tốn công thế. Trong lúc nói chuyện hai người họ đã tới bên ngoài động phủ Diệt Nhân Vương. Kỷ Việt thấy Tiểu Hồng về thì lập tức ra đón. Nhìn thấy nữ tử yêu tộc đi bên cạnh Tiểu Hồng, Kỷ Việt mắt sáng trưng, thiên hạ sao lại có một nữ yêu tinh xinh đẹp thế này? Ba hồn bảy phách của hắn suýt nữa đã bị đát hi hút mất, thất thần một lúc lâu hắn mới tỉnh lại sau khi nhìn thấy sáu cái đuôi phía sau Đát Hy, hắn lập tức nhận ra thân phận của nữ tử này, bịch một cái quỳ dạp đất, bái kiến Đát Hy công chúa. Trong hồ tộc, nữ tử xinh đẹp như vậy luyện được sáu chiếc đuôi còn có thể là ai? Đương nhiên chính là một trong tam đại thần chữ danh chấn yêu tộc, cửu vĩ hồ tộc, Đát Hy công chúa. Đát Hy cười nói, đứng lên đi. Kỳ Việt kích động đứng dậy. Không biết Đát Hy công chúa giá lâm diệt nhân vương động phủ có phải, để gặp đại vương nhà ta. Lão Bộc sẽ đi bẩm báo đại vương ngay không cần, bản công chúa và tiểu hồng là bằng hữu, chỉ là tiễn muội ấy về thôi, không cần kinh động diệt nhân vương. Đát Hy nói. Đát Hy đang định rời đi thì trong động phủ vọng ra tiếng của Ninh Tiểu Xuyên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đã là đệ nhất mỹ nhân yêu tộc, Đát Hy công chúa giá lâm diệt nhân vương động phủ, bản vương lẽ nào có thể không ra nghênh tiếp. Lời nói vừa dứt, Ninh Tiểu Xuyên đã đứng ở cửa động phủ, nhìn thân ảnh tuyệt đẹp phía xa quái miệng đát hy khẽ nhướn lên giống như đắc ý ca đã cắn câu vậy nàng ta quay lại nhìn nam tử nhân tộc anh tuấn kia nhẹ nhàng nói từ lâu đã nghe đại danh của diệt nhân vương hôm nay cuối cùng cũng đã được gặp ninh tiểu xuyên mời đát hy vào trong động phủ diệt nhân vương hai người ngồi ở hai chiếc bàn đá ở hai phía khác nhau trên bàn bày chín cái bình đựng đan ninh tiểu xuyên nhìn công chúa hồ tộc tuyệt sắc yêu mị trước mặt nói đát hy công chúa có dám thử nhân cấp đan bản vương vừa luyện chế không dáng người Đát Hi rất đáng tự hào, da trắng tự tuyết, ngọc nhân khuynh quốc khuynh thành, dưới ta váy dài là sáu cái đuôi cáo không ngừng cựa quậy. nàng ta cười nhạt. được thưởng thức đan dược do Diệt Nhân Vương đích thân luyện chế, đó là vinh hạnh của Đát Hi. Ninh Tiểu Xuyên giải thích cho nàng ta, bình này là nhân cấp đan, có tên lục chuyển hoàn dương đan, đạt tới hồn cấp nhân cấp đan. dù là bị thương nặng đến mức nào, chỉ cần uống một viên là thương thế lập tức sẽ lành lại. rồi Ninh Tiểu Xuyên lại nhắc cái bình khác lên. Đây cũng là một bình hồn cấp nhân cấp đan, có tên là băng phách luyện hồn đan. Dùng băng đàn quả 5.000 năm tuổi, vạn hồn trùng thảo 6.000 năm tuổi, kết hợp với 27 loại thông linh kỳ dược luyện chế. Uống một viên có thể nâng cao 200 năm công lực, nhưng uống hai viên thì dược lực lại giảm một nửa. Uống ba viên dược lực lại giảm tiếp một nửa nữa. Hơn nữa, chỉ thích hợp với nhân loại có thể chất mang ma tính, hoặc yêu tộc thể chất âm tính. Rồi Ninh Tiểu Xuyên lần lượt giới thiệu tiếp bảy bình còn lại có loại có thể nâng cao huyết khí có loại tăng cường tu vi có loại thuần luyện chân nguyên cũng có loại nâng cao thọ nguyên số đan dược này đều do ninh tiểu xuyên gần đây dùng dược tài trong quốc khố thiên su đại đế quốc và của long tộc đưa tới để luyện chế mỗi viên đều có giá trị liên thành trong yêu tộc không hề tinh thông luyện đan tùy tiện ném một viên ra cũng gây nên trận tranh giành ác liệt giữa các cường giả yêu tộc đát hy cầm bình lên đổ ra một viên băng phách luyện hồn đan kẹp trong hai ngón tay thon dài đặt vào hàm răng trắng tinh nhưng không nuốt ngay mà giống như đang thưởng thức đan hương. Lúc này vẻ mặt của nàng ta giống như đang chìm đắm trong đan hương vậy, đôi mắt chậm chậm nhắm lại, chiếc lưỡi mềm mại đưa ra khẽ liếm viên đan nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Ninh Tiểu xuyên hơi ngẩng lên, nhìn dung nhan tuyệt sắc của Đát Hi nghĩ bụng, không hổ là nữ yêu tinh hồ tộc, ngay cả thưởng thức đan dược cũng quyến rũ như vậy. Nếu chỉ luận về sắc đẹp thì trong số những nữ tử Ninh Tiểu xuyên biết, có lẽ chỉ Ngọc Ngưng Xanh và Tuyết Linh Hư mới sánh được với Đát Hi công chúa ngay cả ba vị thần nữ, thánh nữ, linh nữ của cửu thiên các cũng thua một bậc. Hơn nữa Đát Hy còn có một sự gợi cảm yêu mị, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy phàm tục. Mỗi động tác, mỗi lời nói đều như đang mê hoặc nam nhân phạm tội. Nhưng khi quan sát kỹ thì lại không thấy nàng ta có bất cứ động tác gì. Vẻ đẹp của Ngọc Ngưng Xanh là sự thanh thuần thánh khiết, giống như bông hoa sen trên mặt hồ, gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn. Xuất thân thanh lâu nhưng không hề nhuốm sự dung tục của nữ tử phong trần vẻ đẹp của tuyết linh hư là sự mơ hồ như ẩn như hiện, giống như nàng ta không thuộc về thế giới này, có thể bay đi, rời khỏi nhân gian bất cứ lúc nào vậy. Còn công chúa Đát Hy, vẻ đẹp của nàng ta lại thuộc một thái cực khác. Nàng ta ở ngay nhân gian, nếu tới văn minh nhân loại thậm chí có thể khiến cả thiên hạ đại loạn. Đát Hy cuối cùng cũng cho băng phách luyện hồn đan vào miệng, chiếc cằm nhỏ khẽ chuyển động, chậm rãi thưởng thức. Một lúc sau nàng luyện hóa viên băng phách luyện hồn đan, mở đôi mắt sáng tựa vầng trăng, nói: "Đan tốt, quả nhiên nâng cao hai trăm năm tu vi ta cảm thấy mình sắp tu luyện được chiếc đuôi thứ bảy rồi không ngờ diệt nhân vương không chỉ là thiên tài võ đạo thiên phú tuyệt đỉnh mà còn là cao thủ luyện đan e là ngay cả vị thiên đế tám trăm năm thành thần kia cũng không có tư chất bằng ngươi đát hy lại nói tiếp đáng tiếc yêu tộc không xem trọng y đạo và luyện đan nếu không năm đó ta cũng sẽ học luyện đan à diệt nhân vương ta bái ngươi làm sư thì thế nào ninh tiểu xuyên cũng uống một viên băng phách luyện hồn đan vừa luyện hóa vừa nói. Luyện đan không phải việc một sớm một chiều là giỏi. Nếu không thích mà cứ học thì chỉ làm nhỡ việc tu hành mà thôi. Đát hy cười. Ta chính là thành tâm muốn học thuật luyện đan, sao lại không thích được chứ? Ninh Tiểu Xuyên nói. Bản vương mời Đát Hy công chúa dùng đan dược là làm trọng lễ nghĩa chủ khách, coi như là sự tôn trọng với công chúa và cử vĩ yêu hậu. Giờ bản vương có vài câu muốn hỏi, không biết công chúa Điện Hạ có tiện trả lời hay không? Ngươi cứ hỏi. Đát Hy vẫn giữ nụ cười mỹ lệ, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lóe vài tia sắc bén, tại sao cô ý tiếp cận Tiểu Hồng? Đát Hy vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, cười nói: "Người ta chỉ tình cờ gặp Tiểu Hồng, sao lại nói cố tình tiếp cận?" Diệt Nhân Vương đừng dựa vào những truyền thuyết của nhân tộc để đối đãi, với một nữ tử hồ tộc. Thật ra nữ tử hồ tộc bọn ta đều rất đơn thuần, đâu có nhiều âm mưu như vậy." Tiểu Hồng thấy Ninh Tiểu Xuyên dường như đang chất vấn Đát Hy công chúa thì không vui. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hi tỷ tỷ thật sự tình cờ gặp ta, mới gặp mà như đã quen từ lâu. Ta và Tiểu Linh Nhi đã cùng Hi tỷ tỷ kết nghĩa Kim Lan thành tỷ muội tốt rồi. Nói xong, Tiểu Hồng lại đổ ra một nắm nhân cấp đan cho vào mồm như ăn kẹo. Tiểu Linh Nhi cũng khẽ gật đầu nói, "Hi tỷ tỷ còn giúp Tiểu Hồng hái thuốc, còn truyền thụ cho con một số thần thông của hồ tộc." "Cha Nuôi, Hi tỷ tỷ không có ác ý gì thật mà." Đã thi nghe cách gọi của Tiểu Linh Nhi với Ninh Tiểu Xuyên, thì trong lòng một trận u oán, Tiểu Linh Nhi lại là con gái nuôi của hắn, ta kết bái với Tiểu Linh Nhi, Tiểu Hồng không phải cũng phải gọi hắn là cha nuôi sao? Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt nhìn Đát Hy công chúa, trong lòng rất muốn biết rốt cuộc Đát Hy công chúa có mục đích gì. Hắn có thể khẳng định mấy hôm trước người đã tạo ra huyễn cảnh mê hoặc hắn, trong động phủ chính là Đát Hy công chúa. Nếu nói nàng ta vì ấu thần long, với tâm cơ và thủ đoạn của nàng ta thì Tiểu Hồng đã bị bắt đi lâu rồi nếu không phải vì thần long thì mục đích của nàng ta là gì yêu nữ hồ tộc quỷ kế đa đoan không biết bao nhiêu nam tử nhân tộc đã chết trong tay họ ninh tiểu xuyên không thể không thận trọng hơn nữa giờ hắn một mình ở yêu tộc thánh quốc nơi đâu cũng đầy sát cơ bắt buộc phải cẩn thận nếu không sẽ vạn kiếp bất phục đát hy như nổi giận thật thu nụ cười lại nghiêm nghị nói bản công chúa cũng có một việc muốn nhắc nhở diệt nhân vương người đã giết thiết lạ yêu vương dưới chứng địa ngô yêu hoàng đã kích nộ hắn có lẽ trong hôm nay hắn sẽ ra tay đối phó với ngươi. Nghe Đát Hy công chúa nói thế, Tiểu Linh Nhi liền căng thẳng, ôm lấy tay Đát Hy công chúa. Hy tỷ tỷ, tỷ là công chúa hồ tộc, chắc sẽ biết nhiều tin trong nội bộ yêu tộc. Địa Ngô yêu hoàng rốt cuộc định đối phó với bọn ta thế nào? Đát Hy thầm quan sát sự biến đổi thần sắc của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng nàng ta phát hiện Ninh Tiểu Xuyên không hề có bất cứ biểu hiện gì. Thời gian gần đây Địa Ngô yêu hoàng vẫn luôn điều tra lai lịch của Diệt Nhân Vương cuối cùng hắn đã phát hiện các ngươi đến từ nền văn minh có tên ngọc lam đế quốc đát hy thấy ánh mắt ninh tiểu xuyên cuối cùng cũng có thay đổi liền mừng thầm xem ngươi còn có thể bình tĩnh nữa không nàng ta nói tiếp hơn nữa nền văn minh đó vẫn chưa bị hủy diệt vẫn ở trong bắc cương nếu bản công chúa đoán không lầm thì có lẽ địa ngô yêu hoàng sẽ hạ lệnh để diệt nhân vương đích thân dẫn đại quân yêu tộc đi tiêu diệt ngọc lam đế quốc chỉ cần diệt nhân vương rời khỏi đại mộng trạch thì địa ngô yêu hoàng sẽ có rất nhiều cơ hội hạ sát thủ với ngươi Diệt Nhân Vương, ngươi nghĩ giờ mình có phải đối thủ của Địa Ngô Yêu Hoàng không? Trước sức mạnh của Địa Ngô Yêu Hoàng, ngươi cảm thấy mình có thể bảo vệ Tiểu Hồng hay không? Tâm cảnh của Ninh Tiểu Xuyên quả thực không thể giữ bình tĩnh được nữa. Hắn nhìn vào mắt Đát Hy công chúa, tin này có đáng tin không? Đây không phải tin của bản công chúa mà là tin Địa Ngô Yêu Hoàng truyền cho thuộc hạ, chỉ là không cẩn thận bị hồ tộc bọn ta biết được. Đây là tuyệt chiêu của Đát Hy công chúa nàng ta đã biết một khi tung ra chiêu này chắc chắn sẽ khiến ninh tiểu xuyên dối bời thật ra ninh tiểu xuyên cũng không quá hoảng loạn khi quyết định đi theo thiên mộng yêu hoàng thì hắn đã đoán được thiên mộng yêu hoàng sẽ phái hắn đi thảo phạt nhân tộc chỉ là hắn không ngờ thiên mộng yêu hoàng chưa hạ lệnh thì địa ngô yêu hoàng đã đối phó hắn rồi hơn nữa còn bắt hắn hủy diệt ngọc lam đế quốc thanh tước vương và liêu chắc chắn sẽ bị thiên mộng yêu hoàng giữ lại yêu tộc thánh quốc nếu không địa ngô yêu hoàng tuyệt đối không tha cho họ sẽ trực tiếp gây khó dễ cho Ngọc Lam Đế Quốc. Ngọc Lam Đế Quốc chính là điểm yếu của Ninh Tiểu Xuyên. Địa ngô yêu hoàng lại tìm được Ngọc Lam Đế Quốc, đúng là đã tạo cho Ninh Tiểu Xuyên áp lực không hề nhỏ. Muốn loại bỏ được nguy cơ này có lẽ không phải chuyện dễ. Đến lúc đó, không chỉ không giữ được Ngọc Lam Đế Quốc, mà ngay cả tính mạng Ninh Tiểu Xuyên cũng khó đảm bảo. Ninh Tiểu Xuyên, sở dĩ có thể đứng vững trong yêu tộc là vì hắn vẫn ở trong yêu tộc Thánh Quốc. Địa ngô yêu hoàng e rẻ thiên mộng yêu hoàng nên không dám hạ thủ với hắn nhưng một khi rời khỏi đại mộng trạch thì với tu vi của mình địa ngô yêu hoàng muốn giết ninh tiểu xuyên mà thần không biết quỷ không hay thì quá dễ dàng muốn hóa giải nguy cơ của ngọc lam đế quốc chỉ có hai cách thứ nhất giết chết địa ngô yêu hoàng thứ hai bảo thiên mộng yêu hoàng chia ngọc lam đế quốc thành lãnh địa của ta tỷ lệ thành công của hai cách này đều rất nhỏ nếu nâng cao được hai cảnh giới lên chân nhân cảnh tầng thứ tư thì tốt rồi dựa vào sức mạnh của thứ thần huyết y ta hoàn toàn có thể chiến với địa ngô yêu hoàng với tốc độ tu luyện hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên, cộng với ngôi sao tím trong cơ thể Tiểu Linh Nhi, hắn hoàn toàn có thể chắc chắn trong nửa năm sẽ đột phá chân nhân cảnh tầng thứ tư. Chỉ cần nửa năm thôi, nhưng địa ngô yêu hoàng căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Đa Thi công chúa nói, là tỷ tỷ của Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi, đương nhiên ta không thể dương mắt nhìn họ rơi vào tay địa ngô yêu hoàng. Chỉ cần hồ tộc bọn ta toàn lực giúp đỡ, có thể sẽ giữ được Ngọc Lam đế quốc, ngăn chặn âm mưu của địa ngô yêu hoàng. Tiểu Hồng hoan hô, lao vào lòng đát hy công chúa ta biết hy tỷ tỷ có cách mà ninh tiểu xuyên ngươi còn nghi ngờ hy tỷ tỷ sao ninh tiểu xuyên cũng có vài phần hoài nghi có phải hắn thật sự nhìn nhầm vị công chúa của hồ tộc này hay không đây thật sự là một thiếu nữ trong sáng không hề có âm mưu ư nếu không có tại sao nàng ta lại không ngại đắc tội với địa ngô yêu hoàng để giúp bọn hắn phải biết rằng hồ tộc tuy không sợ địa ngô yêu hoàng nhưng cũng không cần phải vì một nhân loại mà đắc tội với một yêu hoàng thật không đáng Ninh Tiểu Xuyên thật sự không đoán được tâm tư của vị công chúa hồ tộc này. Hắn nói, công chúa Điện Hạ định làm thế nào, để địa ngô yêu hoàng từ bỏ việc tiêu diệt Ngọc Lam đế quốc. Đúng lúc đó kỷ Việt từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Bẩm đại vương, địa ngô yêu hoàng phái sứ giả tới mời đại vương, tới địa ngô yêu điện bàn việc quan trọng. Đến nhanh thật, Ninh Tiểu Xuyên nhìn sang đát hy công chúa, chỉ thấy vị hồ tiên tỷ tỷ tuyệt thế yêu mị này nhìn hắn cười, nụ cười thật khiến chúng sinh điên đảo rõ ràng nàng ta đã đoán trước được hôm nay địa ngô yêu hoàng sẽ gây khó dễ, cho Ninh Tiểu Xuyên. Vì thế nàng ta mới chọn hôm nay để theo Tiểu Hồng về động phủ diệt nhân vương. Ninh Tiểu Xuyên sau khi được đát hy công chúa nhắc trước thì cũng có chuẩn bị tâm lý, tâm thái vô cùng bình tĩnh đi theo sứ giả tới yêu điên của địa ngô yêu hoàng. Một phân thân của địa ngô yêu hoàng ngồi phía trên yêu điện, trên người tỏa ra yêu khí cường đại, khí thế đó cường đại hơn đế hoàng nhân gian không biết bao nhiêu lần. Ninh Tiểu Xuyên bước, vào yêu điện liền cảm thấy một luồng áp lực rất lớn đè lên hai vai sau mỗi một bước là sức nặng đè lên người hắn lại như thêm cả một ngọn núi lớn trừ yêu vương có thể đi vào yêu điện ra những tu sĩ yêu tộc khác bao gồm cả mười vị thú vương đều quỳ ngoài yêu điện bên ngoài có tới vài chục nghìn tu sĩ yêu tộc cảnh tượng vô cùng hoành tráng tất cả bọn họ đều bị khí thế của địa ngô yêu hoàng khiến cho quỳ hết dưới đất không thể đứng lên nổi ninh tiểu xuyên bước vào yêu điện thì thấy hai bên trái phải yêu điện đều có một hàng yêu vương Tất cả đều tu vi cấp chân nhân, yêu vương tu vi càng cao thì càng đứng phía trên. Ninh Tiểu Xuyên thấy bên trái cửa yêu điện còn trống một chỗ liền đi tới đó. Diệt Nhân Vương, ngươi là đại công thần của yêu tộc, Thiên Mộng Yêu Hoàng đại nhân đích thân phong yêu vương, sao có thể ngồi ở cuối? Tới chỗ đầu tiên bên phải của bàn hoàng mà ngồi. Địa Ngô Yêu Hoàng nói: "Chúng yêu vương nghe vậy đều lộ nụ cười khẩy, đợi xem kịch hay." Trong yêu điện, trừ vị trí của Địa Ngô Yêu Hoàng ra, thì vị trí tôn quý nhất chính là hai vị trí hàng đầu hai bên trái phải. Không biết có bao nhiêu yêu vương muốn ngồi ở chỗ đó, nhưng muốn ngồi thì bắt buộc phải có thực lực tương ứng. Thực lực nào sẽ ngồi vị trí đó? Không có bản lĩnh đó, thì chỉ có thể bị khí thế của địa ngô yêu hoàng đè cho quỷ dưới đất, càn bản không thể ngồi. Hiện nay người ngồi ghế đầu bên trái là một lão giả da màu xanh lam, dáng người cao gầy, xương sẩu nhô lên, bên trong cơ thể có vô số điểm sáng màu lam. Người này được gọi là phàm đạt lão tổ tu vi chân nhân cảnh tầng thứ 9, lão yêu vương đã tu luyện được vài vạn năm. Phàm đặt lão tổ là yêu vương cường đại nhất dưới chứng địa ngô yêu hoàng, nên có tư cách ngồi ghế đầu bên trái. Với tu vi của lão đường nhiên chịu được khí thế của địa ngô yêu hoàng. Địa ngô yêu hoàng đây là muốn ra oai với ta. Ninh Tiểu Xuyên không hề hoảng loạn, nói. Tu vi của bản vương so với các vị yêu vương ở đây còn kém quá xa, có tài đức gì mà được ngồi ghế đầu. Ta vẫn nên ngồi ghế cuối được rồi bản hoàng nói ngươi có thể ngồi thì không kẻ nào dám nói không địa ngô yêu hoàng trầm giọng nói được nếu vậy bản vương cung kính không bằng tuân mệnh nói rồi ninh tiểu xuyên xài bước tiến về phía ghế đầu bên phải yêu vương ngồi hai bên mở to mắt nhìn xem ninh tiểu xuyên có thể đi được bao xa thật ra ninh tiểu xuyên cũng phải chịu áp lực rất lớn mỗi bước đi đều tăng gấp đôi áp lực khi đi tới giữa yêu điện thì ninh tiểu xuyên giống như vác cả ngọn ngũ chỉ sơn xương cốt toàn thân phát ra tiếng răng rắc bước chân chậm lại lợi hại thật yêu vương khác mà không có tu vi chân nhân cảnh tầng thứ tư, thì đều không tới được giữa đại điện. Diệt nhân vương mới chân nhân cảnh tầng thứ hai mà đã làm được rồi. Một vị yêu vương vai vế khá thấp nhỏ giọng nói. Diệt nhân vương đánh bại được Long Thái nhất thì chắc chắn có bản lĩnh thật sự, đi tới giữa đại điện không phải khó. Nhưng đi tiếp thì khó khăn rồi. Trong yêu điện không chỉ có khí thế của yêu hoàng đại nhân, mà còn của những vị yêu vương khác nữa, tất cả đều là trở lực ngăn cản hắn tiến lên muốn ngồi ghế đầu ít nhất phải là chân nhân cảnh tầng thứ bảy rõ ràng là diệt nhân vương không có thực lực đó cứ đợi đi thêm vài bước nữa là hắn sẽ phải quỳ thôi không chỉ khí thế của địa ngô yêu hoàng đè lên người ninh tiểu xuyên mà còn có khí thế của các yêu vương khác cũng nhằm vào ninh tiểu xuyên ngăn hắn tới ghế đầu nếu hắn thật sự ngồi được ghế đầu đó thì không phải đã thừa nhận địa vị của hắn trong yêu tộc hay sao cộp cộp trước ánh mắt của tất cả mọi người tuy càng đi càng khó khăn nhưng ninh tiểu xuyên càng ngày càng gần với ghế đầu lẽ nào hắn ngồi được vào vị trí đó ào ào chúng yêu thích phóng khí thế đến cực điểm toàn lực áp chế ninh tiểu xuyên ngay cả địa ngô yêu hoàng phía trên cũng tăng cường khí thế ngăn bước chân của ninh tiểu xuyên thứ áp lực đó không chỉ đè lên nhục thân ninh tiểu xuyên mà chấn áp cả linh hồn hắn cũng may ninh tiểu xuyên đã có bảy đạo phân thần linh hồn và tâm thần đều vô cùng cường đại căn bản không sợ địa ngô yêu hoàng áp chế linh hồn Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần ma trí tôn thể. Ninh Tiểu Xuyên kích phát trí tôn chi lực trong huyết mạch. Một luống khí trường cường đại giống như của tu sĩ vạn cổ cảnh bùng phát từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Mấy vị yêu vương tu vi yếu một chút, bị sức mạnh của trí tôn thể đánh ngược lại, ghế ngồi rắc một tiếng, suýt nữa đã ngã ra. Nhân cơ hội đó Ninh Tiểu Xuyên đi nhanh vài bước, khi chúng yêu vương và địa ngô yêu hoàng không kịp phản ứng đã ngồi xuống ghế đầu bên phải ngồi xuống ghế ninh tiểu xuyên quét mắt nhìn chúng yêu vương cười nói nếu các vị tiền bối yêu vương đã khách khí như vậy vãn bối cũng to gan ngồi vị trí này vậy đa tạ các vị đa tạ nghe lời ninh tiểu xuyên nói mà những yêu vương kia đều tức muốn nổ phổ vốn định ra oai với ninh tiểu xuyên để hắn tự động quỳ xuống trước uy lực của địa ngô yêu hoàng và chúng yêu vương nhưng ninh tiểu xuyên lại vượt qua được lại còn ngồi ở ghế đầu ngang hàng với phàm đạt lão tổ thật khiến cho các lão yêu vương muốn ngồi vị trí đó tức đến phát điên. Phàm đặt lão tổ ngồi ghế đầu bên trái giống như vừa ngủ dậy, mở đôi mắt già nua lạnh nhạt liếc Ninh Tiểu Xuyên một cái rồi lại nhắm mắt như ngủ. Qua lần này Ninh Tiểu Xuyên mới thật sự nhận ra sự khủng bố của địa ngô yêu hoàng. Khí thế địa ngô yêu hoàng tỏa ra tuyệt đối không phải khí thế một chân, nhân cảnh tầng thứ 9 có được. Hắn có thực lực sánh ngang với vạn cổ cảnh rồi. Trước kia ta đã coi thường địa ngô yêu hoàng rồi. Với thực lực cường đại của hắn, cho dù ta thật sự tới chân nhân cảnh tầng thứ tư, cộng với thứ thần huyết y cũng không phải đối thủ của hắn. Mỗi một cường giả cấp yêu hoàng đều không thể coi thường. Sau này phải cẩn thận hơn nữa. Khí tức của địa ngô yêu hoàng cũng tương đương, với lão chân nhân ở cửu thiên thánh thành dùng định sơn thức khiến ninh tiểu xuyên cứng đờ. Vị chân nhân họ lão đấy cũng có tu vi chân nhân cảnh tầng thứ 9, nhưng lại có thực lực tương đương trí tôn, là một trong những cường giả hàng đầu thiên hư đại lục. Sắc mặt của địa ngô yêu hoàng vô cùng khó coi, nói, Diệt nhân vương, ngươi đi theo yêu tộc cũng được một thời gian rồi. Để thể hiện sự trung thành đối với yêu tộc, với thiên mộng yêu hoàng địa nhân, bản hoàng bố trí cho ngươi một nhiệm vụ. Đấy, tới rồi. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng. Địa ngô yêu hoàng nói. Phía bắc trảm thiên sơn mạch có một nền văn minh nhân loại cấp ngũ phẩm. Ngươi hãy dẫn một đoàn quân yêu tộc bắt toàn bộ nền văn minh đó, đưa về đại mộng trạch làm tế phẩm dâng lên yêu thần vĩ đại. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói. Trảm thiên hoang lĩnh dù gì cũng là lãnh địa của phạm hống yêu hoàng, chúng ta dẫn đại quân tới lãnh địa của phạm hống yêu hoàng đoạt tế phẩm chắc chắn sẽ khiến phạm hống yêu hoàng nổi giận bản vương cảm thấy làm vậy không thỏa đáng địa ngô yêu hoàng đã dự đoán trước ninh tiểu xuyên sẽ nói như vậy liền nói diệt nhân vương ngươi phải hiểu lần này phái ngươi tới một nền văn minh ngũ phẩm chủ yếu là truy sát dư diệt của thạch cơ yêu hậu ở đó còn việc tiêu diệt nền văn minh đó chỉ là tiện thể truy sát dư nghiệt của thạch cơ yêu hậu là việc thiên mộng yêu hoàng đại nhân giao cho bản hoàng Phạm Hống yêu hoàng cũng không có quyền hỏi tới. Vì thế ngươi cứ yên tâm làm bàn hoàng dặn. Chỉ cần tiêu diệt được nền văn minh ngũ phẩm đó, giết sạch dương nghiệt của thạch cơ yêu hậu, bản hoàng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng, Ninh Tiểu Xuyên nói, ánh mắt địa ngô yêu hoàng trầm xuống. Diệt nhân vương do dự không dám ra tay với nhân loại, lẽ nào đi theo yêu tộc là giả, trong lòng có âm mưu mới là thật. Ninh Tiểu Xuyên nhìn vào mắt địa ngô yêu hoàng. Địa ngô yêu hoàng cũng gườm gườm nhìn Ninh Tiểu Xuyên, một người một yêu, ánh mắt sắc bén đến cực điểm. Một vị cường giả cấp bậc yêu vương đi vào trong địa ngô yêu điện, cung kính nói. Khởi bẩm địa ngô yêu hoàng, Ly vẫn yêu thị đang đợi bên ngoài cầu kiến. Ly vẫn yêu thị đến gặp bản hoàng làm gì? Địa ngô yêu hoàng có vài phần nghi hoặc. Ly vẫn yêu thị là một trong sáu thị nữ bên cạnh thiên mộng yêu hoàng. Tuy chỉ là thị nữ của thiên mộng yêu hoàng, nhưng lai lịch mỗi người đều không hề đơn giản. Họ còn có huyết mạch của thần thú viễn cổ thuần huyết. Hơn nữa, dưới sự chỉ dạy của thiên mộng yêu hoàng, tu vi của sáu vị yêu thị đều vô cùng cường đại, vị nào cũng chẳng thua kém địa ngô yêu hoàng. Địa ngô yêu hoàng cũng không dám chậm trễ, lập tức thu ánh mắt đang gườm gườm nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nhìn ra cửa lớn, nói, mời vào. Trước sự chú ý của chúng yêu, một nữ yêu mặc kim tơ bạch bào bước vào, mái tóc dài đen nhánh buộc vảnh trên đỉnh đầu, hoa tai hình trăng lưỡi liềm, ngọc bội đỏ rực, ngọc đới trắng phao quấn quanh hông làm nổi bật lên chiếc eo thon gọn dưới chân nàng là một đám yêu vân, bay vào yêu điện, đứng giữa không trung, trên người tỏa ra sự cao ngạo, nhìn xuống chúng yêu và địa ngô yêu hoàng phía dưới. Thiên mộng yêu hoàng có lệnh, ban nền văn minh ngũ phẩm Ngọc Lam đế quốc cho hồ tộc làm nơi duy trì nói giống. Bất cứ yêu thú nào cũng không được tấn công Ngọc Lam đế quốc. Sắc mặt địa ngô yêu hoàng thay đổi, nói, Ngọc Lam đế quốc chỉ là một nền văn minh ngũ phẩm. Chỉ là nơi rất nhỏ bé, sao có thể kinh động tới thiên mộng yêu hoàng đại nhân? Ly vẫn yêu thị nói, cử vĩ yêu hậu đích thân tới gặp thiên mộng yêu hoàng, hy vọng thiên mộng yêu hoàng có thể để giữ cho hồ tộc một nền văn minh con người, để sinh con cháu. Thiên mộng yêu hoàng đã đồng ý rồi. Cử vĩ yêu hậu sao lại biết tới Ngọc Lam đế quốc? Địa ngô yêu hoàng nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên nói, yêu hoàng đại nhân nhìn ta làm gì? Những quyết định của yêu hoàng, yêu hậu các vị, lẽ nào bản vương có thể nhúng tay vào hay sao? Địa ngô yêu hoàng tuyệt đối không tin việc này không liên quan gì tới Ninh Tiểu Xuyên, cử vĩ yêu hậu không thể nào vô duyên vô cớ, lại bảo vệ một nền văn minh con người ngũ phẩm. Huống hồ còn đắc tội với yêu hoàng, với bà ta thật sự không đáng. Lẽ nào à hồ ly tinh kia đã nhắm trúng thể chất của Ninh Tiểu Xuyên, muốn dùng Ninh Tiểu Xuyên để lại huyết mạch hồ tộc. Địa ngô yêu hoàng nghĩ bụng. Nếu thiên mộng yêu hoàng đã hạ lệnh thì địa ngô yêu hoàng đương nhiên, không thể ép Ninh Tiểu Xuyên đi tấn công Ngọc Lam đế quốc được, nữa, nên đành phải nghĩ cách khác trong mắt hắn ninh tiểu xuyên chỉ là một nhân vật nhỏ bé cho dù được cử vĩ yêu hậu bảo vệ thì cũng chẳng gây nên sóng to gió lớn gì được muốn giết hắn dễ như giết một con sâu mà thôi ninh tiểu xuyên ra khỏi yêu điện đứng trên bậc thang cao cao nhìn về bầu trời xanh thở phào một hơi dài sau cơn mưa trời lại sáng coi như vượt qua cửa ải này rồi đát hy công chúa vì giúp ta đã kinh động đến cả cử vĩ yêu hậu lần này coi như nợ nàng ta một ân tình ninh tiểu xuyên trước nay đều không thích nợ người khác có thủ tất báo, có ơn ắt trả. Lần này, nếu không phải cử ví yêu hậu đích thân ra mặt, thì chắc chắn thiên mộng yêu hoàng sẽ không tha cho bất cứ nền văn minh nào. Ngọc Lam đế quốc cũng không ngoại lệ. Người có thể nhờ được cử vĩ yêu hậu chỉ có đát hy công chúa. Bất luận đát hy công chúa có mục đích gì mà người khác không biết, thì ít nhất lần này nàng ta thật sự cũng đã giúp Ninh Tiểu Xuyên một việc lớn. Đát hy công chúa từng nói địa ngô yêu hoàng muốn có long nguyên, và long huyết của Tiểu Hồng để xung kích vạn cổ cảnh lần này địa ngô yêu hoàng không đạt được mục đích chắc chắn sẽ có lần sau cứ như vậy thì quá bị động phải tìm cách đánh trả ánh mắt ninh tiểu xuyên trở nên sắc bén nếu tu luyện được tiếp thần đạo thì tốt lúc nào cần là có thể mượn sức mạnh thần linh cho dù không thể loại bỏ được địa ngô yêu hoàng thì ít nhất cũng không sợ hắn hạ thủ với mình nhưng tiếp thần đạo thuộc một trăm đại đạo đứng đầu ba nghìn diệt thế đạo muốn tu luyện thành công đâu có dễ dàng cho dù dựa vào ngôi sao tím trong cơ thể tiểu linh nhi cũng không phải dăm ba ngày mà thành ninh tiểu xuyên trở về động phủ diệt nhân vương định cảm ơn đát hy công chúa nhưng nàng đã rời đi rồi nàng ta đi rồi ninh tiểu xuyên có vài phần ngạc nhiên hắn luôn cảm thấy đát hy công chúa tiếp cận tiểu hồng và tiểu linh nhi chắc chắn có mục đích khác giờ ninh tiểu xuyên nợ nàng ta một ân tình chính là lúc nàng ta chiếm thế thượng phong cho dù đưa ra yêu cầu gì ninh tiểu xuyên cũng rất khó từ chối nhưng nàng ta lại bỏ qua cơ hội tốt này mà đi rồi cái này là lạt mềm buộc chặt sao ninh tiểu xuyên khẽ xoa cằm cảm giác vị đát hi công chúa này thật không dễ đối phó người khác khó lòng đoán được suy nghĩ của nàng ta đát hi công chúa quả thực quá giảo hoạt tuy có tới sáu cái đuôi nhưng người ta không thể bắt được nếu nàng ta là kẻ địch thì chắc chắn còn nguy hiểm hơn cả long thái nhất một hồ nữ có bốn cái đuôi theo sát đát hi công chúa nói công chúa nô tỳ thật không hiểu công chúa đã giúp diệt nhân vương một việc lớn như vậy thậm chí còn kinh động tới cả yêu hậu đại nhân tại sao lại vội đi như vậy đợi khi diệt nhân vương quay về chắc chắn hắn sẽ rất cảm kích công chúa, chỉ cần. Đã thi công chúa nheo mắt, ngắt lời hồ nữ bốn đuôi, khẽ lắc lắc ngón tay, cười nói. Thật ra, khi một nam nhân nói lời cảm kích với ngươi, thì khoảng cách giữa hai người đã bị kéo xa rồi. Còn khi nam tử đó cất giữ những lời cảm kích trong lòng, không nói ra được thì khoảng cách giữa hai người mới thật sự là gần. Ta không muốn diệt nhân vương chỉ cảm kích ta đơn giản như vậy. Hồ nữ bốn đuôi nói. Vậy giờ chúng ta nên làm gì? đát hi công chúa dừng bước nghĩ một lúc rồi nói theo tin ta có được từ tiểu hồng và tiểu linh nhi tuy diệt nhân vương vẻ ngoài rất lạnh lùng vô tình nhưng thật ra là người rất tình cảm chứ không phải loại máu lạnh nếu diệt nhân vương đã tới từ ngọc lam đế quốc thì ở đó chắc chắn có người thân của hắn bản công chúa quyết định tới ngọc lam đế quốc một chuyến hồ nữ kia nói thật ra với thân phận tôn quý và dung mạo tuyệt thế của công chúa chỉ cần nói thẳng với diệt nhân vương là muốn làm đối tượng phối ngẫu của hắn chắc chắn hắn sẽ vui vẻ đồng ý thiên hạ này căn bản chẳng ai có thể cự tuyệt được công chúa điện hạ công chúa hà tất phải tốn nhiều công sức lấy lòng diệt nhân vương như vậy thật ra đát hi công chúa rất tin vào bản thân nói nếu nói thẳng ra thì đương nhiên diệt nhân vương sẽ không từ chối nhưng nhân kiệt như diệt nhân vương vạn năm khó có được một người thành tựu sau này chắc chắn khó có thể tưởng tượng nổi nếu để hắn thật sự yêu bản công chúa thì sau này hồ tộc sẽ được một tuyệt đỉnh cường giả che chở như vậy không phải tốt hơn sao hơn nữa bản công chúa cũng hy vọng được giống như mẫu hậu có một câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm cho dù sau này sẽ chắc chắn quên hết tình cảm thì cũng là một việc tốt đẹp biết bao nói rồi đát hy công chúa một mình rời đại mộng trạch tới ngọc lam đế quốc mười ngày liền qua đi ninh tiểu xuyên không hề ra khỏi cửa mà chỉ ngồi bên huyết hà tu luyện tranh thủ thời gian đột phá chân nhân tầng thứ ba trong huyết hà là thanh ma kiếm không ngừng hút huyết khí ánh sáng trên thân kiếm càng ngày càng sáng chói keng đột nhiên một âm thanh lảnh lót vang lên một đạo kiếm trụ bắn lên trời bạo phát khí thế kinh thiên động địa sau khi hấp thụ một lượng lớn huyết khí ma kiếm từ trung phẩm trí tôn khí cấp thấp nhất tăng lên cao đẳng trung phẩm trí tôn khí phẩm cấp tăng khoảng 3 lần tuy chưa tới một tháng đã tới cao đẳng trung phẩm trí tôn khí nhưng muốn nâng lên thượng phẩm trí tôn khí thì không đơn giản bắt buộc phải được lôi kiếp tôi luyện mới có được sự thay đổi về chất thăng cấp thượng phẩm trí tôn khí chín tầng cảnh giới chân nhân mỗi ba tầng cảnh giới là một giới tuyến với thể chất của ta tu luyện lên cảnh tầng thứ tư chắc chắn sẽ dẫn tới lôi kiếp lần nữa lôi kiếp tuy nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội chỉ cần tận dụng đúng cách không chỉ có thể khiến nhục thân của ta càng ngày càng mạnh mà thậm chí có thể tôi luyện ma kiếm và cụ tượng thần thông kiếm nâng cao phẩm chất của chúng hy vọng lần lôi kiếp tới sẽ nâng ma kiếm lên thượng phẩm trí tôn khí tăng toàn bộ cụ tượng thần thông kiếm lên trung phẩm trí tôn khí giờ buộc phải cho ma kiếm hấp thụ nhiều huyết khí hơn chỉ như vậy khi ta lên tới chân nhân cảnh tầng thứ tư dẫn tới lôi kiếp mới có cơ hội nâng cấp ma kiếm lên thượng phẩm trí tôn khí ào ma kiếm lại chìm xuống huyết hà đột nhiên ninh tiểu xuyên cảm nhận được một luồng sức mạnh tâm thần vô cùng cường hãn từ trong không trung chuyển tới lướt qua người hắn rồi biến mất lại xuất hiện ánh mắt ninh tiểu xuyên lóe sát quang từ sau khi rời khỏi địa ngô yêu điện ninh tiểu xuyên đã cảm thấy có một luồng tâm thần cường đại đang theo dõi hắn tu vi của đối phương rất cao ít nhất cũng là lão yêu vương chân nhân cảnh tầng thứ ba. Rõ ràng là cường giả do địa ngô yêu hoàng phái tới giám sát Ninh Tiểu Xuyên. Vị yêu vương này tưởng tâm thần của mình cường đại, Ninh Tiểu Xuyên không phát hiện được, nhưng lại không biết ngay lần đầu tiên dùng tâm thần theo dõi Ninh Tiểu Xuyên đã bị phát hiện, rồi. Ninh Tiểu Xuyên không bận tâm lão yêu vương đó, ít nhất trong đại mộng trạch thì đối phương không dám ra tay. Giờ việc quan trọng là phải nâng cao tu vi. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một thanh chiến kiếm hạ phẩm trí tôn khí, mũi kiếm nhằm thẳng ngực đâm xuống bắt đầu luyện hóa sau khi đạt tới cảnh giới chân nhân hắn có thể luyện hóa được nhiều cụ tượng thần thông kiếm vào cơ thể hơn tăng cường thể chất tăng cường uy lực của thần thông kiếm với tu vi hiện nay không biết ta có thể luyện hóa bao nhiêu thanh chiến kiếm cấp hạ phẩm trí tôn khí chỉ cần có thể nâng cao thực lực là được liều thôi chiến kiếm trong cơ thể càng nhiều thì nhục thân càng mạnh số lượng cụ tượng thần thông kiếm càng nhiều thì uy lực của kiếm trận cũng càng mạnh từ thiên nhân cảnh tới chân nhân cảnh nhục thân ninh tiểu xuyên không chỉ mạnh hơn gấp đôi, đương nhiên số lượng cụ tượng thần thông kiếm có thể dung nạp được cũng sẽ nhiều hơn. Mỗi thanh chiến kiếm đều là hạ phẩm trí tôn khí, chứa một lượng lớn binh hồn và tinh khí. Hấp thụ binh hồn và tinh khí vào trong cơ thể rồi nhanh chóng dung nhập vào xương cốt, máu thịt, lục phủ ngũ tạng, hòa vào làm một với nhục thể. Binh hồn của trí tôn khí tăng cường nguyên thần. Tinh khí của trí tôn khí ngưng luyện huyết nhục, tăng cường nhục thân. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên vốn đã có 19 thanh cụ tượng thần thông kiếm. Chỉ mất một ngày hắn đã luyện hóa được thanh thứ 20. Mất một ngày nữa luyện hóa thanh thứ 21. Một ngày nữa luyện hóa thanh thứ 22. Mất hai ngày luyện hóa thanh thứ 34. Mất ba ngày luyện hóa thanh thứ 39. Mất bốn ngày luyện hóa thành 44. Khi Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa thanh 49 thì phải mất 7 ngày. 38 thanh chiến kiếm hạ phẩm trí tôn khí luyện chế, từ răng hỏa giao vương đều đã luyện hóa xong số lượng cụ tượng thần thông kiếm của Ninh Tiểu Xuyên đã lên tới 49 thanh. Ninh Tiểu Xuyên cảm giác nhục thân của mình vẫn chưa bão hòa, còn có thể luyện hóa thêm chiến kiếm nữa. Nhưng giờ hắn không còn thanh chiến kiếm hạ phẩm trí tôn khí nào nữa, hơn nữa nếu luyện hóa tiếp thì cũng mất nhiều thời gian hơn. Lần này đã luyện hóa được tới 30 thanh chiến kiếm, không biết tất cả mất bao lâu. Ninh Tiểu Xuyên tính toán một lúc thì phát hiện lần tu luyện này mất 2 tháng. 2 tháng ma kiếm trong huyết hà cũng hấp thụ được rất nhiều huyết khí, trong đó một phần huyết khí và thần lực yêu thần vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, đúng là giống như lúc nào cũng dùng huyết đan vậy, sức mạnh nhục thân tăng lên rất nhanh. Hai tháng bên ngoài tương đương 180 đến 200 năm ở ngôi sao tím. Bốn phân tâm thần phân thân tham ngộ gần 200 năm có lẽ, đã tham ngộ võ đạo lên một tầm cao, mới. Muốn đột phá chân nhân cảnh tầng thứ ba chắc không khó, thậm chí có cơ hội xung kích chân nhân cảnh tầng thứ tư. Ninh Tiểu Xuyên thu bốn tâm thần về, ngay lập tức bốn luồng ý niệm võ đạo giống như, bốn dòng hồng lưu chảy vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Trong đó ba đạo ý niệm tham ngộ địa kinh, diệt thế kinh, tử hà kinh và tiếp thần đạo. Quỳnh, dưới sự xung kích của ý niệm võ đạo, chỉ trong chốc lát Ninh Tiểu Xuyên đã xung kích chân nhân cảnh tầng thứ ba. Những ý niệm võ đạo này giống như vốn thuộc về Ninh Tiểu Xuyên vậy, căn bản không cần cảm ngộ nữa, trực tiếp biến thành vô số đạo quy tắc hòa vào hai nguyên thần. Chân nhân cảnh tầng thứ ba sơ kỳ, chân nhân cảnh tầng thứ ba trung kỳ, chân nhân cảnh tầng thứ ba hậu kỳ cuối cùng cảnh giới của ninh tiểu xuyên xung kích lên chân nhân cảnh tầng thứ ba hậu kỳ chứ không đột phá chân nhân cảnh tầng thứ tư chân nhân cảnh cửu trùng thiên mỗi ba tầng chính là một bậc thang nhỏ muốn xung kích từ tầng thứ ba lên tầng thứ tư không phải dễ với tốc độ tu luyện hiện nay nhiều nhất ba tháng nữa sẽ có cơ hội xung kích chân nhân cảnh tầng thứ tư đương nhiên muốn thế không chỉ cần cảm ngộ về võ đạo mà còn cần thời cơ thời cơ có thể đến sớm nhưng cũng có thể đến muộn quan trọng là phải xem vận khí có tốt không ngộ tính có đủ cao không? Chưa biết chừng đột nhiên linh quang lóe lên là, có thể đột phá chân nhân cảnh tầng thứ tư. Với tu vi của ta hiện giờ, nếu gặp Long Thái nhất hôm đó, trong vòng ba chiêu là có thể đánh bại hắn. Nhưng với tư chất của hắn cộng với tài nguyên và thần lực trong huyết hà, có lẽ hắn đã đột phá được chân nhân cảnh tầng thứ ba rồi. Ta tiến bộ thì kẻ khác cũng tiến bộ. Có sự trợ giúp của ngôi sao tím của tiểu linh nhi, ninh tiểu xuyên tin rằng tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn các thiên tài khác. Điều duy nhất khiến Ninh Tiểu Xuyên thấy tiếc, đó là không tu luyện được Tiếp Thần Đạo đến tiểu thành. Rõ ràng cách tiểu thành rất gần rồi nhưng vẫn không thể vượt qua được ngưỡng cửa đó, tham ngộ gần 200 năm nhưng không có bất cứ tiến triển nào. Tuế Hàn Vũ không cho Ninh Tiểu Xuyên biết cách tu luyện Tiếp Thần Đạo, mọi thứ chỉ có thể dựa vào tự thân hắn tìm hiểu và lĩnh ngộ. Xem ra chỉ dựa vào tham ngộ không thì không thể tu luyện được Tiếp Thần Đạo, phải tìm cách khác thôi. Tiếp Thần chính là liên hệ với thần linh. Thần linh cao cao tại thượng, cho dù là trí tôn thì trong mắt họ cũng chỉ như con kiến cho dù ta có dùng tiếp thần đạo tìm được thần hồn của thần linh thì lẽ nào thần linh lại liên hệ với một con kiến càng không thể nào lại cho kiến mượn thần lực muốn khiến thần linh kết nối với kiến thì chỉ có hai cách một là thờ phụng thần linh hai là xúc phạm thần linh ta tu luyện diệt thế đạo là truyền nhân của diệt thế đạo chắc chắn sẽ không thờ phụng thần linh vậy thì chỉ còn cách thứ hai xúc phạm thần linh nghĩ tới đây Ninh Tiểu Xuyên giống như đã nắm được mấu chốt của việc tu luyện tiếp thần đạo. Ninh Tiểu Xuyên tới phía trước một bức tường, gọi ma kiếm ra, kiếm quang chói lò phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Một lúc sau trên bức tường xuất hiện hình một người cao 2 mét. Đó là một nữ tử dung nhân tuyệt sắc, dáng người thon thả, sinh động như thật, giống như có thể bước ra khỏi bức tường vậy. Giữa hai chân mày của nàng lại mang sát khí lạnh lẽo, chỉ là một bức tượng nhưng vẫn tạo ra uy thế kinh người. Nếu là những sinh linh tu vi không đủ, Thấy cảnh này sẽ bị sức mạnh trong bức tượng đó uy hiếp mà quỳ xuống kính sợ. Đây chính là tức hình điêu khắc đầu tiên của Ninh Tiểu Xuyên về Sư Tôn Tuế Hàn Vũ của hắn. Sư Tôn, xin lỗi, đành lấy người làm thí nghiệm kiểm chứng xem suy nghĩ của ta có đúng hay không." Ninh Tiểu Xuyên đứng trước bức tượng, chậm chậm đưa tay ra cầm lấy bàn tay Tuế Hàn Vũ. "Tiếp thần." Ninh Tiểu Xuyên vận thánh thổ, truyền niệm lực vào bức tượng. Sau khi tìm được một tia thần lực của Tuế Hàn Vũ, thì hắn thuận theo nó kết nối với thần hồn của Tuế Hàn Vũ thất bại rồi. Sao lại thất bại? Lẽ nào ta đoán sai? Ninh Tiểu Xuyên cho mày, nhìn lên dung nhan tuyệt thế kia, trong lòng này sinh ý nghĩ táo bạo hơn. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên đưa tay lên vuốt má bức tượng như âu yếm tình nhân vậy. Tiếp thần, Ninh Tiểu Xuyên lại truyền niệm lực vào bức tượng để kết nối thần hồn của Tuế Hàn Vũ. Không lâu sau, cuối cùng bức tượng cũng có thay đổi. Bề mặt bức tượng đột nhiên lóe thần quang trói lóa, một luồng sức mạnh cường hãn bạo phát từ bức tượng lạnh lẽo đó ninh tiểu xuyên mừng rỡ biết hắn đã thành công rồi lập tức thu tay về lùi sau ba bước cung tay cúi trào đệ tử bái kiến sư tôn bức tượng đó vẫn không hề động đậy chỉ có một tầng quang ảnh hình người hiện lên trên bề mặt của bức tượng đó chính là thần hồn của tuế hàn vũ tuế hàn vũ lạnh lùng nhìn ninh tiểu xuyên có phần giận dữ nói đây chính là cách ngươi tiếp thần ninh tiểu xuyên nói sư tôn bảo ta tu luyện tiếp thần đạo không phải chính là bảo ta xúc phạm thần linh sao? Bất luận thế nào ít nhất giờ ta, cũng đã có thể chủ động liên lạc với thần hồn của sư tôn rồi. Tuế Hàn Vũ nói, vậy ngươi có biết hồi đó, ta tu luyện tiếp thần đạo đã xúc phạm thần linh như thế nào? Làm sao để liên lạc được với thần hồn của sư tổ ngươi không? Ninh Tiểu Xuyên lộ vẻ tò mò. Đệ tử, không biết. Tuế Hàn Vũ nói, ta đã tạc 99 bức tượng sư tổ ngươi rồi chém vỡ nát hết toàn bộ, có bức chặt đầu, có bức chặt ngang người có bức chặt làm đôi khi chém tượng của sư tổ lẽ nào sư tôn không cảm thấy không nỡ sao tuế hàn vũ trầm giọng khi ngươi vuốt mặt tượng sư tôn của ngươi thì có cảm giác không nỡ hay không tuế hàn vũ lại nói nếu đổi là thần linh nam thì ngươi có dùng cách này không ninh tiểu xuyên trầm mặc một lúc ánh mắt kiên định cách xúc phạm ta có thể nghĩ được chính là cách nhanh nhất có thể tiếp dẫn thần hồn của thần linh thần linh ta cần xúc phạm là sư tôn thì cách nhanh nhất chính là cách này nếu cho ta chọn lại ta vẫn chọn cách này. Tại sao? Tuế Hàn Vũ hỏi. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Vì Sư Tôn là truyền nhân đời thứ ba của diệt thế đạo, trong lòng chỉ có sát niệm và hủy diệt. Nếu ta dùng cách chém tượng để xúc phạm, thì cho dù có chém 99 vạn lần, cũng chưa chắc đã dẫn được thần hồn của Sư Tôn. Vì Sư Tôn đã quen chém giết, cũng không sợ chém giết. Nhưng Sư Tôn tu luyện diệt thế đạo nên chắc chắn chưa từng chạm vào nam nhân. Hoặc có thể nói, phàm là nam nhân chạm vào Sư Tôn, thì đều chưa đạt được mục đích đã chết dưới diệt thế kiếm rồi. Như vậy, nếu ta chạm vào sư tôn chắc chắn sẽ chọc giận được sư tôn một cách nhanh nhất từ đó, khiến thần hồn sư tôn chủ động xuất hiện. Vì thế nói, xúc phạm thần linh cũng phải xem dùng cách nào mới có thể kích nộ thần linh nhanh nhất. Nộ hòa của thần hồn tuế hàn vũ dần dịu đi, nói, đây chính là tiếp thần đạo người lĩnh ngộ. Xúc phạm thần linh chỉ khiến thần linh tức giận. Nộ hòa của thần linh có thể khiến người tan thành cho bụi trong nháy mắt không phải thần linh nào cũng cho ngươi cơ hội nói như ta đâu ninh tiểu xuyên nhìn bức tượng trước mặt đầy tự tin nói ta tin chắc tiếp thần đạo ta đang tu luyện không phải tiếp thần đạo hoàn chỉnh ánh mắt tuế hàn vũ hiện vài phần tán thưởng không sai giờ ngươi chỉ đang tu luyện nửa quyển đầu của tiếp thần đạo xúc phạm thần linh kết nối thần linh tiếp dẫn thần linh ba bước này thật ra chỉ là cơ bản khảo nghiệm thật sự ở nửa quyển dưới có tên kiếp thần đạo đoạt xác thần linh Tuy Ninh Tiểu Xuyên biết tiếp thần đạo hắn đang tu luyện không hoàn chỉnh, nhưng vẫn bị Tuế Hàn Vũ dọa cho giật thót, đoạt sát thần linh. Với sức mạnh của phàm nhân làm thế nào mà đoạt được sát thần linh? Tuế Hàn Vũ nói, nói một cách chính xác thì là đoạt thần hồn của thần linh. Chỉ khi nắm được thần hồn thần linh trong tay thì ngươi mới có tư cách kết nối với thần linh. Bắt giữ thần hồn của thần linh, uy hiếp thần linh. Ninh Tiểu Xuyên nói, không sai, đó mới chính là phong cách của truyền nhân diệt thế đạo ninh tiểu xuyên nói ý chí của thần linh kiên định tới mức nào chứ chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio cho dù ta có cướp được một tia thần hồn thì muốn uy hiếp thần linh để cho ta mượn thần lực cũng là chuyện không thể tuế hàn vũ nói ngươi nhầm rồi ý chí của thần linh có thể điều động hàng tỷ đạo thần hồn trong trời đất nhưng mỗi đạo thần hồn cũng có ý chí độc lập chứ không hoàn toàn chịu sự điều khiển của thần linh ví dụ tử kim hoàng chủ đã chết nhưng thần hồn của hắn vẫn còn trong trời đất này chỉ cần ngươi bắt được một đạo thần hồn là ngươi có thể đàm phán với nó mượn sức mạnh của nó nếu là một đạo thần hồn thì có sức mạnh tương đương một phần mười tỷ sức mạnh của tử kim hoàng chủ như vậy ngươi sẽ mượn được một phần mười tỷ sức mạnh của tử kim hoàng chủ đương nhiên nếu như đạo thần hồn đó rất mạnh tương đương với một phần vạn tử kim hoàng chủ thì với tu vi hiện nay của ngươi sẽ không thể đoạt được nếu miễn cưỡng ngược lại bị thần hồn giết chết ninh tiểu xuyên nói ta hiểu rồi mượn được bao nhiêu thần lực phụ thuộc vào mình có thể chấn áp được thần lực mạnh ở mức nào chỉ cần tâm thần và nguyên thần của ta đủ mạnh thì có thể mượn được nhiều thần lực ta có một câu hỏi có phải cướp thần hồn của thần linh đã chết dễ hơn thần linh còn sống không tuế hàn vũ nói thật ra không có gì khác biệt cả trong mắt thần linh ngươi chẳng khác gì một con kiến thậm chí ngay cả kiến cũng không bằng cho dù bị ngươi cắn một phát chỉ cần ngươi kịp trốn đi thì thần linh cũng sẽ không tốn thời gian mà giết ngươi ninh tiểu xuyên gật đầu giống như một con mũi đốt ta một phát chỉ cần nó kịp bay đi thì ta cũng chẳng vì mất chút máu mà tốn sức tìm để giết nó dù sao ta cũng còn việc khác quan trọng hơn để làm không thể phí sức vì một con mũi thần linh cũng có việc quan trọng hơn cần làm căn bản không bận tâm tới một sinh linh còn nhỏ hơn cả mũi chính là đạo lý đó đây gọi là ăn dần thần linh khi thần linh còn chưa tỉnh ra thì thần hồn đã bị chiếm mất hơn nửa rồi tuế hàn vũ nói nhưng khi tu vi càng ngày càng cao thần lực dùng cũng ngày một nhiều bị mũi đốt sẽ không nổi giận nhưng nếu bị rắn cắn thì chắc chắn sẽ nổi điên sẽ bất chấp mà trừ bỏ con rắn đó đến khi tu vi ta mạnh hơn với thần linh ta chính là con rắn chắc chắn hắn sẽ bất chấp mọi giá trừ bỏ ta tuế hàn vũ nói đợi khi ngươi từ mũi trở thành rắn thì có nghĩa ngươi đã có khả năng tạo sự uy hiếp không nhỏ tới thần linh tới lúc đó ta sẽ chuyển cho ngươi diệt thần đạo và đoạt thần đạo diệt thần đạo có thể trực tiếp giết thần đoạt thần đạo có thể cướp đoạt mọi thứ của thần linh để mình dùng đến khi thần linh thức tỉnh chuẩn bị giết ngươi thì ngươi buộc phải giết hắn trước đoạt lấy mọi thứ ninh tiểu xuyên nhíu mày nếu tiếp thần đạo thực sự là ăn mòn thần hồn của thần linh vậy tại sao sư tôn bắt ta liên hệ với thần linh trước lẽ nào không sợ ta đoạt mất thần hồn của sư tôn tuế hàn vũ nói nếu ngươi thật sự có khả năng đó thì tại sao không được ninh tiểu xuyên ngươi phải nhớ rằng là truyền nhân của tiếp thần đạo người thân thiết nhất cũng có thể giết là sư tôn đi chăng nữa thì sao không thể giết tuế hàn vũ nói đương nhiên ta truyền cho người tiếp thần đạo thì đương nhiên có cách khác chế nó trước khi ngươi thật sự giỏi mà muốn giết ta thì chỉ có đường chết hơn nữa với tính cách của ngươi có lẽ mãi mãi không thể hạ sát thủ với ta ngươi bùm ninh tiểu xuyên đâm một kiếm xuyên qua đầu bức tượng từng mảnh vụn rơi xuống ngươi làm gì vậy tuế hàn vũ lạnh giọng ninh tiểu xuyên thu kiếm về ta chỉ muốn nói cho sư tôn biết đừng coi thường đệ tử của mình là truyền nhân đời thứ tư của diệt thế đạo ta không mềm yếu như sư tôn nghĩ đâu nếu sư tôn cho rằng đã nhìn thấu được nhược điểm của ta thì ta sẽ dùng hành động để cho sư tôn biết mình đã lầm to rồi nếu sau này sư tôn muốn giết ta thì tốt nhất hãy nhớ lời ta nói hôm nay tuế hàn vũ vô cùng tức giận nhưng lại không thể không thừa nhận ninh tiểu xuyên nói có lý từ hồi nhận ninh tiểu xuyên làm đệ tử đến giờ tuế hàn vũ luôn cho rằng tính cách của ninh tiểu xuyên không hợp với tu luyện diệt thế đạo vì thế tuế hàn vũ không nghĩ ninh tiểu xuyên có thể thắng được kẻ địch lớn trong tương lai kia nhưng hôm nay ninh tiểu xuyên đã dạy cho thấy tuế hàn vũ đã coi thường hắn thật rồi ngươi là đệ tử duy nhất của ta sao ta lại giết ngươi chứ tuế hàn vũ có phần không hiểu ninh tiểu xuyên nói không phải vừa rồi sư tôn nói là truyền nhân của diệt thế đạo người thân nhất cũng có thể giết hay sao tuế hàn vũ nhìn ninh tiểu xuyên một lúc rồi nhắm mắt lại nói được rồi ta rất hài lòng về biểu hiện của ngươi hôm nay cuối cùng ta cũng thấy được một chút hy vọng sau này nếu ngươi gặp kẻ địch định sẵn đó có lẽ có một tia cơ hội thắng ninh tiểu xuyên nói kẻ địch định sẵn nào giờ ngươi chưa cần biết đến lúc thì tự ta sẽ cho ngươi biết giờ việc quan trọng nhất ngươi cần làm là tu luyện thành công nửa quyển còn lại của tiếp thần đạo phương pháp tu luyện kiếp thần đạo ta đã chuyển vào não ngươi rồi tuế hàn vũ lại nói ngươi đã có thể chủ động liên lạc với thần hồn của ta thì coi như ngươi đã tu luyện tiếp thần đạo tới tiểu thành sau này nếu ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng có thể liên lạc mượn một phần thần lực của ta hãy nhớ chỉ khi ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng ta mới cho mượn thần lực tuyệt đối không được lúc nào cũng chỉ biết dựa vào sức mạnh của người khác như thế ngươi sẽ mất đi động lực tu luyện ỷ lại chính là kẻ địch lớn nhất trên con đường trưởng thành của ngươi sư tôn yên tâm có thể không mượn thần lực ta tuyệt đối không mượn ninh tiểu xuyên đáp thần hồn của tuế hàn vũ biến mất trong đầu ninh tiểu xuyên hiện lên vô vàn văn tự tạo thành một bản pháp quyết tu luyện kiếp thần đạo, pháp quyết để đoạt thần hồn của thần linh. Nửa đầu là dẫn thần hồn của thần linh tới bên mình, nửa sau là đoạt lấy thần hồn của thần linh. Ninh Tiểu Xuyên phân ra một đạo tâm thần hình người bay, vào ngôi sao tím trong người tiểu linh nhi bắt đầu tu luyện kiếp thần đạo. Từ sau khi Ninh Tiểu Xuyên phát hiện ra bí mật ngôi sao tím này, tiểu linh nhi cũng tận dụng để tu luyện. Mấy tháng gần đây tốc độ tu luyện của Ninh Tiểu Xuyên đã rất nhanh, mà tốc độ của tiểu linh nhi còn nhanh hơn ban đầu tiểu linh nhi chỉ có thể để nguyên thần vào trong ngôi sao tím tu luyện nhưng sau đó nàng đã phát hiện trong ngôi sao đó có một tòa thần điện chỉ cần vào trong là có xuất hiện một nhịp cầu thần linh nối liền với nhục thân của nàng nhục thân của tiểu linh nhi không thể vào trong ngôi sao tím nhưng ngôi sao đó lại ở trong cơ thể nàng chỉ cần nàng vào trong thần điện cho dù chỉ là dùng các loại nguyên liệu dược tài thần kỳ trong đó cũng khiến tốc độ tu luyện của nàng nhanh đến cực điểm nhìn có vẻ như nàng chỉ ngồi bên huyết hà tu luyện một ngày nhưng thật ra đã tương đương với người khác tu luyện 3 năm. Ngôi sao tím dù gì cũng không thuộc về Ninh Tiểu Xuyên, nên hắn chỉ có thể cho nguyên thần và tâm thần vào trong đó tu luyện, bị hạn chế rất nhiều, tốc độ tu luyện không thể sánh được với Tiểu Linh Nhi. Nếu Tiểu Linh Nhi phát hiện sớm bí mật về ngôi sao tím, thì sẽ không nhỡ mất 10 năm, tu vi hiện giờ có lẽ đã là thứ thần rồi. Tiểu Linh Nhi rốt cuộc là chủng tộc gì? Là ai đã phong ấn bảo vật nghịch thiên như ngôi sao tím kia vào trong cơ thể Tiểu Linh Nhi? Ninh Tiểu Xuyên càng nghĩ càng kinh ngạc. Thời gian, năng lượng và tài nguyên vô tận trên ngôi sao đó, tuy rất nghịch thiên, nhưng cũng không thể khiến một người trong 10 năm tu luyện đến thứ thần được. Dù gì trong quá trình tu luyện cũng sẽ xuất hiện những bình cảnh, khi xuất hiện thì cho dù có mất nhiều thời gian hay nhiều kỳ dược đến thế nào cũng vô dụng. Hơn nữa, tu luyện tới một cảnh giới nhất định sẽ dẫn tới lôi kiếp. Nếu tu luyện quá nhanh, cảnh giới không ổn định thì rất khó chống đỡ được lôi kiếp. Nhưng Tiểu Linh Nhi chưa bao giờ xuất hiện bình cảnh cũng chưa từng xuất hiện lôi kiếp. Đây mới chính là điều đáng sợ. Ngay cả Tiểu Hồng là ấu thần long cũng phải trải qua lôi kiếp tẩy lễ. Tại sao Tiểu Linh Nhi lại không phải độ kiếp? Ninh Tiểu Xuyên nghĩ mãi nhưng không có lời giải đáp, nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định, với tốc độ tu luyện hiện nay, trong 10 năm chắc chắn Tiểu Linh Nhi sẽ đạt tới cảnh giới thứ thần. Chưa biết chừng còn nhanh hơn tốc độ thiên mộng yêu hoàng tạo lại nhục thân thứ thần. Cha nuôi, cha muốn xuất quan rồi sao? Tiểu Linh Nhi mở mắt, nhìn Ninh Tiểu Xuyên đứng đó không xa, linh quang tỏa ra quấn quanh cơ thể, rồi lại chui vào cơ thể tiểu linh nhi thành từng chấm sáng. Dường như nàng lại lớn hơn một chút, như 15-16 tuổi rồi, cơ thể cũng trưởng thành hơn, bộ ngực nhô cao, đôi chân cũng thon dài hơn, mỗi tắc da đều như tiên ngọc, sáng mịn không chút tì vết. Khác với sự phóng khoáng của tiểu hồng, tiểu linh nhi luôn giữ vẻ văn tịnh, tâm tư đơn thuần, ánh mắt trong veo, giống như một tiểu tiên nữ trong tranh vậy. Tiểu hồng thường ham chơi, tính cách hoạt bát, thấy ai ngứa mắt là phun lửa thiêu kẻ đó còn tiểu linh nhi vẫn luôn chỉ ở bên cạnh ninh tiểu xuyên cùng hắn bế quan trên gương mặt ninh tiểu xuyên hiện nụ cười nhẹ giống như đang nhìn đứa em gái vậy khẽ xoa xoa đầu tiểu linh nhi sau này đừng gọi ta là cha nuôi nữa gọi ca ca được rồi nhìn thân thể trưởng thành và dung mạo của tiểu linh nhi ninh tiểu xuyên cảm thấy mình xoa đầu nàng có vẻ không thích hợp lắm liền thu tay về nhưng cha nuôi là cha nuôi sao lại gọi ca ca được tiểu linh nhi rất cố chấp không đồng ý với ninh tiểu xuyên cuối cùng ninh tiểu xuyên cũng không ép nàng dặn dò tiếp tục tu luyện rồi ra khỏi động phủ diệt nhân vương đáng ghét đạo tâm thần đó lại xuất hiện ninh tiểu xuyên lại cảm nhận được luồng năng lượng cường đại kia quét qua người hắn đối phương ẩn nấp trong chỗ tối hơn nữa tu vi rất mạnh ít nhất cũng là lão yêu vương chân nhân cảnh tầng thứ bảy tuy cảm nhận được sự tồn tại của nó nhưng ninh tiểu xuyên không thể tìm ra nó nếu không loại bỏ được sự uy hiếp của địa ngô yêu hoàng thì trong yêu tộc ta sẽ như đứng trên băng mỏng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào nếu địa ngô yêu hoàng ngầm đánh lén thì chỉ cần một lần có thể giết chết ta. Lúc đó ta căn bản không kịp thi triển tiếp thần đạo, thậm chí không kịp mặc thứ thần huyết y. Ninh Tiểu Xuyên đang suy nghĩ xem làm thế nào đối phó với địa ngô yêu hoàng, và lão yêu vương trong bóng tối thì... Một tiếng nói chuyển vào tay hắn. Diệt nhân vương, dừng trúc huỳnh sơn, người cũ hẹn gặp. Giọng của một nữ tử, nghe rất quen, dường như đã nghe thấy ở đâu đó. Là ai? Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lộ sự nghi hoặc, nhìn xung quanh nhưng không thấy bất cứ bóng dáng của ai cả. Dừng Trúc Huỳnh Sơn, ta tới xem ngươi rốt cuộc là ai. Ninh Tiểu Xuyên biến thành lưu quang, bay về Huỳnh Sơn. Huỳnh Sơn là ngọn núi cổ, chiếm diện tích 3.500 dặm trong đại mộng trạch. Trên núi mọc rất nhiều trúc, trong đó có một số cây đã tới vạn năm tuổi. Thân cây trúc có đường kính tới 7-8 mét, có yêu linh, biết chủ động tấn công những sinh linh tới gần. Ninh Tiểu Xuyên vào rừng trúc liền cảm nhận được một luồng khí thức bất thường, đi theo luồng khí thức đó vào sâu trong rừng trúc tới một nơi khá rộng rãi ninh tiểu xuyên vừa bước chân vào thì cảm giác như bước qua một cánh cửa vô hình vào một không gian khác vẫn là khu rừng trúc đó nhưng trước mặt ninh tiểu xuyên xuất hiện một nữ tử dáng người thon thả nữ tử này đứng dưới một cây trúc nở nụ cười quyến rũ nhìn ninh tiểu xuyên diệt nhân vương không ngờ là ta đúng không linh vận ninh tiểu xuyên nhìn yêu nữ ăn mặc rất gợi cảm trước mặt cuối cùng cũng hiểu tại sao nàng ta lại mời hắn tới đây vì nàng là một trong hai đệ tử thân truyền của thạch cơ yêu hậu, linh vận điện hạ. Khi ở quy khư Ninh Tiểu Xuyên từng gặp nàng ta một lần. Ninh Tiểu Xuyên nói, giờ tất cả sinh linh yêu tộc đều đang truy sát các ngươi, ngươi còn dám tới đại mộng trạch. Linh vận cười, ta theo lệnh sư tôn tới đại mộng trạch gặp ngươi. Có một việc sư tôn muốn hợp tác với ngươi. Ngừng một chút, nàng lại nói, ngươi yên tâm. Khi ta tới đại mộng trạch, sư tôn đã đưa ta một chiếc ẩn tàm y, không ai phát hiện được ta tới đại mộng trạch ngay cả nơi chúng ta đang đứng cũng dùng trận pháp của sư tôn tách biệt với thế giới vì yêu vương theo dõi ngươi cũng không phát hiện được điều gì khác thường ninh tiểu xuyên nói thạch cơ yêu hậu đã từng tới phong thần động phủ linh vận gật đầu ta và truy nguyệt cùng theo sư tôn vào phong thần động phủ cũng có được cơ duyên không nhỏ sư tôn nói chỉ dựa vào điều này có thể chứng minh diệt nhân vương là người có thể tin tưởng nên mới phái ta tới nói chuyện hợp tác với ngươi ninh tiểu xuyên nói hợp tác cái gì giết địa ngô yêu hoàng linh vận nói địa ngô yêu hoàng câu kết với lôi thần yêu hoàng không chỉ liên thủ đối phó sư tôn cướp thần dịch mà còn đảo lộn trắng đen hãm hại sư tôn mối thù này sư tôn đương nhiên phải trả trái tim ninh tiểu xuyên khẽ run lên hợp tác thế nào linh vận nói chỉ cần ngươi dụ địa ngô yêu hoàng ra khỏi đại mộng trạch sư tôn tự nhiên sẽ ra tay giết hắn địa ngô yêu hoàng đúng là một sự uy hiếp lớn nếu không trừ bỏ hắn thì khó lòng ăn ngon ngủ yên thù hận giữa thạch cơ yêu hậu và địa ngô yêu hoàng quả thực rất sâu nếu có thể mượn tay thạch cơ yêu hậu giết địa ngô yêu hoàng thì đương nhiên không gì bằng rồi không thể hoàn toàn tin vào thạch cơ yêu hậu dù gì khi ở quy khư bà ta đã bị ta lừa một lần không đảm bảo được sau khi giết được địa ngô yêu hoàng bà ta sẽ không tìm mình tính sổ sau khi dụ được địa ngô yêu hoàng tới nơi phục kích ta sẽ lập tức rời khỏi đó ninh tiểu xuyên nghĩ bụng được ngươi quay về nói với thạch cơ yêu hậu tối nay ta sẽ dụ địa ngô yêu hoàng ra khỏi đại mộng trạch ninh tiểu xuyên nói ninh tiểu xuyên và linh vận lại bàn bạc thêm nửa giờ nữa sau khi có được kế hoạch tỉ mỉ ninh tiểu xuyên rời khỏi rừng trúc huỳnh sơn trở về diệt nhân vương động phủ thạch cơ yêu hậu lại có được cơ ngộ trong phong thần động phủ tu vi hiện nay của bà ta đã ở cảnh giới gì rồi ninh tiểu xuyên nheo mắt trong lòng rất không vui hắn nhớ rõ trong phong thần động phủ có nguy hiểm cực lớn tại sao kẻ khác vào thì có được cơ duyên còn hắn lần nào cũng là thoát chết trong găng tấc. Do vận khí của ta quá kém hay vận khí của người khác quá tốt? Không đúng, tuy ta cũng là thoát chết nhưng lại có địa kinh trong phong thần động thiên. Hơn nữa còn thấy tạo hóa khai thiên lập địa, cũng coi như cơ duyên lớn. Lẽ nào, phàm là sinh linh vào trong phong thần động phủ đều có cơ duyên, còn cái gọi là nguy hiểm chỉ là ảo giác. Ninh tiểu xuyên dường như đột nhiên hiểu ra, nghĩ bụng. Xem ra ta phải tới phong thần động phủ lần nữa. Những trước đó phải trừ bỏ được địa ngô yêu hoàng đã muốn đối phó với địa ngô yêu hoàng tương đương cấp trí tôn, Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên phải vô cùng thận trọng. Trước tiên Ninh Tiểu Xuyên đưa Tiểu Linh Nhi tới hồ tộc. Tuy không gặp được đát hy công chúa nhưng cũng gặp một tỷ nữ của công chúa. Vị tỷ nữ này dường như biết giao tình giữa Ninh Tiểu Xuyên và đát hy công chúa, liền nhận lời tạm cho Tiểu Linh Nhi ở lại. Sau khi sắp xếp xong xuôi cho Tiểu Linh Nhi, Ninh Tiểu Xuyên đưa Tiểu Hồng rời khỏi đại mộng trạch ngay ngay trong đêm. Ninh Tiểu Xuyên, chúng ta đi đâu đây? Tiểu Hồng thu khí tức lại, theo sát Ninh Tiểu Xuyên, tỏ ra rất phấn khích. Ninh Tiểu Xuyên có chút kỳ lạ, ngươi không biết đi đâu mà vẫn vui vẻ như vậy? Tiểu Hồng ưỡn ngực, chớp mắt cười, ta biết hết. Ngươi biết cái gì? Tiểu Hồng nheo mắt, ngươi căn bản không phải đầu hàng yêu tộc, mà là muốn trà trộn trong yêu tộc tìm hiểu bí mật của chúng. Ta đoán chắc chắn ngươi đã biết bí mật gì đó, chuẩn bị tiết lộ ra ngoài. Ta đoán có đúng không? Binh. Ninh Tiểu Xuyên gõ lên đầu Tiểu Hồng. Đoán linh tinh gì đấy? ta cho ngươi biết, lần này sẽ vô cùng nguy hiểm. Sau khi ra khỏi đại mộng trạch ngươi phải lập tức hợp thể với ta, phi hành với tốc độ nhanh nhất. Tiểu hồng tay ôm ngực, trợn mắt. Hợp thể cái gì? Nói thật khó nghe, cứ như ta phải làm nữ nhân của ngươi vậy. Chán ninh tiểu xuyên đầy gân xanh, mắng. Ban đầu không phải ngươi nói vậy sao? Tiểu hồng nói. Hồi đó ta còn nhỏ, không hiểu gì nên mới nói hợp thể. Nhưng sau khi nhìn ngươi và thánh nữ tỷ tỷ song tu thì ta mới biết hợp thể, lại ta ác đến vậy mặt ninh tiểu xuyên tối lại ai cho ngươi nhìn trộm ta đâu có nhìn trộm ta đứng ở xa nhìn rất quang minh chính đại ta muốn biết rốt cuộc song tu là thế nào tiểu hồng nghiêm túc nói ninh tiểu xuyên thật sự bất lực nói tối nay thật sự có việc quan trọng không có thời gian giải thích sự khác biệt giữa hợp thể và song tu với ngươi không cần ngươi giải thích ta cũng biết rồi tiểu hồng nghiêm nghị nói hợp thể chỉ là hợp thể song tu chính là hợp thể cộng với tu luyện ninh tiểu xuyên dù sao chúng ta cũng đã hợp thể rồi hay là chúng ta cũng xong tu đi binh ninh tiểu xuyên lại gõ lên đầu tiểu hồng đi tại sao lại đánh ta tiểu hồng xoa xoa đầu rồi nắm tay thành đấm giống như mẹ gà mái tức giận nói ta thông minh như vậy bị ngươi đánh thành ngu thì làm thế nào ninh tiểu xuyên không thèm để ý sau khi hợp thể với tiểu hồng có thể triển khai được tốc độ thật sự của thần long tật tốc có thể giúp ích khi chạy trốn khỏi yêu hoàng nếu không vì lý do này thì Ninh Tiểu Xuyên đã đưa Tiểu Hồng cùng Tiểu Linh Nhi tới tránh nạn ở hồ tộc, rồi. Đương nhiên mục tiêu chính của địa ngô yêu hoàng là Tiểu Hồng, chắc chắn sẽ bất chấp mọi giá bắt Tiểu Hồng. Cho dù Tiểu Hồng có ở hồ tộc thì cũng không phải tuyệt đối an toàn. Để Tiểu Hồng bên cạnh có khi lại an toàn hơn. Một thân ảnh hư ảo xuất hiện trong yêu điện. Bẩm báo yêu hoàng đại nhân, diệt nhân vương và ấu thần long bí mật rời khỏi đại mộng trạch. Địa ngô yêu hoàng mở mắt, tinh quang lóe lên. Người chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn chân thân của thuộc hạ vẫn luôn theo sát chúng sau khi ra khỏi đại mộng trạch mới ngưng tụ ý niệm thể về bẩm báo đại nhân nhân ảnh kia cười đắc ý nói chúng cố tình thu khí tức lại còn chọn đường ra bí mật nhất nhưng chúng căn bản không biết nhất cử nhất động đều nằm trong sự giám sát của bản vương địa ngô yêu hoàng cười quá tốt nếu chúng cứ ở đại mộng trạch thì bản hoàng chẳng làm gì được giờ chúng đã rời khỏi đại mộng trạch chính là tự tìm cái chết xả răng Diệt Nhân Vương đã dám lé lút rời khỏi Đại Mộng Trạch tức là muốn phản bội yêu tộc. Cho dù Quang Minh chính đại giết hắn cũng sẽ không gây nên dị nghị gì. Ngươi lập tức giết hắn đi rồi bắt con ấu thần long kia về Đại Mộng Trạch. Với thực lực của ngươi chắc không vấn đề gì. Nhân ảnh kia cười, chỉ là một Diệt Nhân Vương và một con thần long còn chưa lớn, muốn xử chúng dễ như trở bàn tay. Vù, thân ảnh đó lập tức tan đi, biến thành đám khói biến mất khỏi yêu điện. Địa Ngô yêu hoàng ngồi phía trên đại điện cười một tràng dài sảng khoái chỉ cần bắt được con ấu thần long đó là sẽ nhanh chóng đột phá được vạn cổ cảnh đến lúc đó có thể ngang hàng với các yêu hoàng yêu hậu khác rồi ra khỏi đại mộng trạch ninh tiểu xuyên liền hợp thể với tiểu hồng đôi hỏa diệm long rực dài vài chục mét đập mạnh bay vào đại hoang mênh mông vô tận không lâu sau một luồng hàn phong lạnh thấu xương thổi tung những cây đại thụ và cự thạch lên trời bay tít vào tầng mây gió nổi mây cuộn mây đen che khuất cả vầng trăng tiếng của tiểu hồng truyền vào tai ninh tiểu xuyên yêu khí mạnh thật Ninh Tiểu Xuyên, hành tung của chúng ta bị bại lộ rồi, chắc chắn là cường giả yêu tộc đuổi tới. Giờ phải làm thế nào? Ninh Tiểu Xuyên đã dự liệu trước được cường giả yêu tộc giấu mình kia sẽ ra tay, nên không hề hoảng hốt, nói: "Tiểu Hồng, ngươi cứ nấp ở một bên, ta dùng sức mạnh thứ thần huyết y giết hắn." Tiểu Hồng và Ninh Tiểu Xuyên còn chưa kịp giải trừ hợp thể, thì một bàn vuốt khổng lồ từ trong tầng mây đen đánh xuống. Cái bàn vuốt này to đến vài trăm mét, phủ đầy những tấm vảy xanh lẻ toàn thân ninh tiểu xuyên so với bàn vuốt đó chỉ như một hạt cát một ngọn cây cổ màu xanh cao vạn trượng mọc ra từ trong cơ thể ninh tiểu xuyên chặn đứng bàn vuốt khổng lồ kia lại rắc rắc bàn vuốt chặt gãy ngọn cây cổ đánh lên người ninh tiểu xuyên và tiểu hồng một người một rồng cùng rơi lao xuống đất tạo thành một cái hố khổng lồ vì thanh mộc thiên y đã chặn được phần lớn sức mạnh bàn vuốt nên ninh tiểu xuyên và tiểu hồng không bị trọng thương đây chính là sức mạnh của lão yêu vương chân nhân cảnh tầng thứ bảy chỉ một đòn là phá vỡ thanh mục thiên y của ta thanh mục thiên y có khả năng tự hồi phục sau này vẫn sẽ là bảo y hộ thể của ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên bò lên khỏi hố lớn nhìn lên đám mây đen trên trời cảm nhận một luồng yêu khí khủng bố tuyệt đối là sinh linh cường đại không phải một yêu vương bình thường có thể sánh được đầu của xà răng yêu vương tử trong đám mây đen thỏ ra chỉ một cái đầu mà to như cả ngọn núi hai mắt giống như hai vầng trăng đỏ rực lơ lửng trên trời diệt nhân vương Ngươi dám tự tiện chạy khỏi đại mộng trạch, muốn phản bội yêu tộc sao? Xà răng yêu vương tiếng nói tựa sấm rền, vang vọng cả bán kính nghìn dặm. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên dưới, không hề thấy sợ hãi, nói. Hình như thiên mộng yêu hoàng chưa từng nói ta không được rời khỏi đại mộng trạch. Dựa vào cái gì mà nói ta phản bội yêu tộc? Hừ, nhân tộc các ngươi giảo hoạt đa đoan, lén lút rời khỏi đại mộng trạch còn dám nói không phải phản bội yêu tộc. Bản vương phụng lệnh địa ngô yêu hoàng xử phạt ngươi tại chỗ. Đi chết đi xà răng yêu vương giang rộng đôi cánh không ngừng đập mạnh, phát ra những trận yêu phong kinh hồn. Vô số lưỡi phong đao sắc bén bay ra tạo thành âm thanh vun vút chói tai. Sức mạnh của yêu phong không tầm thường, chỉ cần bị chém chúng là ngay cả ngọn núi cao nghìn mét cũng sẽ bị tách làm đôi. Đột nhiên dưới mặt đất xuất hiện một tầng huyết vân đầy tà khí, phủ ngập mặt đất bán kính nghìn dặm. Đó là xà răng yêu vương cảm nhận được luồng tà khí trên mặt đất, trong lòng hơi kinh hãi. Diệt nhân vương tuyệt tối không thể có tà lực lớn như vậy lẽ nào quanh đây còn có cường giả khác? Khi xà đằng yêu vương còn đang nghi hoặc, thì ninh tiểu xuyên mặc huyết y cầm ma kiếm đỏ rực từ dưới mặt đất lao lên. Một kiếm chém xuống. Xà đằng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, song chảo tung ra tạo thành hai bức tường gió cao vài vạn mét. Bùm! Ma kiếm chém tan một bức tường gió nhưng bị bức tường kia chặn lại. Xà đằng yêu vương thấy bức tường gió nổi gợn sóng thì tim giật thót. Khi thấy nó chặn được ma kiếm mới thở phào. Lại là diệt nhân vương thật, lẽ nào trước đó hắn che giấu thực lực. Sa Đăng Yêu Vương nhìn thân ảnh đỏ rực đối diện bức tường, cảm nhận sức mạnh của đối phương đang dần tăng mạnh. Sau khi mặc thứ thần huyết y, Ninh Tiểu Xuyên được sự bổ trợ của thần lực, cho dù đối phương có là lão yêu vương chân nhân cảnh tầng thứ bảy hắn, cũng không hề sợ. Phá! Hắn thốt lên một từ. 49 thanh chiến kiếm hạ phẩm trí tôn khí bay, ra xếp thành vòng tròn tạo thành kiếm trận. Uỳnh một tiếng, bức tường gió cuối cùng vỡ tan. 49 thanh chiến kiếm cùng lúc nhằm xả răng yêu vương mà chém tới, chặn hết mọi đường lui của hắn, bốn phương tám hướng đều là kiếm khí, hắn có chạy hướng nào cũng sẽ bị công kích. Chu thần kiếm trận, xà răng yêu vương nhìn chiến kiếm xung quanh mình, yêu thân to lớn lập tức thu nhỏ lại về hình người. Trên lưng hắn mọc đôi cánh nửa trong suốt, thân người đầu rắn, đứng trên không trung, không hề hoảng loạn, nói. Diệt nhân vương, ngươi tưởng mượn sức mạnh của ngoại vật là có thể chống lại bản vương. Đứng trước khoảng cách tuyệt đối của tu vi, ngươi có phản kháng kiểu gì cũng vô ích thôi, có sóng gió nào mà xà đằng yêu vương chưa từng gặp qua. Những người tu luyện được tới chân nhân cảnh tầng thứ bảy, thì chẳng một ai là kẻ yếu đuối cả. Đặt trong văn minh con người chính là cấp trưởng giáo thánh thổ. Vì thế, cho dù Ninh Tiểu Xuyên thể hiện được chiến lực phi phàm, thì vẫn không được xà răng yêu vương coi trọng. Hắn vừa nhìn là biết Ninh Tiểu Xuyên dựa vào ngoại vật mới có được chiến lực lớn, như vậy. Huyết y trên người ngươi là chiến bào của thứ thần đúng không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Quả nhiên là bảo vật, đáng tiếc tà lực trên nó quá mạnh, bản vương không động vào được. Nếu không, giết ngươi rồi bản vương sẽ có một món bảo vật tuyệt vời. Xà răng yêu vương nói, ngươi quá tự phụ. Ninh tiểu xuyên triển khai thần long tật tốc, biến thành một đạo hỏa quang trói lòa, hai tay cầm kiếm, nhằm thẳng tim xà đằng đâm tới. Đồng thời lúc đó là 49 thanh chiến kiếm cũng chém tới. Xà răng yêu vương cười lớn, thân thể phát ra tiếng phụt phụt, 16 cánh tay mọc ra, trên người hắn mọc tới 18 cánh tay, mỗi cánh tay của hắn đều như được đúc từ kim thạch, 49 thanh chiến kiếm chém xuống phát ra những tiếng keng keng, cả 49 thanh chiến kiếm đều bị hắn đánh bay. Khi ma kiếm nhằm tim hắn đâm tới, 18 cánh tay của hắn cùng đánh, về phía Ninh Tiểu Xuyên tạo thành hàng vạn đạo trường ấn. Ninh Tiểu Xuyên cũng không chịu thua, gọi 49 thanh chiến kiếm về bảo vệ xung quanh cơ thể, đồng thời cũng liên tiếp chém ma kiếm. 50 thanh chiến kiếm 18 cánh tay yêu vương tạo thành trận chiến ác liệt khó phân tách. Bùm, dầm, liền một lúc hai bên giao đấu mấy trăm chiêu cũng chưa phân thắng bại. Xà răng vô cùng chấn kinh, diệt nhân vương sau khi mặc thứ thần huyết y lại cường đại như vậy, nếu không phải hắn có sức phòng ngự siêu cường thì có lẽ đã thua lâu rồi. Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm nhận được sự phòng ngự mạnh mẽ của xà răng yêu vương, dùng trí tôn khí thông thường căn bản không thể phá vỡ được. Buộc phải dùng tới trí tôn vương khí. Nên kết thúc rồi. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra nửa Thanh Tinh La Kích, liên tục truyền chân nguyên vào Tinh La Kích, lập tức đánh thức 10 phần sức mạnh bản nguyên của Tinh La Kích. Sức mạnh bản nguyên của Chí Tôn Vương Khí vô cùng cường đại, huống hồ Ninh Tiểu Xuyên còn đánh thức cả 10 phần sức mạnh bản nguyên. Đây cũng là lần đầu tiên hắn triển khai toàn bộ uy lực của Chí Tôn Vương Khí. Vốn dĩ tu vi chân nhân cảnh tầng thứ 3 của Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể đánh thức 4 phần sức mạnh bản nguyên Tinh La Kích, nhưng cộng với thứ thần huyết y, thì hắn có thể phát huy hết toàn bộ uy lực của Tinh La Kích toàn bộ uy lực của nửa thanh trí tôn vương khí. Hắn có trí tôn vương khí kìa. Chạy. Chạy mau. Xà răng yêu vương tuy là lão yêu vương chân nhân cảnh tầng thứ bảy, nhưng lại không có trí tôn vương khí. Vốn chiến lực của hắn và Ninh Tiểu Xuyên tương đương, nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên lại có một món trí tôn vương khí. Nếu hắn không chạy thì chỉ có chết. Xà răng yêu vương biến thành bản thể, vỗ cánh vút một cái bay xa hơn 800 dặm. Cánh đập thêm một cái nữa lại bay thêm hơn 800 dặm sức mạnh bản nguyên của trí tôn vương khí sau khi được kích phát hoàn toàn chỉ một đạo khí tức bay ra thôi cũng đủ khiến đại địa trong vòng bán kính trăm dặm vỡ tan tinh la kích giống như ngôi sao băng lướt qua bầu trời oanh kích lên người xà răng yêu vương phụt xà răng yêu vương đã chạy xa hơn hai dặm nhưng vẫn bị tinh la kích đánh trúng thân thể to lớn bị đánh thành ra máu thịt lẫn nộn nửa thân thể nát bét hắn kêu lên thảm thiết luyện huyết thần pháp hắn thi triển yêu tộc cấm thuật thiêu đốt yêu huyết còn lại, tốc độ nhanh hơn vài phần, biến thành quả cầu lửa chạy về đại mộng trạch. Ninh Tiểu Xuyên thu tinh la kích về, nhìn mặt đất thủng lỗ chỗ, vẫn để hắn chạy mất rồi. Nhưng hắn đã thi triển cấm thuật, hơn nữa còn trúng một đòn của tinh la kích, cho dù có trốn về được thì yêu nguyên cũng bị trọng thương, sau này không còn cơ hội đột phá cảnh giới cao hơn nữa. Tiểu Hồng mặc bộ y phục đỏ rực, thân thể yếu điểu, giống như một ngọn lửa bay tới, nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi lợi hại như vậy từ bao giờ thế? đến cả lão yêu vương chân nhân cảnh tầng thứ bảy cũng không phải đối thủ của ngươi. Nếu ngươi dụng tâm tu luyện một chút thì tu vi cũng không thua kém ta. Ninh Tiểu Xuyên cất thứ thần huyết y đi, dùng hết sức thi triển một chiêu tinh, la kích khiến Ninh Tiểu Xuyên tiêu hao mất chín phần chân nguyên, một cảm giác hư nhược nhanh chóng lan tỏa toàn thân hắn. Nguy hiểm hơn là thứ tà lực vẫn đang trốn trong bóng tối kia, nhân lúc Ninh Tiểu Xuyên đang yếu đã công kích tâm thần và đại não hắn. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên thay đổi, lập tức cắn lưỡi mình, Cố gắng khống chế tâm thần của mình. Địa Ngô Yêu Hoàng rất nhanh sẽ đích thân tới đây. Tiểu Hồng mau cùng ta hợp thể, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía mãng cổ nguyên. Ninh Tiểu Xuyên dứt lời liền bắt đầu toàn lực áp chế thứ tà lực trong cơ thể. Những việc còn lại thì giao cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu Địa Ngô Yêu Hoàng đuổi tới thì chết chắc rồi. Tiểu Hồng lập tức hợp thể với Ninh Tiểu Xuyên, thi triển thần long tật tốc nhanh nhất có thể. Tuy nàng không biết Ninh Tiểu Xuyên tại sao lại muốn tới mãng cổ nguyên, nhưng nàng hoàn toàn tin tưởng Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng không hề có nửa phần hoài nghi. Không ngờ diệt nhân vương lại lợi hại như vậy, ngay xả răng cũng không phải đối thủ của hắn. Trước kia đã coi thường hắn rồi, lần này phải cẩn thận hơn. Địa ngô yêu hoàng quyết định đích thân ra tay, từ trong yêu điện sông ra, biến thành một đám yêu khí, dùng tốc độ nhanh như chớp bay ra khỏi đại mộng trạch. Tuy trận chiến giữa Ninh Tiểu Xuyên và xả răng cách đại mộng trạch vài vạn dặm, nhưng một số siêu cấp cường giả ở đại mộng trạch vẫn phát hiện được nhưng kiểu chém giết nội bộ thế này các siêu cấp cường giả đều lười bận tâm tới khi địa ngô yêu hoàng rời khỏi đại mộng trạch đã gây kinh động tới một số siêu cấp cường giả đến cả yêu hoàng cũng xuất động đây không phải chuyện nhỏ đâu xem ra tối nay sẽ có chuyện lớn xảy ra tại hồ tộc bẩm yêu hậu chân thân địa ngô yêu hoàng đã xuất động xem ra hắn sẽ đích thân giết diệt nhân vương đoạt lấy ấu thần long chúng ta có cần ra tay không một lão hồ ly tinh đứng trên quan tinh đài cao 99 trượng, nhìn về đám yêu vân đang bay đi với tốc độ chóng mắt, có chút lo lắng nói. Ở chính giữa quan tinh đài là một nữ tử diễm lệ đang ngồi, sau lưng là chín cái đuôi, giống như đang hấp thụ tinh hoa của bầu trời sao, quanh người bao phủ một tầng xương mờ ảo tạo cảm giác huyền ảo mà quỷ dị. Cử vĩ yêu hậu thản nhiên nói, diệt nhân vương là người thông minh thế nào chứ? Lẽ nào hắn không biết rời khỏi đại mộng trạch sẽ bị địa ngô yêu hoàng truy sát? Ý của yêu hậu là, diệt nhân vương cố tình dụ địa ngô yêu hoàng ra khỏi đại mộng trạch nhưng rồi lão hồ ly tinh kia lắc đầu nói với tu vi hiện nay của diệt nhân vương bất luận thế nào cũng không phải đối thủ của địa ngô yêu hoàng lẽ nào hắn còn định ra tay kích sát địa ngô yêu hoàng không thể tuyệt đối không thể nào khoảng cách quá lớn cử ví yêu hậu nói cứ đợi đi rồi sẽ có đáp án thôi xong hắn đuổi tới rồi tuy vẫn chưa thấy tung tích của địa ngô yêu hoàng nhưng Tiểu Hồng có thể cảm nhận được một luồng khí tức khủng khiếp đang không ngừng tới gần. Nếu thật sự nhìn thấy Địa Ngô Yêu Hoàng thì gần như không có cơ hội trốn thoát rồi. Nhanh, nhanh lên. Tiểu Hồng cố gắng đập đôi Hỏa Diệm Long Dực, thi triển tốc độ nhanh nhất có thể. Sau khi Tiểu Hồng và Ninh Tiểu Xuyên hợp thể, cộng với thần long tật tốc, tốc độ có thể sánh ngang với tu sĩ chân nhân cảnh tầng thứ 9, nhưng Địa Ngô Yêu Hoàng không phải tu sĩ chân nhân cảnh tầng thứ 9 thông thường, hắn mạnh hơn nhiều, tốc độ đương nhiên cũng nhanh hơn lúc này ninh tiểu xuyên cũng rơi vào thế bí luồng tà lực trong cơ thể điên cuồng bạo phát xung kích tâm thần và đại não của hắn tà lực giống như đang muốn xâm thực ý chí khống chế suy nghĩ của ninh tiểu xuyên thật biết chọn thời điểm ninh tiểu xuyên vừa rồi thi triển một chiêu tinh la kích chân nguyên trong cơ thể dường như đã tiêu hao cạn kiệt cộng với bốn đạo tâm thần của hắn đều đã tách ra tu luyện trong cơ thể tiểu linh nhi giờ chỉ còn ba đạo tâm thần đương nhiên sức mạnh tâm thần không ở trạng thái tốt nhất có thể nói giờ chính là lúc Ninh Tiểu xuyên hư nhược nhất, không chỉ là thân thể mà ngay cả tâm thần cũng vậy. Lúc này chẳng ai có thể giúp, hắn phải tự dựa vào bản thân để áp chế tà lực thôi. Nếu ý chí của hắn thật sự bị tà lực xâm thực, thì hắn sẽ bị ma nhập thật sự. Ngay cả Tử Kim Hoàng Chủ cường đại năm xưa, sau khi vào quy khư, chiến bào cũng thấm đẫm thần huyết, từ đó có thể thấy chủ nhân của tà lực cường đại tới mức nào. Ninh Tiểu xuyên muốn chống lại tà lực không phải dễ. Thần ma. Chí tôn thể, Quy khư đang gọi ngươi. Quy khư mới thuộc về ngươi. Một giọng nói đầy ma tính truyền vào tai Ninh Tiểu Xuyên. Quy khư đang gọi ngươi. Quy khư, mới thuộc về ngươi. Quy khư đang gọi. Giọng nói đó giống như được truyền ra từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, nhưng cũng giống như vọng lại từ Quy khư cách đây hàng nghìn vạn dặm, ảnh hưởng tới thần trí và tâm thần Ninh Tiểu Xuyên. Khi ý thức của Ninh Tiểu Xuyên và tà lực đang đối đầu ác liệt, tiểu hồng cũng rơi vào tuyệt cảnh. Địa Ngô yêu hoàng đã đuổi tới rồi địa ngô yêu hoàng vẫn còn cách đó vài nghìn dặm nhưng yêu khí hùng hồn đã ập tới đỉnh đầu tiểu hồng và ninh tiểu xuyên khặc khặc diệt nhân vương để bản hoàng xem lần này ngươi có thể chạy đi đâu địa ngô yêu hoàng nói với tu vi của mình đương nhiên địa ngô yêu hoàng có thể cách vài nghìn dặm công kích mang tính hủy diệt với ninh tiểu xuyên và tiểu hồng nhưng mục đích của hắn không chỉ là giết ninh tiểu xuyên hắn còn muốn bắt sống tiểu hồng chẳng may giết ninh tiểu xuyên cũng giết luôn cả ấu thần long thì giết ninh tiểu xuyên chẳng có ý nghĩa gì hết uỳnh uỳnh ninh tiểu xuyên thò ra một cái thủ ấn khổng lồ từ khoảng cách vài nghìn dặm đè xuống đỉnh đầu ninh tiểu xuyên và tiểu hồng tiểu hồng thấy phía trên đột nhiên tối sầm lại như trời đang sập xuống vậy thủ ấn còn chưa xuống mà khí tức cường đại đã đè nén không gian ép chặt tiểu hồng đông cứng phía dưới thủ ấn tiểu hồng cũng bắt đầu liều mạng thái thượng thần long vương lần đầu tiên tiểu hồng điều động thần lực hơn nữa còn là thần lực của thái thượng thần long vương Thái thượng thần Long Vương là chúa tể cường đại nhất Long tộc, vạn Long chi vương. Cũng chỉ có ấu thần Long mới mượn được thần lực của thái thượng thần Long Vương. Uỳnh! Vô số tia thần lực tụ về phía ninh tiểu xuyên và tiểu hồng. Mỗi tia đều giống như rồng ở thể khí. Thần lực tụ lại tạo thành hư ảnh vảy rồng của thần Long Vương. Sao lại chỉ gọi ra hư ảnh vảy rồng? Vẫn là tu vi yếu quá. Tiểu hồng thở dài, vận lại sức lực toàn thân, tung ra hư ảnh thần Long Vương. Uỳnh! Long Lân hư ảnh đập tan thủ ấn của địa ngô yêu hoàng. Sau khi Tiểu Hồng và Ninh Tiểu Xuyên được tự do, lập tức bay về phía mãng cổ nguyên. Lại, phá được. Đây chính là thần lực của Thái Thượng Thần Long Vương. Còn ấu thần long đó quá yếu, thần lực gọi ra được chỉ có thể ngưng tụ thành một đám vảy rồng, nhưng lại có thể phá vỡ thủ ấn của ta. Địa ngô yêu hoàng không chỉ không nổi giận mà còn vô cùng mừng rỡ. Thái Thượng Thần Long Vương trong truyền thuyết cũng ngang tầm với các vị thiên thần vương một trong những vị chúa tể vĩ đại nhất vũ trụ. Nếu ta có thể nuốt long nguyên của con ấu thần long này, uống huyết dịch của nó, thì chưa biết chừng ta có thể mượn sức mạnh của thái thượng thần long vương. Tu luyện pháp quyến thần thông của thần long tộc, đoạt khí vận của ấu thần long. Sau này cho dù là thái thanh long hoàng, đứng đầu cửu đại yêu hoàng cũng phải thần phục ta. Giã tâm địa ngô yêu hoàng nổi lên, đuổi theo tiểu hồng và ninh tiểu xuyên đến tận mãng cổ nguyên. Mãng cổ nguyên là một trong hai đại cấm địa của Bắc Cương, tề danh với quy khư sở dĩ có thể sánh với quy khư là vì từ thời phong thần đến nay, vô số vị trí tôn của nhân tộc và yêu tộc đã chôn thay ở nơi đây. Bao nhiêu năm tháng qua đi, dưới lòng đất mãng cổ nguyên không biết đã chôn bao nhiêu nhân vật từng danh chấn thiên hạ. Có yêu hoàng, yêu hậu của Bắc Cương, cũng có thế giới chi chủ của Trung Thổ, xá lợi cao tăng của Tây Phương, vu vương của Nam Man, chúa tể yêu tộc của Đông Di, thậm chí ngay cả một số trí tôn dị tộc trong hải vực, cũng chôn thân ở mãng cổ nguyên. Các bậc trí tôn nguyện ý chôn thân, tại nơi này là vì mãng cổ nguyên lưu truyền một truyền thuyết nghe nói mãng cổ nguyên là vùng đất sinh mệnh của thiên hư đại lục phàm những ai tìm được bí mật của mãng cổ nguyên thì sẽ được trường sinh bất tử những bậc trí tôn đó trước khi thọ nguyên hết phần lớn đều sẽ tới mãng cổ nguyên tìm kiếm cơ duyên cuối cùng đương nhiên họ sẽ chết già ở mãng cổ nguyên chôn thân ở lòng đất nơi hoa nguyên bao la nếu chỉ là truyền thuyết thì cũng sẽ không khiến những nhân vật cấp trí tôn đó lao vào mãng cổ nguyên tìm sự trường sinh bất tử nhưng trong lịch sử, đúng là, không chỉ có một vị trí tôn sắp chết già đã gặp được cơ duyên trong mãng cổ nguyên, tuy không được trường sinh bất tử nhưng cuối cùng tu luyện thành thứ thần. Những truyền thuyết và lịch sử đó đã phủ một lớp mạng thần bí lên mãng cổ nguyên, hấp dẫn vô số tu sĩ tới đây. Nhưng mãng cổ nguyên không phải nơi tốt lành gì, ngoài các bậc trí tôn ra, các tu sĩ khác vào đều biến mất như muối bỏ bể, không còn cơ hội ra khỏi mãng cổ nguyên nữa. Lẽ nào chúng muốn chạy vào mãng cổ nguyên để tránh sự truy sát của ta? địa ngô yêu hoàng cũng không chỉ một lần nghe về truyền thuyết mãng cổ nguyên nơi này có thể sánh ngang với quy khư chắc chắn là nơi hung địa thực lực của hắn tuy không kém trí tôn là bao nhưng thật ra tu vi vẫn chưa phải trí tôn nếu xông vào mãng cổ nguyên hắn cũng không thể đảm bảo mình có thể chạy thoát ninh tiểu xuyên đã kể về truyền thuyết mãng cổ nguyên cho tiểu hồng nên khi bay tới gần mãng cổ nguyên tiểu hồng liền đổi hướng thấy tiểu hồng và ninh tiểu xuyên đổi hướng địa ngô yêu hoàng thở phào tiếp tục đuổi theo Địa ngô yêu hoàng cười khẩy. Xem ra chúng cũng không dám xông vào mãng cổ nguyên. Từ trong mãng cổ nguyên đi ra một nửa tử tóc bạc trắng, nhìn địa ngô yêu hoàng chầm chầm. Địa ngô yêu hoàng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Địa ngô yêu hoàng lập tức dừng lại, nhìn nữ tử tóc trắng trước mặt, ánh mắt lạnh băng. Thạch cơ, lại là ngươi. Thạch cơ yêu hậu hai chân trần lấp lánh bước trên tầng mây trắng giống như, đi trên thang trời, lên phía trên tầng mây nhìn xuống địa ngô yêu hoàng. Sao? Mới không lâu không gặp, Ngươi đường đường là một yêu hoàng cao ngạo giờ sao lại đi truy sát hai tiểu bối. Bản hoàng hiểu rồi, hiểu cả rồi. Thì ra ngươi sai khiến diệt nhân vương dụ bản hoàng tới mãng cổ nguyên. Khi diệt nhân vương và ấu thần long rời khỏi đại mộng trạch, địa ngô yêu hoàng đã có hoài nghi nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao với tu vi của diệt nhân vương và ấu thần long, cho dù có làm gì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Nhưng địa ngô yêu hoàng lại không thể ngờ diệt nhân vương câu kết với thạch cơ yêu hậu không phải hắn vừa câu kết với ả à hồ ly tinh lẳng lơ cử vĩ yêu hậu kia ư sao giờ đã liên kết với thạch cơ yêu hầu tính kế hắn rồi địa ngô yêu hoàng thật không thể chấp nhận nổi yêu hậu từ bao giờ lại dễ câu kết như vậy đáng tiếc ngươi nhận ra quá muộn thạch cơ yêu hậu nói địa ngô yêu hoàng cười khẩy thạch cơ ngươi tưởng đã bắt gọn được bản hoàng sao tu vi bản hoàng đúng là không bằng ngươi nhưng luận thực lực thật sự thì không hề thua kém ngươi ngươi muốn giết ta đâu có dễ ánh mắt thạch cơ yêu hậu có vài phần chế nhạo. Ách ngồi đáy giếng, xem ra phải cho ngươi thấy thực lực thật sự của ta mới được. Bỗng chỉ trong nháy mắt, cả không gian, lấy thạch cơ yêu hậu là trung tâm, toàn bộ bị cấm cố. Từng sợi tóc trắng của thạch cơ yêu hậu giống như thần tơ, mọc dài ra với tốc độ mà mắt thường có thể thấy, biến thành dài tới 9.000 trượng. Mỗi sợi tóc giống như dòng sông trắng xuyên qua cả không gian. Soạt, một sợi tóc trắng lao tới, chỉ nháy mắt đã phá vỡ yêu khí hộ thể của địa ngô yêu hoàng yêu huyết từ trong cơ thể địa ngô yêu hoàng chảy ra biến thành một cơn mưa máu đổ xuống mặt đất nhuộm đỏ cả vùng núi trước ngực hắn yêu cốt gãy tan huyết dịch chảy ra như suối sắc mặt địa ngô yêu hoàng thay đổi hắn có thể cảm nhận được tu vi của thạch cơ yêu hậu đã không còn như xưa chỉ một sợi tóc đã có thể khiến hắn trọng thương lẽ nào thạch cơ đã luyện hóa giọt thần dịch đó rồi địa ngô yêu hoàng không biết giọt thần dịch đó là thiên nhất thánh thủy chỉ cho rằng Thạch Cơ yêu hậu yêu hậu luyện hóa thần dịch, tu vi tăng mạnh, đạt tới cảnh giới khó tin. Với tu vi hiện nay của Thạch Cơ, cho dù là Lôi Thần Yêu Hoàng và Thái Thánh Long Hoàng, cũng chưa chắc là đối thủ của bà ta, không thể liều mạng được. Địa Ngô Yêu Hoàng quyết định, lập tức biến thành bản thể, một con rết dài tới vài nghìn mét chui xuống lòng đất. Sau khi chui xuống đất, Địa Ngô Yêu Hoàng lập tức chạy về hướng Đại Mộng Trạch. Chỉ cần trốn về Đại Mộng Trạch, cho dù Thạch Cơ yêu hậu có chiến lực thông thiên cũng không làm được gì hắn. Thạch cơ yêu hậu đứng trên tầng mây, giống như một vị có quyền phán quyết cao cao tại thượng. Còn muốn chạy, lòng đất là thế giới của ta, không phải của ngươi. Uỳnh uỳnh, mặt đất tách ra thành một cái khe rộng vài chục mét, tách ra một khoảng đại địa bán kính trăm dặm. Thạch cơ yêu hậu giơ tay lên, khoảng đất đó chậm chậm bay lên, biến thành một hòn đảo lơ lửng trên không trung. Vô số tảng cự thạch rơi xuống là tả, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ. Chân thân của địa ngô yêu hoàng, một con rết đen khổng lồ bị cấm cỗ trong hòn đảo trên không kia, cũng bay lên cùng nó. Thạch cơ, bản hoàng liều mạng với ngươi. Trên người con rết đen khổng lồ tỏa ra vô số tầng kim sắc, phát ra âm thanh trầm đục vang vọng, yêu khí hùng hồn bạo phát đánh vỡ tan cả hòn đảo, rồi lao về phía thạch cơ yêu hậu. Uỳnh uỳnh, một luồng dao động sức mạnh cường đại truyền ra, từ khoảng không gian chiến đấu giữa thạch cơ yêu hậu và địa ngô yêu hoàng khiến tất cả sinh linh trong vòng nghìn dặm thân thể đều nổ tan tành thành đám huyết vụ những sinh linh không đạt tới thiên nhân cảnh, thì căn bản không chịu nổi sức mạnh phát ra từ trận chiến của trí tôn, xương cốt cũng sẽ bị nghiền nát vụn. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng bay xa hơn 3.000 dặm vẫn bị xung kích đánh trúng. Cũng may họ tu vi cao, chặn được xung kích lực. Sức mạnh hủy diệt phát ra từ trận chiến bậc trí tôn quá kinh ngươi, nếu gặp tình huống hai bên cân sức, thì có lẽ trong vòng vài vạn dặm sẽ biến thành hoang mạc. Mau rời khỏi đây, về đại mộng trạch. Ninh Tiểu Xuyên nói. Tiểu Hồng mừng rỡ, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đã luyện hóa được luồng tà lực đó rồi. Chưa. Chỉ là tạm thời áp chế được nó. Nếu lần sau gặp trạng thái hư nhược nữa thì nó sẽ bạo phát mạnh hơn. Ninh Tiểu Xuyên cũng muốn luyện hóa luồng tà lực đó để trừ hậu họa, nhưng giờ phải về đại mộng trạch trước đã. Nếu không, chẳng may bị dư lực từ trận chiến giữa địa ngô yêu hoàng và thạch cơ yêu hậu, thì với tu vi của hắn và tiểu hồng căn bản không có cơ hội sống sót. Vù, một tia chớp trói lòa bay qua đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên và tiểu hồng, rồi ngay sau đó là tiếng sấm rền lôi thần yêu hoàng cũng tới rồi cũng đúng lôi thần yêu hoàng và địa ngô yêu hoàng vốn liên minh cùng đối phó với thạch cơ yêu hậu giờ thạch cơ yêu hậu quay lại đương nhiên hắn phải ra tay cứu trợ địa ngô yêu hoàng trận chiến giữa ba bậc trí tôn trận chiến này thăng cấp rồi nhìn ra phía xa từ dưới mặt đất bốc lên khói bụi đen sì tạo thành đám ma vân đen kịt bao phủ cả bầu trời trên mặt đất xuất hiện vô số rãnh vực sâu hun hút dung nham đỏ rực phun lên khiến mặt đất biến thành một biển lửa nóng bỏng. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng hợp thể, giang rộng long rực bay về đại mộng trạch. Trận đại chiến cấp yêu hoàng cũng gây chấn động lớn ở đại mộng trạch, rất nhiều sinh linh yêu tộc cũng cảm nhận được sóng dao động từ mãng cổ nguyên, đều đang thảo luận kết quả trận chiến. Thạch cơ yêu hậu không phải tầm thường đâu. Linh thạch thiên sinh tu đạo, chắc chắn tu vi có tiến bộ nên mới dám quay lại. Có lẽ địa ngô yêu hoàng không phải đối thủ của bà ta một vị yêu vương dưới trứng địa ngô yêu hoàng lo lắng nói: địa ngô yêu hoàng đại nhân tuy không phải đối thủ của thạch cơ yêu hậu, nhưng lôi thần yêu hoàng cũng rất mạnh, cũng là yêu linh tiên thiên, lôi điện thông linh, tạo được tuyệt thế yêu thể. chỉ cần lôi thần yêu hoàng ra tay, chắc chắn đánh lui được thạch cơ yêu hậu. không biết thiên mộng yêu hoàng có can thiệp không? một lão yêu vương khác dưới trứng địa ngô yêu hoàng nhìn về tòa cung điện lơ lửng phía trên bạch cốt tế đài, ánh mắt lộ sự kính sợ, sùng bái. một đứa bé khoảng hai ba tuổi mặc yếm đỏ. Nhìn có vài phần non nớt, cười khẩy, Thiên Mộng Yêu Hoàng đại nhân cao cao tại thượng tựa thần linh. Sao có thể nhúng tay vào việc giữ yêu hoàng và yêu hậu? Chỉ cần yêu tộc không đại loạn thì Thiên Mộng Yêu Hoàng tuyệt đối sẽ không ra tay can thiệp. Hơn nữa Thiên Mộng Yêu Hoàng đã tạo chấn yêu tộc thì sao yêu tộc có thể đại loạn? Nhóc con, những sinh linh và yêu vương tháp tu luyện đều là chân nhân cảnh trở lên. Sao ngươi vào được? Đứa trẻ kia trợn mắt. Đương nhiên có nghĩa là tu vi của ta từ chân nhân cảnh trở lên rồi ngươi là đồ ngốc à một lão yêu vương chân nhân cảnh tầng thứ sáu quan sát kỹ đứa trẻ không biết từ đâu chui ra này muốn nhận biết lai lịch của nó một đứa trẻ đến đi còn không vững lại vào được yêu vương tháp thực sự quá quỷ dị việc càng quỷ dị thì càng phải cảnh giác lúc này trên tầng ba yêu vương tháp tập trung hết yêu vương dưới trướng địa ngô yêu hoàng trong đó thậm chí có cả yêu vương chân nhân từ cảnh tầng thứ bảy trở lên tất cả đều đang lo lắng cho địa ngô yêu hoàng thảo luận sách lược ứng phó sắp tới không ai nhận ra đứa bé kia tiến vào từ lúc nào. Đứa trẻ mặc yếm đỏ kia chắp đôi tay tròn lẳn trắng bóc sau lưng, ngạo mạn nói. Nói thực cho các người biết nhé, địa ngô yêu hoàng hôm nay chắc chắn sẽ chết. Không ai cứu được đâu, khặc khặc. Nhóc con, người lớn được từng nào mà dám cùng ngôn. Thạch cơ yêu hậu cho dù cường đại, nhưng địa ngô yêu hoàng đại nhân cũng có chiến lực tương đương trí tôn. Nếu muốn chạy thì không ai giữ được. Một vị yêu vương chân nhân cảnh tầng thứ ba càng nhìn càng thấy đứa trẻ kia ngứa mắt, muốn thăm dò nó, không hề có dấu hiệu báo trước, vị yêu vương đó đột nhiên ra tay tung chảo nhằm xuống đỉnh đầu đứa trẻ. Tốc độ nhanh như chớp giật. Nếu bị đánh trúng, có thể tưởng tượng được chắc chắn đứa trẻ kia sẽ biến thành một đống máu thịt bầy nhầy. Á! À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng người phát ra tiếng kêu đó, không phải đứa trẻ kia mà lại là vị yêu vương tấn công nó. Những yêu vương khác định thần lại nhìn, chỉ thấy vị yêu vương kia bị đứa trẻ mặc yếm đỏ nuốt chửng, cả xương cốt lẫn ra đều không trở lại. Trời ạ, à, đây có thật là đứa trẻ chỉ hai ba tuổi không thế? Chúng yêu vương đều thấy ra đầu tê dại. Đứa trẻ kia sau khi nuốt chửng vị yêu vương thì cười ngây thơ. Yêu vương chân nhân cảnh tầng thứ ba, huyết mạch đã rất thuần rồi, mùi vị cũng không tồi. Rốt cuộc ngươi là ai? Một lão yêu vương chân nhân cảnh tầng thứ sáu trầm giọng nói. Đến ta cũng không nhận ra, ngươi còn muốn ở đại mộng trạch tu luyện không? Đứa trẻ kia cười hì hì, giơ cánh tay ra tóm vào hư không. Lão yêu vương kia lập tức bay vào tay nó cổ bị bóp nghẹt, phong bế hoàn toàn yêu nguyên của vị yêu vương đó. Lão yêu vương cảm giác như mình sắp tắt thở, căn bản không thể dễ dụa. Đứa trẻ đó nhấc lão yêu vương lên, nụ cười tàn nhẫn như sắp nuốt sống vị yêu vương này vậy. Thánh anh yêu hoàng, hãy tha mạng cho hắn. Phàm đặt lão tổ bước ra từ một đám yêu vụ màu xanh, tới trước mặt đứa trẻ kia cúi chào. Phàm đặt lão tổ là yêu vương mạnh nhất dưới trướng địa ngô yêu hoàng, tu vi đã là chân nhân cảnh tầng thứ 9 mà còn hành lễ với đứa trẻ kia có thể thấy đứa trẻ đó đáng sợ thế nào. Thánh Anh Yêu Hoàng. Nó chính là Thánh Anh Yêu Hoàng trong truyền thuyết. Đứa trẻ kia cười, rồi ném lão yêu vương kia như ném một con chó chết, phủi phủi tay. Cuối cùng cũng có người có nhãn lực một chút. Những yêu vương dưới trứng địa ngô yêu hoàng bỗng thấy hoảng loạn, lập tức quỳ xuống đồng thanh hô. Bái kiến Thánh Anh Yêu Hoàng đại nhân. Hề hề, đứng lên hết đi. Tối nay địa ngô yêu hoàng chắc chắn sẽ chết. Sau này các ngươi thuộc về bản hoàng. Đứa trẻ kia quét mắt nhìn một lượt, các ngươi sẽ đồng ý phải không? Vừa rồi một vị yêu vương chân nhân cảnh tầng thứ ba đã bị hắn nuốt gọn. Những yêu vương quỷ dưới đất kia có ai dám làm trái lời thánh anh yêu hoàng chứ? Sau này, bọn ta chính là thuộc hạ của thánh anh yêu hoàng đại nhân. Yêu hoàng đại nhân nhảy vào nước sôi lửa bỏng tuyệt đối không tử nan. Chúng yêu vương đồng thanh nói. Thánh anh yêu hoàng chắp hai tay sau lưng, đứng trên tầng ba yêu vương tháp nhìn bầu trời đen kịt, khoái miệng khoách lên tà ác. Không biết tu vi của thạch cơ và tu vi của lôi thần thì ai cao hơn, cỏ trai tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Sau trận chiến giữa thạch cơ yêu hậu, lôi thần yêu hoàng và địa ngô yêu hoàng ba ngày, kết quả của trận chiến đã chuyển về đại mộng trạch. Cuối cùng địa ngô yêu hoàng vẫn chết trong tay thạch cơ yêu hậu. Sau này Bắc Cương chỉ còn lại tám vị yêu hoàng. Sau khi biết tin ninh tiểu xuyên cũng không thấy kỳ lạ. Thạch cơ yêu hậu có thể ra khỏi phong thần động phủ, chắc chắn đã có được cơ duyên không nhỏ. Chẳng ai có thể nhìn thấu được nàng ta đã mạnh tới mức nào rồi. Nghe nói, ngay cả lôi thần yêu hoàng cũng bại trong tay nàng ta, bị trọng thương mà trở về. Đã thi công chúa cười đầy mê hoặc, nhìn Ninh Tiểu Xuyên ngồi đối diện. Ninh Tiểu Xuyên nói, thạch cơ yêu hậu không phải phản đồ của yêu tộc sao? Lẽ nào thiên mộng yêu hoàng không ra tay chấn áp nàng ta? Đã thi công chúa lắc đầu. Trong mắt thiên mộng yêu hoàng, chỉ có việc tu luyện thành thứ thần mới là quan trọng. Những cuộc chiến giữa các yêu hoàng, yêu hậu khác, căn bản không phải đại sự gì cả. Chỉ cần không khiến cả yêu tộc đại loạn, thì Thiên Mộng yêu hoàng sẽ không ra mặt can thiệp." Ninh Tiểu Xuyên lại hỏi, "Giờ Thạch Cơ yêu hậu đi đâu?" Đát Hi công chúa cười, "Sao ngươi quan tâm Thạch Cơ yêu hậu vậy? Lẽ nào đúng như lời đồn, ngươi và Thạch Cơ yêu hậu có mối quan hệ không tầm thường? Nghe nói ngươi dụ Địa Ngô yêu hoàng ra khỏi đại mộng trạch, thì Thạch Cơ yêu hậu mới có cơ hội giết hắn." Ninh Tiểu Xuyên nói, "Ta và Thạch Cơ yêu hậu thật sự không có quan hệ gì, chỉ là Địa Ngô yêu hoàng là kẻ thù chung nên mới cùng hợp tác trừ bỏ hắn." Đát Hy công chúa gật đầu. Thạch cơ yêu hậu đã về đại mộng trạch, hơn nữa đã đi gặp thiên mộng yêu hoàng rồi. Chết rồi. Thạch cơ yêu hậu trở lại rồi. Khi đối phó với địa ngô yêu hoàng bọn họ có thể hợp tác, nhưng khi ở quy khư, Ninh Tiểu Xuyên từng một lần tính kế thạch cơ yêu hậu, còn uy hiếp thạch cơ yêu hậu một lần. Nếu thạch cơ yêu hậu là nữ nhân ghi thủ thì chắc chắn sẽ trả thù hắn. Thạch cơ yêu hậu có phải nữ nhân hay ghi thủ không? Ngay cả địa ngô yêu hoàng cũng chết trong tay nàng ta, không ghi thủ mới là lạ. Đát Hi công chúa có phần tò mò nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nghe thấy tin Thạch Cơ yêu hậu trở về sao sắc mặt ngươi thay đổi vậy, lẽ nào ngươi đã làm việc gì hổ thẹn với nàng ta? Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, "Việc này ngươi đừng nhắc đến nữa." Đát Hi công chúa, địa vị của ngươi trong yêu tộc rất cao, ta có một việc muốn hỏi. Ngươi có biết Thanh Tước Vương và Liêu sau khi gặp Thiên Mộng yêu hoàng đã đi đâu rồi không? Đát Hi công chúa cười, "Việc này ta đã thăm dò cho ngươi lâu rồi. Theo một yêu thị của Thiên Mộng yêu hoàng, thì thanh tước vương và liêu lai lịch đều không tầm thường thiên mộng yêu hoàng cũng không dám trực tiếp xử chết bọn họ chỉ giam họ trong thiên lao của yêu tộc thánh quốc quả nhiên bị thiên mộng yêu hoàng giam cầm rồi cũng may liêu và thanh tước vương chủ động tới gặp thanh tước vương để lộ thân phận nên thiên mộng yêu hoàng mới có phần dè chừng nếu để thiên mộng yêu hoàng chủ động tìm thì có lẽ chỉ còn đường chết thiên mộng yêu hoàng đến phượng hoàng còn dám giết cũng không biết thanh tước vương và liêu dùng thứ gì mà khiến thiên mộng yêu hoàng ném chuột sợ vỡ bình quý không dám giết họ ninh tiểu xuyên nói chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio thiên lao ở đâu ngươi muốn cứu họ tốt nhất ngươi đừng nghĩ tới việc đó trấn thủ thiên lao là một vị yêu hoàng cho dù ta đi cũng không thể vào được đát thi công chúa sợ ninh tiểu xuyên liều mạng nên nói ninh tiểu xuyên nói ta chỉ muốn gặp họ thôi đát thi công chúa nhíu mày thanh tước vương và liêu là trọng phạm vị thiên mộng yêu hoàng giam cầm muốn gặp không phải dễ xem gia đành phải tìm cơ hội khác vậy ninh tiểu xuyên thở dài đát hi công chúa cười vậy thì đừng nghĩ việc này nữa người đoán xem gần đây ta đi đâu đi đâu người đoán đi đát hi công chúa nói ninh tiểu xuyên trầm tư một lúc nhìn nụ cười trên gương mặt đát hi công chúa đột nhiên tim khẽ run lên người đã tới ngọc lam đế quốc đát hi công chúa che miệng cười không sai thật thông minh ngọc lam đế quốc đúng là một nơi tốt chẳng trách mà sinh ra được nhân kiệt như thiên đế giờ lại sinh ra một ninh tiểu xuyên tư chất cũng không thua kém thiên đế. Đúng là một nơi tốt khiến người ta muốn tới. Ta nhớ lại xem đã tới những nơi nào. Kiếm các hầu phủ, U Linh Sơn Trang, Quan Ngọc Lâu, Cửu Tử Nhai, Thiên Đế Học Cung. Nàng ta vừa xòe ngón tay vừa nói. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, những nơi đát hy công chúa nói đều là những nơi hắn từng đến. Từ đó có thể thấy đát hy công chúa, tới Ngọc Lam Đế Quốc chính là để điều tra hắn, mọi thứ về hắn. Ninh Tiểu Xuyên nói, Công chúa điện hạ, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Mau nói rõ ra đi." Đát Hy công chúa nheo mắt, "Ta chẳng có mục đích gì cả, ta chỉ rất tò mò về ngươi, muốn hiểu hết mọi thứ về ngươi nên mới đến những nơi ngươi từng tới, bước lên mỗi bước chân ngươi để lại, hít thở khí tức ngươi để lại, hơn nữa ta còn gặp lão hầu gia, gặp cả mẫu thân và hoàng huynh của Thiến Thiến công chúa." Đột nhiên Đát Hy công chúa cảm giác, trên người Ninh Tiểu Xuyên có một luồng hàn khí lạnh thấu xương. Thế là nàng ta lập tức ngậm miệng lại. Ninh Tiểu Xuyên nói. Người gặp họ làm gì? Người ta muốn hiểu hơn về ngươi mà. Đúng rồi thiến thiến công chúa là ai? Giờ nàng ta ở đâu? Ta muốn gặp nàng ta, là muốn biết một nữ tử thế nào mà được diệt nhân vương để mắt, trở thành nữ nhân của diệt nhân vương. Thật khiến ta ngưỡng mộ mà. Đã thì công chúa nói. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy đi ra ngoài, nói. Công chúa Điện Hạ, Đa Tạ đã chăm sóc Tiểu Linh Nhi giúp ta. Giờ ta phải đi rồi. Ta tiễn ngươi. Không cần dứt lời ninh tiểu xuyên lập tức đưa tiểu linh nhi rời khỏi hồ tộc đúng là nam nhân thú vị đát hy công chúa khẽ mân mê bờ môi đỏ mọng nở nụ cười mê người ninh tiểu xuyên và tiểu linh nhi vừa tới cửa diệt nhân vương động phủ thì đột nhiên cảm chi được gì đó sắc mặt biến đổi lập tức dừng bước tiểu linh nhi muội quay về ở chỗ đát hy công chúa vài ngày rồi ta tới đón muội sau không phải chúng ta vừa đi khỏi hồ tộc hay sao tiểu linh nhi không hiểu ninh tiểu xuyên nói đừng hỏi tại sao Mau đi đi, nếu gặp Tiểu Hồng thì muội đưa tới Hồ tộc luôn. Nếu ta không quay lại đón các muội tạm thời đừng về Diệt Nhân Vương động phủ. Tiểu Linh Nhi nhìn vào trong động phủ rồi gật đầu rời đi. Tiểu Linh Nhi đi rồi, Ninh Tiểu Xuyên chậm chậm bước vào Diệt Nhân Vương động phủ, nhìn thấy Thạch Cơ yêu hậu đang ngồi bên cạnh huyết hà. Hắn có phần bất lực nói: "Bái kiến yêu hậu, chúc mừng yêu hậu trở về yêu tộc thánh quốc." Thạch Cơ yêu hậu ngồi bên huyết hà không hề động đậy, mái tóc dài trắng chảy dài trên đất trên mỗi sợi tóc đều lưu động yêu quang địa ngô yêu hoàng đã chết ninh tiểu xuyên món nợ giữa chúng ta có phải cũng nên tính cho xong không lông mi thạch cơ yêu hậu vừa đen vừa cong mí mắt khẽ mở lộ ra đôi mắt mỹ lệ tuy chỉ ngồi yên một chỗ nhưng trên người thạch cơ yêu hậu có ánh sáng đạo pháp lưu động giống như thần quang trên người thần linh vậy chắc chắn chỉ khi lĩnh ngộ mộ được một tầm cao hoàn toàn mới thì mới có được yêu vận cao thâm như vậy ninh tiểu xuyên nói nợ giữa ta và yêu hậu không phải đã tính xong hai bên không ai nợ ai nữa sao không biết yêu hậu đang nói đến việc gì không ai nợ ai người nghĩ thật ngây thở nhỉ lần đó bản hậu trọng thương không thể không thỏa hiệp nếu ngươi thoát khỏi thiên hư đại lục đương nhiên bản hậu sẽ không truy cứu chuyện này nữa nhưng giờ ngươi là thuộc hạ của bản hậu bản hậu muốn ngươi chết thì ngươi tuyệt đối không sống được đến mai thạch cơ yêu hậu nói ninh tiểu xuyên lặng lẽ vẫn tiếp thần đạo bắt đầu kết nối với tuế hàn vũ nói yêu hậu, ngươi là bậc trí tôn, sao có thể nói lời không giữ lời như vậy? Đáng chết! Lại chẳng có phản ứng gì hết. Lẽ nào thật sự tới tuyệt cảnh sinh tử thì sư tôn mới cho ta mượn thần lực? Giờ không phải tuyệt cảnh sinh tử hay sao? Thạch cơ yêu hậu đâu phải loại lương thiện gì? Thạch cơ yêu hậu nói, ngươi không cần phải căng thẳng như vậy. Giờ là lúc đang cần ngươi, bản hậu sẽ không giết ngươi. Ninh tiểu xuyên thầm thở phào. Sao ta lại thành thuộc hạ của yêu hậu rồi? Thạch cơ yêu hậu hừ một tiếng, thuộc hạ của ta địa ngô yêu hoàng không giết thì thu phục giờ thuộc hạ trong tay ta chẳng có mấy người vì thế bản hậu đã xin thiên mộng yêu hoàng cho ngươi sang đây giờ diệt nhân vương chính là người của thạch cơ yêu hậu ta rồi ngươi phải chấp hành mệnh lệnh của ta vô điều kiện ninh tiểu xuyên nói nếu đã là ý của thiên mộng yêu hoàng thì đương nhiên thuộc hạ nguyện ý quy thuận yêu hậu nếu vậy ngươi uống cái này trước đi thạch cơ yêu hậu đưa cho ninh tiểu xuyên một cái bình ngọc tinh xảo đây không phải bình ngọc đựng thiên nhất thánh thủy sao Ninh Tiểu Xuyên nói, yêu hậu, làm vậy không tốt lắm thì phải. Thạch cơ yêu hậu đứng dậy lộ ra dáng người thon gọn, bầu ngực đầy đạn nhô cao, eo thon đáy thắt lưng ong, ngũ quan tinh tế nhưng lại mang khí thế bức người, cười nói. Lần đó ngươi đưa bản hậu cái này không phải muốn tính kế ta sao? Bản hậu rất muốn biết cái gọi là thần dịch này là thứ độc vật gì? Là nhạc minh tùng muốn tính kế ngươi chứ có phải ta đâu? Sao lại đổ lên đầu ta? Ninh tiểu xuyên thầm nghĩ, rồi nói, yêu hậu mệnh lệnh này ta không thể thực hiện thạch cơ yêu hậu nói nếu ngươi không uống thì bản hậu sẽ đích thân bón cho ngươi thật sự cần bản hậu ra tay hay sao tuyệt đối không thể uống thiên nhất thánh thủy nhưng tu vi hiện nay của ninh tiểu xuyên lại hoàn toàn không phải đối thủ của thạch cơ yêu hậu thần hồn của tuế hàn vũ cũng chẳng có phản ứng gì giờ nên làm thế nào đây ninh tiểu xuyên là người đầu tiên dám uy hiếp thạch cơ yêu hậu với người có tính cách cao ngạo như thạch cơ yêu hậu mà nói đó là sự sỉ nhục không thể bỏ qua nhìn bộ dạng ninh tiểu xuyên lúc này thạch cơ yêu hậu rất cao hứng cuối cùng thì cũng có việc ngươi không dám làm bản hậu còn tưởng ngươi thật sự là kẻ vô pháp vô thiên không sợ một thứ gì cũng chỉ là một giọt độc dược với trí tôn thể bách độc bất xâm của ngươi lẽ nào không dám thử được rồi đã vậy thì bản hậu đành để cho tiểu long nữ mà ngươi nuôi uống thử vậy có lẽ là quả báo rồi ninh tiểu xuyên nhận lấy bình ngọc đựng thiên nhất thánh thủy cầm trong tay ánh mắt mang sự kiên định đương nhiên ninh tiểu xuyên không thể để thạch cơ yêu hậu ép tiểu hồng uống thiên nhất thánh thủy với định lực của tiểu hồng căn bản không thể chịu nổi dược tính của thiên nhất thánh thủy thiên nhất thánh thủy tuy lợi hại nhưng chưa chắc so được với tà lực trong thứ thần huyết y ngay tà lực từ quy khư ta cũng áp chế được còn có gì không khắc chế được ninh tiểu xuyên nhìn thạch cơ yêu hậu vị yêu hậu thanh lệ tuyệt thế tự như tiên tử cao cao tại thượng có tu vi tuyệt thế vô song nhưng lại nhỏ nhen như nữ tử trần gian căn bản không giữ lời hứa thật khiến người ta bất lực không thể nói đạo lý được hắn nói độc dịch trong bình ta sẽ uống nhưng ta có yêu cầu yêu hậu nhất định phải rời khỏi diệt nhân vương động phủ đôi mắt thạch cơ yêu hậu còn đẹp hơn sao trên trời giọng nói hay hơn tiếng sáo trời tại sao chẳng tại sao cả ninh tiểu xuyên đáp thạch cơ yêu hậu mang tâm thái sen kịch hay hai tay khoanh trước ngực không có dáng vẻ của một yêu hậu cao cao tại thượng mà giống như nữ nhân có tình thù với ninh tiểu xuyên hơn cười nói ngươi không cho ta lý do thì bản hậu không đi Ta muốn xem bộ dạng sau khi uống độc dịch của ngươi sẽ thảm hại đến mức nào. Ninh Tiểu Xuyên nói, được rồi, ta sợ uống xong mất đi lý trí sẽ làm ra việc mạo phạm yêu hậu đại nhân. Vậy thì ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, bản hậu không sợ người mạo phạm. Cho dù ngươi có muốn mạo phạm thì cũng phải có bản lĩnh đó đã. Thạch Cơ yêu hậu tỏ ra vô cùng tự tin, với tu vi của Thạch Cơ yêu hậu, một sợi tóc cũng có thể giết Ninh Tiểu Xuyên, căn bản không coi lời hắn nói có chút trọng lượng nào. Thạch Cơ yêu hậu biết Ninh Tiểu xuyên đã luyện được trí tôn thể, bách độc bất xâm. Cho dù dược tính của thứ trong bình kia có lợi hại thế nào thì cùng lắm cũng chỉ khiến hắn thê thảm chứ không lấy được mạng hắn. Ninh Tiểu xuyên cũng không hoàn toàn tự tin có thể áp chế được Thiên Nhất Thánh Thủy, càng không muốn Thạch Cơ yêu hậu nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Thiên tài cũng có tôn nghiêm của thiên tài. Hắn quyết định một cách khó khăn, nói: Nếu yêu hậu đồng ý rời đi, ta có thể giao quyển hai của Địa Kinh cho người tham ngộ. Nghe vậy. Thạch cơ yêu hậu có chút động tâm, nhưng rồi ngay lập tức lắc đầu nói. Người càng không muốn bản hậu thấy bộ dạng thảm hại thì bản hậu lại càng phải ở lại. Quyển 2 đến quyển 8 ta giao hết. Ninh Tiểu Xuyên lại đưa ra điều kiện khác, không tin thạch cơ yêu hậu không thỏa hiệp. Nhưng lần này Ninh Tiểu Xuyên đoán sai rồi. Thạch cơ yêu hậu vẫn lắc đầu. Không ngờ thiên kiêu như người cũng có lúc cúi đầu trước người khác. Nhưng bản hậu cứ muốn nhìn thấy ngươi ngoan ngoãn uống độc dịch. Yên tâm, nếu ngươi bị chúng độc chết, bản hậu nhất định sẽ hậu táng giúp ngươi dù sao ngươi cũng là nam nhân đầu tiên dám uy hiếp ta, ta cũng rất trọng thị ngươi. Ninh Tiểu Xuyên không thể giao hết 9 quyển địa kinh cho thạch cơ yêu hậu được. 8 quyển địa kinh, cũng không đuổi thạch cơ yêu hậu đi được thì Ninh Tiểu Xuyên cũng từ bỏ đàm phán. Với ý chí của ta có lẽ sẽ áp chế được dược tính của thiên nhất thánh thủy. Thiên nhất thánh thủy được gọi là đệ nhất thánh dược của âm dương thánh giáo. Nhạc Minh Tùng đã từng nói một giọt thiên nhất thánh thủy có thể sử gọn một nữ trí tôn. Rốt cuộc dược tính của nó mạnh đến mức nào? Ninh Tiểu Xuyên chăm chăm nhìn Thạch Cơ Yêu Hậu một lúc, tay siết chặt bình ngọc, rồi dốc Thiên Nhất Thánh Thủy vào miệng. Thạch Cơ Yêu Hậu thấy Ninh Tiểu Xuyên uống giọt độc dịch đó thì cười, ánh mắt lóe sáng, tán thưởng. Không hồ là diệt nhân vương, co được thì duỗi được, thật khiến bản hậu khâm phục. Nếu ngươi có thể chống đỡ được độc tính, thì sau này bản hậu chắc chắn sẽ trọng dụng ngươi. Ninh Tiểu Xuyên chừng chừng nhìn Thạch Cơ Yêu Hậu, nghĩ, giờ cứ cho ngươi đắc ý, sau này ta nhất định cho ngươi biến mùi vị của việc bị ép đến đường cùng. Uống thiên nhất thánh thủy, Ninh Tiểu Xuyên lập tức cảm thấy không ổn, toàn thân như có lửa thiêu đốt, huyết mạch như muốn nổ tung. Dược tính cũng thật nhanh. Ninh Tiểu Xuyên gọi Diệt Diễm Phỉ Thúy Bình lập tức bay vào trong đó. Hắn vẫn sợ mất mặt trước Thạch Cơ yêu hậu, nếu thật sự không khống chế được dược tính thiên nhất thánh thủy thì hoàn toàn mất thể diện. Bên trong Diệt Diễm Phỉ Thúy Bình là không gian độc lập. Thế giới lạnh lẽo mà tối tăm có vô số ngọn băng sơn khổng lồ lơ lửng. Dưới đáy bình là một hồ băng mênh mông, tỏa ra vô số viên quang tinh lấp lánh dưới kích thích của hàn khí, Ninh Tiểu Xuyên lập tức tỉnh táo được hơn nhiều, vững vàng đáp xuống băng sơn. Ngồi trên băng sơn, hắn bắt đầu áp chế dược lực của thiên nhất thánh thủy. Luyện, Ninh Tiểu Xuyên điều động diệt thế ma hỏa toàn thân, toàn lực luyện hóa dược lực thiên nhất thánh thủy. Đồng thời, ba đạo tâm thần còn lại bảo vệ vững chắc vị trí trái tim, đề phòng dược lực tấn công. Uỳnh, dược lực của một giọt thiên nhất thánh thủy đó vô cùng khủng khiếp. Tuy không phải thần dịch, nhưng năng lượng không hề thua kém thần dịch thật sự ninh tiểu xuyên cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng thứ năng lượng đó không ngừng bành trướng giống như muốn phá tan cơ thể hắn vậy vẫn là đã coi thường dược lực của thiên nhất thánh thủy rồi đệ nhất thánh dược của âm dương thánh giáo quả nhiên sức mạnh con người không thể chống đỡ cho dù là thứ thần có lẽ cũng khó nếu không phải có trí tôn thể thì thân thể ninh tiểu xuyên đã tan tành rồi hắn sắp khống chế được ý chí của mình rồi đáng sợ hơn là thứ tà lực trốn trong cơ thể hắn lại bạo phát rồi tà lực tỏa ra hồng quang đỏ rực bao phủ toàn thân hắn. Bị hai tầng sức mạnh công kích, Ninh Tiểu Xuyên đã tới ranh giới của sự sụp đổ. Thạch Cơ yêu hậu đứng bên huyết hà giống như ngọn băng sơn cao ngạo lạnh lùng, nhìn diệt diễm phỉ thúy bình lơ lửng phía trên huyết hà, cười nhẹ. Món trí tôn vương khí rất hay. Tiểu tử này cũng thật lắm bảo vật. Uỳnh, đột nhiên diệt diễm phỉ thúy bình lắc lư giữ đội. Một luồng tà lực cường hãn bắn ra từ miệng bình, biến thành cột quang trụ đỏ rực. Chuyện gì vậy? Thạch Cơ Yêu Hậu bỗng có dự cảm không lành. Tuy ép Ninh Tiểu Xuyên uống độc dịch, nhưng Thạch Cơ Yêu Hậu không hề muốn Ninh Tiểu Xuyên chết thật. Nếu muốn Ninh Tiểu Xuyên chết thì không cần phải phiền phức như vậy. Lần đó Ninh Tiểu Xuyên nhắc nhở Thạch Cơ Yêu Hậu đừng uống độc dịch, lúc đó Thạch Cơ Yêu Hậu đã không có địch ý gì với hắn, mà ngược lại còn có chút thích thú tiểu tử này. Đương nhiên cái thích đó không phải giữa nam và nữ mà đơn thuần chỉ là có hứng thú với hắn. Hơn nữa thiên tài vạn năm có một như Ninh Tiểu Xuyên, nếu chết thì thật đáng tiếc. Ninh Tiểu Xuyên, nếu ngươi đồng ý quy thuận, trung thành tuyệt đối với bản hậu thì ta sẽ cứu ngươi." Thạch Cơ Yêu hậu nói lớn, giọng nói truyền vào trong diệt diễm phỉ thúy bình, không có bất cứ hồi đáp nào, tà lực phun ra từ miệng bình càng thêm đậm đặc. Lẽ nào tiểu tử này chết trong đó rồi? Sắc mặt Thạch Cơ Yêu hậu sáng tối bất định, có chút hối hận. Dù gì Thạch Cơ Yêu hậu cũng thấy Ninh Tiểu Xuyên không đáng hận, cách làm việc của hắn cũng rất hợp Thạch Cơ Yêu hậu. Một tuyệt thế thiên tài như vậy mà chết thì quá đáng tiếc. Xoẹt thạch cơ yêu hậu lập tức bay vào trong diệt diễm phỉ thúy bình tìm tung tích ninh tiểu xuyên phía sau thạch cơ yêu hậu truyền tới tiếng gầm giống như của dã thú một luồng khí tanh nồng trào tới một nam tử toàn thân đầy hồng quang từ băng sơn bay ra đẻ ngã thạch cơ yêu hậu đôi tay cường tráng giống như gọng kềm ôm chặt lấy thân thể mềm mại của thạch cơ yêu hậu đè xuống đất ninh tiểu xuyên ngươi muốn làm gì ngươi thạch cơ yêu hậu vô cùng phẫn nộ mắt tóe lửa nhìn ninh tiểu xuyên hôn hít sờ mó khắp thân thể mình gương mặt chưa từng bị nam nhận chạm vào còn dính đầy nước bọt của hắn. Muốn chết, thạch cơ yêu hậu rất muốn xé tan xác tiểu tử dám mạo phạm mình, nhưng rồi kinh hãi nhận ra sức mạnh của ninh tiểu xuyên quá mạnh, đè nghiến thạch cơ yêu hậu dưới mặt băng không thể phản kháng. Thôi xong rồi, thạch cơ yêu hậu như rơi xuống đáy vực, có cảm giác như tự mình lấy đá đập chân mình. Ninh tiểu xuyên lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm như vậy? Thạch cơ yêu hậu thấy trạng thái của ninh tiểu xuyên không bình thường, đoán chắc chắn có liên quan tới giọt độc dịch kia hơn nữa trên người hắn còn có một luồng tà lực tới từ quy khư bất luận là vì nguyên nhân gì nếu hắn dám xâm phạm thạch cơ yêu hậu thì chỉ có chết ánh mắt thạch cơ yêu hậu trở nên lạnh băng điều động yêu nguyên toàn thân truyền tới tay một trưởng nhà ngực ninh tiểu xuyên đánh tới nếu không có gì bất ngờ thì một trưởng này đủ để đánh chết cấp yêu hoàng như địa ngô yêu hoàng nhưng bất ngờ đã xảy ra thạch cơ yêu hậu vừa tung trưởng thì cổ tay đã bị ninh tiểu xuyên tóm chặt ninh tiểu xuyên không hề biết thương hoa tiết ngọc tay vặn một cái chỉ nghe rắc một tiếng bẻ gãy cánh tay thạch cơ yêu hậu thạch cơ yêu hậu kêu lên một tiếng không ngờ sức mạnh ninh tiểu xuyên lại đáng sợ như vậy hoàn toàn không thể phản kháng trước mặt ninh tiểu xuyên lúc này thạch cơ yêu hậu quả thực giống như một nữ tử yếu đuối vậy Duệt. ninh tiểu xuyên túm cổ áo thạch cơ yêu hậu xé rách một mảng lớn để lộ cả hai bầu ngực tròn trịa rồi hắn cúi xuống ngậm lấy một hạt trâu đỏ hồng thạch cơ yêu hậu toàn thân chấn động hồng hơi cong lên cứ thế này thì không được Đường đường là yêu hậu, nếu bị một tiểu tử nhân loại lăng nhục, không phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Hóa thành bản thể, chỉ cần biến thành bản thể, cho dù Ninh Tiểu Xuyên có mạnh thế nào cũng không thể làm gì được. Muốn biến thành bản thể sao? Hai mắt Ninh Tiểu Xuyên đỏ ngầu, một tay đầy tà khí ấn xuống bụng dưới của Thạch Cơ Yêu Hậu, truyền tà khí vào áp chế yêu nguyên trong người Thạch Cơ Yêu Hậu. Rồi hai chân Thạch Cơ Yêu Hậu bị ép tách ra đặt lên vai Ninh Tiểu Xuyên, hắn bá đạo tiến tới. Thạch cơ yêu hậu siết chặt năm đầu ngón tay, cắn chặt hàm răng, mắt trợn tròn, đến giờ vẫn không thể chấp nhận được kết quả này. Nhưng kết quả đã xảy ra rồi. Trong động phủ diệt nhân vương, diệt diễm phỉ thúy bình lơ lửng trên huyết hà không ngừng lắc lư dữ dội. Mãi đến sáng sớm hôm sau diệt diễm phỉ thúy bình mới tĩnh lặng trở lại. Uinh! Ninh tiểu xuyên từ trong diệt diễm phỉ thúy bình lao ra đầy thảm hại, lập tức lấy từ trong vòng càn khôn một bộ y bào mặc vào, rồi triển khai thần long tật tốc chạy khỏi diệt nhân vương động phủ ngay cả diệt diễm phỉ thúy bình món trí tôn vương khí cũng không lấy lại chỉ mong chạy càng xa càng tốt trời ạ à, chuyện gì xảy ra vậy sao thạch cơ yêu hậu lại xích lõa nằm trong lòng hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bất luận là chuyện gì thì giờ cũng phải chạy càng xa càng tốt nếu không thì chỉ có chết trên đường chạy trốn ninh tiểu xuyên dần nhớ lại hình như tối qua thạch cơ yêu hậu ép hắn uống thiên nhất thánh thủy rồi dược lực bạo phát cộng với tà khí trong người khiến hắn không kiểm soát được bản thân Hắn không áp chế được dược lực của Thiên Nhất Thánh Thủy, thì chắc chắn sẽ bị dục hỏa thiêu thân, tại sao hắn không chết mà còn làm, luôn cả Thạch Cơ Yêu Hậu vậy? Hơn nữa luồng tà khí trong người hắn cũng biến mất. Trời ạ, à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ninh Tiểu Xuyên cảm giác mình sắp nổ tung, có nằm mơ hắn cũng không thể ngờ lại có quan hệ xác thịt với Thạch Cơ Yêu Hậu. Lẽ nào Thạch Cơ Yêu Hậu vì muốn cứu hắn mà chủ động hiến thân? Không, không, tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không được ôm bất cứ ảo tưởng nào về Thạch Cơ Yêu Hậu. Nếu không sẽ chết mà cũng không biết tại sao, giờ phải thoát khỏi đại mộng trạch, đó là con đường sống duy nhất. Phụt, Ninh Tiểu Xuyên bỗng dừng bước, nhìn Thạch Cơ Yêu Hậu trước mặt, cuối cùng vẫn bị đuổi kịp rồi. "Ninh Tiểu Xuyên, ngươi định đi đâu?" Thạch Cơ Yêu Hậu đứng cách Ninh Tiểu Xuyên khoảng 10 bước, gương mặt hơi đỏ, mái tóc trắng khẽ bay theo gió. Tay trái Thạch Cơ Yêu Hậu cầm diệt diễm phỉ thúy bình, đứng thẳng tắp nhìn Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt tuyệt thế đó vẫn được phủ bởi một lớp xương băng giá khiến người khác có cảm giác bất an nếu là trước kia cho dù ninh tiểu xuyên không phải đối thủ của thạch cơ yêu hậu thì hắn cũng sẽ không sợ hãi mà bỏ chạy nhưng lần này thì khác làm việc đáng hổ thẹn khiến hắn rất bất an hắn vẫn giữ sự bình tĩnh trên gương mặt yêu hậu về việc tối qua việc tối qua chưa từng xảy ra thạch cơ yêu hậu nói ninh tiểu xuyên khẽ thở phào thạch cơ yêu hậu vẫn giữ bình tĩnh như vậy chịu nói chuyện với hắn thì ít ra có nghĩa là không lập tức hạ sát thủ. Ninh Tiểu Xuyên lập tức điều chỉnh tâm thái, từ sự kinh hoàng khi thấy mình ôm thạch cơ yêu hậu trong lòng dần chấn tĩnh lại. Xin hỏi yêu hậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói vậy, thạch cơ yêu hậu vốn khá bình tĩnh lập tức muốn bùng nổ. Thấy trạng thái thạch cơ yêu hậu không ổn, Ninh Tiểu Xuyên vội nói. Thuộc hạ không có ý gì khác, chỉ muốn biết có phải yêu hậu đã giúp thuộc hạ luyện hóa tà lực trong cơ thể. Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể nghĩ tới khả năng này, nếu không tà lực không thể nào tự nhiên biến mất." Thạch Cơ yêu hậu thở hắt ra một hơi, khẽ cắn môi, "Không cần cảm ơn bản hậu, nếu không giúp ngươi luyện hóa tà lực, không chỉ ngươi chết mà bản hậu cũng sẽ bị trọng thương." Còn một điều mà Thạch Cơ yêu hậu không cho Ninh Tiểu Xuyên biết, khi đó Thạch Cơ yêu hậu đã bị Ninh Tiểu Xuyên phá thân, cho dù không muốn chấp nhận sự thật này thì cũng không thể thay đổi được gì, chỉ có thể chấp nhận. Sau đó tà lực trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng mạnh hơn nữa còn thông qua cơ thể ninh tiểu xuyên truyền vào thạch cơ yêu hậu thạch cơ yêu hậu bị ép đành phải trợ giúp ninh tiểu xuyên luyện hóa tà lực điều thạch cơ yêu hậu không ngờ đó là sau khi luyện hóa tà lực lại có thu hoạch bất ngờ tà lực đó sau khi bị luyện hóa lại biến thành một luồng năng lượng đặc biệt chạy vào yêu thể thạch cơ yêu hậu khiến cảnh giới tăng lên một tầng đạt tới vạn cổ cảnh mỗi khi muốn tăng lên một tầng cảnh giới đều cần rất nhiều thời gian đôi khi mất cả vài nghìn năm tu luyện mới đột phá được có thể nói lần này tuy thạch cơ yêu hậu chịu thiệt trong tay ninh tiểu xuyên nhưng cũng có thu hoạch không nhỏ bản hậu có thể không giết ngươi nhưng buộc phải cắt một thứ trên người ngươi thạch cơ yêu hậu nhìn chăm chăm vào nửa dưới cơ thể ninh tiểu xuyên thần tình vô cùng nghiêm túc chứ không giống như đang đùa ninh tiểu xuyên cảm thấy nửa dưới của mình lạnh toát nghĩ bụng quả nhiên thạch cơ yêu hậu sẽ không dễ dàng tha cho mình cũng đúng thạch cơ yêu hậu cao ngạo tới mức nào ngay cả khi bị uy hiếp một lần thì thạch cơ yêu hậu cũng phải uy hiếp ngược lại địa ngô yêu hoàng tính kế một lần thì thạch cơ yêu hậu cũng khiến địa ngô yêu hoàng nát như tương huống hồ lần này thạch cơ yêu hậu còn bị một nam tử nhân loại ăn giờ vẫn giữ được bình tĩnh thế này đã là tốt lắm rồi uỳnh 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 đột nhiên một đám kiếp vân đen xì từ phía xa cuồn cuộn tới lơ lửng trên đầu ninh tiểu xuyên thấy lôi kiếp sắc mặt thạch cơ yêu hậu lộ vẻ nghi hoặc còn ninh tiểu xuyên thì vô cùng mừng rỡ vào lúc quan trọng này lại có lôi kiếp đúng là quá tốt rồi thật ra tối qua hắn đã lên chân nhân cảnh tầng thứ tư, chỉ là khi đó hắn ở trong diệt diễm phỉ thúy bình, không tiếp xúc được với ngoại giới. Lúc này lôi kiếp cảm chi được hắn nên tới ngay. Thạch cơ yêu hậu gườm gườm nhìn ninh tiểu xuyên, vội lùi ra xa. Lôi kiếp có trí tuệ, nếu cảm chi được trong khu vực lôi kiếp có người thì sẽ coi đó là mục tiêu. Tu vi thạch cơ yêu hậu càng mạnh thì lôi kiếp sẽ càng mạnh. Cuối cùng thạch cơ yêu hậu cũng rút lui rồi. Ninh tiểu xuyên tạm thở phào, hắn không hề sợ lôi kiếp sắp tới, hắn hoàn toàn tự tin độ qua được lôi kiếp. Vừa hay có thể nhân cơ hội này luyện hóa ma kiếm thành thượng phẩm trí tôn khí, luyện hóa 49 thanh thần thông kiếm thành trung phẩm trí tôn khí. Ninh Tiểu Xuyên lập tức ngồi xuống, thu tâm thần vào trong cơ thể, để mặc cho lôi điện đánh lên nhục thân, tiếp nhận sự tẩy lễ của sấm sét. Đột nhiên Ninh Tiểu Xuyên phát hiện trong cơ thể có một luồng sức mạnh thần bí màu tím, một giọt dịch thể lơ lửng trong võ đạo tâm cung. Giọt dịch thể đó chứa thần lực đáng sợ, giống như một vầng thái dương tím lơ lửng trong tâm cung, một khi nổ tung có thể khiến thân thể Ninh Tiểu Xuyên tan nát. Đó là một giọt thần dịch thật sự. Không sai, chính là thần dịch. Ninh Tiểu Xuyên chấn kinh. Điều Ninh Tiểu Xuyên không biết đó là thiên nhất thánh thủy sở dĩ được gọi là đệ nhất thánh dược của âm dương thánh giáo là vì nó được luyện chế từ thần dịch, cộng với một số loại dược vật nên uy lực mới cường đại như vậy. Thần dịch được luyện chế từ thần hồn của thần linh, giới tính của thần linh khác biệt tạo nên thiên nhất thánh thủy có đặc tính khác nhau ví dụ như giọt thiên nhất thánh thủy mà nhạc minh tùng đưa ninh tiểu xuyên trong thánh thủy dùng thần hồn của thần linh giới tính nam luyện chế ra thần dịch nếu nữ tu sĩ uống giọt thiên nhất thánh thủy này thì năng lượng thần dịch sẽ không bộc phát mà chỉ có hiệu quả tình dục vì nữ tu sĩ căn bản không thể hấp thụ thần hồn của nam thần linh nếu nam tu sĩ uống giọt thiên nhất thánh thủy này thì sẽ không có tác dụng tình dục mà sẽ có được sức mạnh của thần dịch trong thời gian ngắn bạo phát sức mạnh hơn cả trí tôn lúc trước khi giao hợp với thạch cơ yêu hậu sức mạnh của thần dịch đã tiêu hao mất một phần sáu, năm phần sáu còn lại lơ lửng trong võ đạo tâm cung của Ninh Tiểu Xuyên. Cùng với huyết dịch lưu động, sức mạnh thần dịch được vận chuyển đi khắp cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Tốc độ huyết dịch tiêu hóa thần dịch khá chậm, nhưng dù vậy cũng đã nâng tốc độ tu luyện của Ninh Tiểu Xuyên lên gấp hơn 10 lần, mỗi phút đều đang tăng lên. Ninh Tiểu Xuyên tính sơ qua, nếu luyện hóa hết được số thần dịch còn lại trong tâm cung, có lẽ sẽ đột phá được vạn cổ cảnh. Đương nhiên muốn luyện hóa hoàn toàn thần dịch không phải chuyện một sớm một chiều. Tối qua đột phá lên chân nhân cảnh tầng thứ tư chắc chắn, cũng là do đã luyện hóa thần hồn chi lực trong giọt thần dịch đó. Nếu là tu sĩ khác luyện hóa được một phần sáu giọt thần dịch đâu chỉ đột phá lên chân, nhân cảnh tầng thứ tư, thậm chí có thể độ phá vài cảnh giới. Chắc chắn nó đã bị tiêu hao ở nơi nào đó rồi. Lôi kiếp của chân nhân cảnh tầng thứ tư tuy lợi hại, nhưng vẫn không làm khó được ninh tiểu xuyên. Kiếp lôi trên trời đánh xuống suốt hai canh giờ, vô số sinh linh bị chết dưới lôi kiếp, ngay cả đại địa cũng bốc khói đen xì. Thật quá tốt rồi. Dưới sự tôi luyện của lôi kiếp, 49 thanh thần thông kiếm đều đã thăng cấp trung phẩm trí tôn khí. Ninh Tiểu Xuyên lại điều động tâm thần kiểm tra ma kiếm, nhưng không khỏi thất vọng. Ma kiếm vẫn dừng lại ở đỉnh phong trung phẩm trí tôn khí. Đành phải đợi lần lôi kiếp sau vậy. Thăng cấp từ trung phẩm lên thượng phẩm trí tôn khí thực sự quá khó. Sau này tăng từ thượng phẩm lên vương phẩm sẽ còn khó hơn nữa lên tới chân nhân cảnh tầng thứ tư ninh tiểu xuyên cảm giác nguyên thần của mình mạnh hơn không ít chân nguyên dồi dào mỗi giọt huyết dịch đều hàm chứa tinh túy võ đạo mỗi sợi tóc đều như có thần quang lưu động với cảnh giới hiện nay của hắn cho dù không dùng thứ thần huyết y cũng có thể chống lại tu sĩ chân nhân cảnh tầng thứ sáu nếu dùng tới thứ thần huyết y thì thậm chí có thể chiến đấu với chân nhân cảnh tầng thứ chín tuy chiến lực bạo tăng nhưng phía xa vẫn còn thạch cơ yêu hậu đang chờ lôi kiếp qua đi thạch cơ yêu hậu liền như u linh mỹ lệ nhanh chóng lướt tới trước mặt ninh tiểu xuyên ánh mắt lạnh băng ninh tiểu xuyên bản hậu cho ngươi cơ hội tự cung ngươi động thủ đi ninh tiểu xuyên đương nhiên không thể thỏa hiệp tiếp tục vận tiếp thần đạo kết nối với thần hồn tuế hàn vũ nhưng thần hồn tuế hàn vũ vẫn không có bất cứ phản ứng gì yêu hậu thật ra ngươi không cần phải bận tâm như vậy chỉ cần chúng ta không nói thì chẳng ai biết ninh tiểu xuyên nói hàng lông mày mảnh của thạch cơ yêu hậu dựng lên không ai biết thì có thể coi như chưa xảy ra sao Thôi được, nếu ngươi không tự động thủ thì bản hậu sẽ đích thân ra tay. Ninh Tiểu Xuyên vội lùi về sau kéo dài khoảng cách, trọng tâm dồn xuống chân, lấy tinh la kích ra chuẩn bị liều với Thạch Cơ yêu hậu. Thạch Cơ yêu hậu vốn định ra tay, đột nhiên dừng lại, nhìn về phía bên trái của Ninh Tiểu Xuyên. Có người. Ninh Tiểu Xuyên cũng nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một hồng y thiếu nữ và một bé trai tầm hai ba tuổi lững thững đi về phía này. Ninh Tiểu Xuyên, tu vi của ngươi lại tăng rồi. Tiểu Hồng phía xa đã nói lôi kiếp đã kinh động tới tiểu hồng nên lập tức tới đây tiểu hồng tay cầm một quả bích tinh chu quả cắn một miếng phát hiện còn chưa chín phì phì chua quá tiểu hồng lấy gấu áo lau miệng đưa cho bé trai phía sau bé con cho ngươi cảm ơn tiểu hồng tỉ tỉ bé trai kia nhìn rất đáng yêu nửa người bên trên mặt yếm đỏ nửa dưới mặc tã lót chân để trần theo sát tiểu hồng thạch cơ yêu hậu nhìn chăm chăm bé trai đó nụ cười của nó rất ngây thơ cầm bích tinh chu quả của tiểu hồng rồi vui vẻ ăn đúng là đến rất đúng lúc ninh tiểu xuyên lập tức tiến lại gần tiểu hồng nới khoảng cách với thạch cơ yêu hậu hắn cũng chú ý tới bé trai phía sau tiểu hồng tiểu hồng đây là con nhà ai thế không biết tiểu hồng lại lấy ra tử thiềm quả đưa cho ninh tiểu xuyên thấy hắn lắc đầu thì liền tự ăn ninh tiểu xuyên nói không biết thế nó từ đâu tới nhặt được trên đường ta thấy bé con này rất đáng yêu nên định nhận làm tiểu đệ tiểu hồng xoa xoa cái đầu tròn vo của bé trai kia rồi xoay một vòng theo động tác của tiểu hồng bé trai cũng quay người một vòng rồi ngã phịch ra đất ninh tiểu xuyên thì không vô tư như tiểu hồng ngay lần đầu tiên thấy bé trai này thất khiếu thần ma tâm đã cho hắn một tín hiệu nguy hiểm không bình thường chắc chắn là không bình thường vừa rồi hắn dùng tâm thần thăm dò bé trai kia nhưng lại chẳng phát hiện được điều gì bất thường phải biết là với sức mạnh tâm thần của ninh tiểu xuyên hiện nay cho dù là chân nhân cảnh tầng thứ 9 cũng không thể che giấu được gì trước mặt hắn. Ninh Tiểu Xuyên thận trọng nói, ngươi nhặt được ở đâu thì đưa nó về đấy đi. Cha mẹ nó không thấy nó chắc rất lo lắng. a ư ừ nhỉ. Tiểu Hồng vỗ chán, rồi nói, bé con, tỷ tỷ đưa ngươi về nhé. Ninh Tiểu Xuyên, giao nó cho bản hậu đi. Bản hậu sẽ đích thân giao nó cho cha mẹ nó. Thạch cơ yêu hậu nhìn chăm chăm bé trai kia, khóe miệng hơi nhuyến lên. Ngay cả thạch cơ yêu hậu cũng để tâm tới như vậy, Xem ra bé trai này thật không bình thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ninh Tiểu Xuyên nhạy bén nhận ra thái độ bất thường của thạch cơ yêu hậu, nói. Yêu hậu, có thể giao bé trai này cho ngươi, nhưng còn việc giữa chúng ta thì sao? Thạch cơ yêu hậu vảnh cầm lên lộ cái cổ thon gọn mà trắng nõn. Lần này bản hậu có thể tha cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải trả giá. Cái bình trí tôn vương khí này coi như bồi thường, không ý kiến gì chứ ninh tiểu xuyên không hề có ý kiến gì dù sao diệt diễm phỉ thúy bình cũng là cướp từ thanh mộc thần tử thạch cơ yêu hậu đã muốn bồi thường thì cứ bồi thường đi với thạch cơ yêu hậu mà nói việc xảy ra hôm qua đúng là sự tổn thương chưa từng có nếu không lấy thứ gì đó của ninh tiểu xuyên thì tuyệt đối không thể tha cho hắn được tiểu hồng thì không đồng ý thạch cơ yêu hậu ngươi cũng quá tham lam đấy đó là một món trí tôn vương khí dựa vào cái gì mà bồi thường cho ngươi phải nhớ lần trước nếu ninh tiểu xuyên không nhắc nhở thì ngươi đã uống nhầm Thiên Nhất Thánh thủy rồi. Ngươi có biết hậu quả nếu uống nó không? Chắc chắn là không. Ta cũng không thèm nói cho ngươi. Nhưng ngươi phải biết biết ơn, nếu không nhờ Ninh Tiểu Xuyên, ngươi uống Thiên Nhất Thanh thủy rồi thì giờ đã không còn thanh bạch, trở thành trò cười cho thiên hạ rồi. Yêu hậu một thời lại không giữ được thanh bạch, nghĩ thôi cũng thấy nực cười. Nhưng may mà có Ninh Tiểu Xuyên đã không để bi kịch đó xảy ra. Ngươi phải biết cảm kích hắn chứ. Nộ hỏa trong lòng Thạch Cơ yêu hậu vốn đã tạm áp chế được, ngay ninh tiểu xuyên cũng thở phào nhưng không ngờ tiểu hồng lại nói năng không kiêng nể gì như vậy tiểu hồng nói tuy không có ý gì nhưng mỗi câu đều như lưỡi đao sắc đâm vào tim thạch cơ yêu hậu trái tim thạch cơ yêu hậu đang dỉ máu ninh tiểu xuyên lập tức lao tới kéo tay tiểu hồng rời đi nếu để tiểu hồng nói tiếp thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng ninh tiểu xuyên tại sao không cho ta nói ta thấy thạch cơ yêu hậu thật quá đáng lấy oán báo ơn tự cho mình là đúng lòng tham không đáy Chúng ta không phải sợ, cho dù tu vi của bà ta cường đại nhưng về nguyên tắc thì chúng ta phải giấu tranh đến cùng." Tiểu Hồng siết nắm đấm. Ninh Tiểu Xuyên kéo tay Tiểu Hồng nhanh chóng rời khỏi khu vực này, thần sắc ngưng trọng. Quan trọng là giờ không phải vấn đề nguyên tắc. Nếu không xảy ra chuyện tối qua, có lẽ Thạch Cơ Yêu Hậu vẫn giữ được lý trí, sẽ không manh động giết chúng ta. Nhưng giờ thì, nếu ngươi thật sự chạm vào nỗi đau của Thạch Cơ Yêu Hậu thì sẽ sống không được mà chết cũng không xong." Tiểu Hồng cũng giật mình tối qua hai người đã có chuyện gì lẽ nào ngươi còn một giọt thiên nhất thánh thủy cho thạch cơ yêu hậu uống rồi đừng hỏi nhiều thế dù sao thì từ sau cũng tránh xa thạch cơ yêu hậu ra ta cảm thấy lần này thạch cơ yêu hậu đã bị đả kích cực lớn nếu chọc giận thạch cơ yêu hậu thì việc gì cũng có thể xảy ra đợi đến khi tu vi của chúng ta cường đại hơn đương nhiên cũng sẽ không phải sợ nữa ninh tiểu xuyên vô cùng nghiêm túc nói hắn có thể nhận ra thạch cơ yêu hậu sở dĩ nhị được sự sỉ nhục hôm qua chắc chắn có liên quan tới bé trai kia nếu không phải vì có nó ở đó thì chắc chắn thạch cơ yêu hậu sẽ không dễ dàng tha thứ cho ninh tiểu xuyên bé trai đó rốt cuộc có lai lịch thế nào tiểu hồng dường như cảm giác được ninh tiểu xuyên đã gây họa thạch cơ yêu hậu sẽ không tha cho hắn vì vậy liền nói vậy thì chúng ta nên tìm chỗ an toàn trốn đi ninh tiểu xuyên gật đầu nghĩ một lúc nói chúng ta tới thiên lao của yêu tộc thánh quốc sau khi ninh tiểu xuyên và tiểu hồng đi xa rồi nụ cười ngây thơ của bé trai kia lập tức biến mất nó cười khảy đường đường một yêu hậu lại ép một tiểu tử nhân loại tự cung bản hoàng thật tò mò rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện thú vị gì khắc khắc thạch cơ yêu hậu chắp hai tay sau lưng khí thế bức người bản hậu cũng rất tò mò đường đường thiên anh yêu hoàng tại sao lại cam lòng làm tiểu đệ của một tiểu nữ hài thiên anh yêu hoàng cười nham hiểm bản hoàng làm việc gì không đến lượt ngươi chỉ điểm thạch cơ yêu hậu cười việc của bản hậu người tốt nhất cũng đừng nhúng tay vào. Ánh mắt thiên anh yêu hoàng vô cùng sắc bén, nhìn thẳng thạch cơ yêu hậu hừ lạnh một tiếng. Thạch cơ, nghe nói ngươi đánh bại cả lôi thần, bản hoàng có phần không tin, muốn thử vài chiêu với ngươi. Không biết ngươi có dám không? Thạch cơ yêu hậu nói, bản hậu còn có việc khác cần làm, không có thời gian. Tối đó, tu vi của thạch cơ yêu hậu đã tăng lên một tầng, phải củng cố cảnh giới trước. Yêu hậu đã không dám giao thủ với bản hoàng, thì bản hoàng đành tìm tiểu tử kia luyện vài chiêu thể chất của hắn thật rất cường đại, có thể đánh bại Long Thái Nhất, cũng là nhục thân không tồi, có thể bù đắp được khuyết điểm thân thể của bản hoàng. Nếu đoạt xác hắn thì tốt rồi. Khặc khặc. Thiên Anh yêu hoàng nói. Thạch Cơ yêu hậu vốn định bỏ đi, đột nhiên dừng bước, ánh mắt lóe hàn quang. Nếu ngươi đã muốn chết thì bản hậu sẽ cho ngươi toại nguyện. Trận chiến giữa Thạch Cơ Yêu Hậu và Thiên Anh Yêu Hoàng không hề kinh tâm động phách, như lần giết địa ngô yêu hoàng. Một trận chiến ý niệm, hai vị trí tôn yêu tộc, hai sinh linh đứng trên đỉnh kim tự tháp của thiên hư đại lục họ đứng yên một chỗ không hề động đậy nhìn đối phương đầy chăm chú giống như biến thành hai bức tượng vậy ngay cả không khí cũng dừng lưu động gió không thổi khí không thông nhìn có vẻ bình yên không khói lửa nhưng nếu có người dám vào trong không gian giữa hai bọn họ thì sẽ bị một luồng sức mạnh vô hình nghiền nát chiến đấu ý niệm còn đáng sợ hơn trận chiến dùng sức mạnh đơn thuần không chỉ khảo nghiệm tu vi mà còn khảo nghiệm sức mạnh tâm thần quy tắc võ đạo lĩnh ngộ được ý chí thiên phú tự thân của tu sĩ một lúc lâu sau sắc mặt thiên anh yêu hoàng dần trở nên trắng bệch thần tình bình tĩnh dần trở nên méo mó phụt một ngụ máu tươi phun ra thiên anh yêu hoàng ngã ra đất biến thành chùm sáng tháo chạy thạch cơ không ngờ tu vi của ngươi đã tới cảnh giới cường đại như vậy bản hoàng sẽ còn quay lại khiêu chiến ngươi thiên anh yêu hoàng vô cùng không cam tâm giọng nói đầy oán độc từ xa vọng lại thạch cơ yêu hậu cũng không bận tâm lắm về lời này rời khỏi đây trở về thạch cơ yêu điện bắt đầu củng cố cảnh giới vừa đột phá tu vi đạt tới vạn cổ cảnh mỗi khi tăng lên một chút đều mất rất nhiều tài nguyên và tinh lực đột phá một cảnh giới với trí tôn mà nói đã là tiến bộ lớn lao lần trước tuy thạch cơ yêu hậu hơn lôi thần yêu hoàng một bậc nhưng lại không làm gì được hắn giờ tu vi thạch cơ yêu hậu đã tăng lên một cảnh giới nếu đối đầu lại với lôi thần yêu hoàng hắn còn muốn bỏ chạy cũng không phải dễ là người có thủ tất báo lôi thần yêu hoàng đã dám tính kế thạch cơ yêu hậu thì thạch cơ yêu hậu chắc chắn sẽ khiến lôi thần yêu hoàng phải trả giá đắt thiên lao của yêu tộc thánh quốc tạo lạc ở thế giới dưới lòng đất lơ lửng chính giữa không gian hư vô xung quanh là một màu đen kịt không khí lạnh thấu xương khiến người ta nghĩ tới địa ngục trong truyền thuyết trong không gian hư không đó là một cánh cửa đá đen sì bên trên khắc hai chữ đầy quỷ khí yêu ngục tiểu hồng có chút căng thẳng theo sau ninh tiểu xuyên nắm lấy gấu áo hắn Ninh Tiểu Xuyên, chúng ta tới thiên lao của yêu tộc Thánh Quốc làm gì? Trốn ở đây thật sự có thể thoát được sự truy sát của thạch cơ yêu hậu sao? Mục đích của Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên không chỉ đơn giản là trốn thạch cơ yêu hậu. Theo Đát Hy Công Chúa nói thì Thanh Tước Vương và Liêu bị nhốt ở đây. Ninh Tiểu Xuyên rất muốn gặp họ để hỏi một vài điều. Hai bên của cánh cửa đá là hai con sư tử lừa hai đầu, cao tới 9 m giống như được đúc từ đồng đỏ vây, toàn thân phủ đầy vảy. Con bên trái thấy Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng tới gần yêu ngục, lập tức đứng dậy. Nhân loại, yêu ngục trọng địa, không phải nơi các ngươi nên tới. Hai con sư tử này đều là thiên nhân cảnh tầng thứ 9, toàn thân đầy hỏa diệm, đôi mắt giống như hỏa lôi nhìn chăm chăm Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng. Ninh Tiểu Xuyên muốn giết chúng không hề khó. Nhưng hắn biết chấn thủ yêu ngục là một vị yêu hoàng, nếu kinh động tới thì phiền phức to. Ninh Tiểu Xuyên nói, bản vương là diệt nhân vương do đích thân thiên mộng yêu hoàng phong, mong hai vị thủ vệ sư vương tạo điều kiện. Ta chỉ muốn gặp một vị bằng hữu trong ngục, sẽ không mất nhiều thời gian. Con sư tử bên phải lạnh giọng, không có lệnh bài của yêu hoàng và yêu hậu, bất cứ ai cũng không được vào yêu ngục. Diệt nhân vương, tốt nhất người hãy mau đi đi. Đây không phải nơi người nên tới. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra hai viên nhân cấp đan, đưa cho hai con sư tử. Đây là huyết bồ đề đan, có thể tăng 200 năm tu vi, hai vị có thể thông cảm một chút không? Chúng đẩy ra, Địa ngục trọng địa, không có cái gọi là thông cảm. Nếu ngươi còn không đi, đừng trách bọn ta ra tay bắt vào trong ngục, mãi mãi không thấy lại mặt trời." Tiểu Hồng nổi giận, sắn tay áo lên. "Bọn ta muốn nể mặt mà các ngươi không cần, xem bản cô nương vặn đầu các ngươi. Các ngươi cứ thử xem, nếu dám làm vậy, bản tạo dám đảm bảo hai người chắc chắn không thể sống mà rời khỏi đây." Hai con sư tử cười chế nhạo, cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng quá ngu ngốc, dám tới yêu ngục gây chuyện, đúng là cố tình muốn chết. "Tức chết ta!" tiểu hồng trợn mắt định phun thần tức long hỏa để thiêu cháy chúng thì bị ninh tiểu xuyên ngăn lại hắn khẽ nhíu mày nhìn hai con sư tử một cái nghĩ bụng xem ra thật không thể vào được rồi phải tìm cách khác thôi ồn ào gì đấy yêu ngục trọng địa kẻ nào dám hỗn xược ở đây ngân giác yêu vương dụi mắt uể oài bước ra từ cửa yêu ngục bẩm báo ngân giác yêu vương chính là hai nhân loại này có cần bắt chúng lại không con sư tử bên trái nói nó không biết Tiểu Hồng là long nữ của thần long tộc, chỉ tưởng cũng là nhân loại. Nhân loại? Ngân Giác Yêu Vương nhìn qua thì thấy Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng, hắn khẽ giật mình. Bốp. Ngân Giác lấy sợi roi quấn quanh người quất, vào mông con sư tử kia hai cái khiến nó kêu lên thảm thiết. Đồ ngu không có mắt, lẽ nào không biết đó là Diệt Nhân Vương? Dám cãi Diệt Nhân Vương, xem ta quất chết ngươi. Bốp, bốp, bốp. Ngân Giác Yêu Vương vung roi quất hơn chục cái con sư tử bên trái kêu tha liên hồi sau đó hắn lại quất sang con sư tử còn lại mệt rồi mới thu roi về diệt nhân vương thật sự xin lỗi hai con tạo kỵ này thật thiếu quản giáo ngân giác yêu vương vô cùng nhiệt tình tới trước mặt ninh tiểu xuyên hai tay chắp lại cúi chào mặt lúc nào cũng tươi cười không sao nếu ngươi đã canh gác ở yêu ngục thì ta có việc phải phiền ngươi ninh tiểu xuyên nói ngân giác yêu vương bỗng nổi giận vỗ ngực nói thế nào lại là phiền không coi bản vương là người một nhà sao việc của ngươi cũng là việc của ngân giác ta có gì mà phiền việc gì cứ nói ninh tiểu xuyên nói thanh tước vương bằng hữu của ta bị giam trong yêu ngục ta muốn gặp một chút vẻ mặt của ngân giác yêu vương lập tức cứng đờ lộ vẻ khó xử diệt nhân vương cái này không phải huynh đệ ta không giúp mà là thực sự không giúp được thanh tước vương và liêu đều là trọng phạm cấp một thiên mộng yêu hoàng đích thân hạ lệnh giam cầm nhỡ xảy ra chuyện gì huynh đệ chúng ta đều không giữ nổi mạng ninh tiểu xuyên nói ta chỉ muốn gặp riêng họ một lúc thôi cũng không được sao ngân giác yêu vương lắc đầu quầy quậy việc này thật sự không được ninh tiểu xuyên nói ngươi và kim giác yêu vương từng thề với yêu thần đồng ý giúp ta ba việc giờ ta nghĩ xong rồi việc thứ nhất ta muốn gặp thanh tước vương ngươi tự nghĩ đi rốt cuộc có đưa ta đi gặp thanh tước vương hay chịu sự trừng phạt của yêu thần ngân giác yêu vương cắn răng ta đi thương lượng với đại ca đã hắn lập tức chạy vào trong yêu ngục tìm kim giác yêu vương ninh tiểu xuyên đứng ngoài yêu ngục đợi hai con sư tử canh gác yêu ngục dường như biến thành hai con cún ngoan ngoãn nằm dưới chân ninh tiểu xuyên không dám nói câu nào mãi lâu sau kim giác và ngân giác yêu vương đi ra ngân giác yêu vương tới trước mặt ninh tiểu xuyên hạ giọng nói ta và đại ca đã thương lượng có thể dẫn ngươi tới gặp thanh thức vương nhưng tu vi của liêu quá đáng sợ bọn ta không làm chủ được ninh tiểu xuyên cười không sao gặp được thanh tước vương là tốt rồi lần này thật sự cảm ơn hai người được kim giác và ngân giác yêu vương dẫn đường ninh tiểu xuyên và tiểu hồng thuận lợi tiến vào trong yêu ngục địa vị của kim ngân giác yêu vương không thấp trưởng quản ngục tốt thiên địa nhân tam ngục có thể nói là hai chúa tể của yêu ngục lão tổ tông của họ chính là ngục chủ yêu ngục bát giác yêu hoàng tới tầng dưới cùng thiên lao kim giác yêu vương ấn lên chỗ lõm trên cánh cửa đá trận pháp trên cửa lập tức mở ra Hắn nói nhỏ: "Thanh Tước Vương bị giam bên trong, ngươi phải tranh thủ thời gian, gặp nhanh, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Nếu bị lão tổ tông phát hiện thì ta và Ngân Giác toi đời." Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, đi vào trong. Kim Giác yêu vương lập tức đóng cửa lại, thở ra một hơi dài, nhìn tiểu hồng cách đó không xa. Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Tước Vương rốt cuộc có quan hệ gì? Sao lại mạo hiểm như vậy chỉ để gặp một lần? Ngân Giác yêu vương cũng rất tò mò nhìn tiểu hồng. Ánh mắt tiểu hồng lóe tiêu ý ngoắc ngoắc tay với kim ngân giác yêu vương hai người lập tức ghé tay lại tiểu hồng nói nhỏ vài câu kim ngân giác yêu vương nghe xong bỗng hiểu ra gật gù gật gù kim giác yêu vương lộ vẻ khó tin thì ra là vậy ta hiểu rồi ngân giác yêu vương nhìn cánh cửa đá ánh mắt đầy thâm ý chẳng trách mà hắn lại kiên quyết muốn gặp riêng thanh tước vương thì ra là vậy thanh tước vương ngồi chính giữa ngọc thạch đài hình tròn đường kính mười trượng nhắm mắt tu luyện cảm giác có người vào lập tức mở mắt Thấy Ninh Tiểu Xuyên đứng bên cạnh Ngọc Thạch Đài, nàng hơi ngạc nhiên, đứng dậy nói. Không ngờ gặp được ngươi ở đây. Ninh Tiểu Xuyên đưa tay ra, nhưng một quần sáng trắng trên Thạch Đài sáng lên chặn hắn lại. Vô ích thôi, đây là Ngọc Thạch Đài do thiên mộng yêu hoàng dùng thứ thần quy tắc tạo nên, chỉ có thứ thần khí mới có thể phá vỡ. Thanh tước vương nhàn nhạt nói. Ninh Tiểu Xuyên thu tay về, màn sáng quanh Ngọc Thạch Đài lập tức biến mất. Hắn hỏi, ngươi và Liêu Rốt của có thân phận thế nào? tại sao thiên mộng yêu hoàng lại giam các ngươi ở đây thiên mộng yêu hoàng cường thế đến mức dám hạ sát thủ với cả phượng hoàng tại sao lại không giết thanh tước vương và liêu thanh tước vương trầm tư với tu vi hiện nay của ngươi có những việc cũng có thể cho ngươi biết rồi ninh tiểu xuyên ngươi biết đại diêm không ninh tiểu xuyên khẽ gật đầu có nghe nói thế giới chúng ta đang có mặt đây chính là đại diêm thanh tước vương nói đại diêm có tất cả bốn mươi chín đại lục phân bố trong hải vực mênh mông thiên hư đại lục chỉ là một trong số đó. Thế giới này lại rộng lớn vậy sao? Tuy Ninh Tiểu Xuyên biết đại diêm không thể chỉ có một đại lục, nhưng biết được có tới 49 đại lục giống thiên hư đại lục, thì Ninh Tiểu Xuyên vẫn rất kinh ngạc. Thiên hư đại lục bao la mênh mông không thấy biên giới, hàng nghìn tỷ sinh linh, trăm tộc tề tự, ngay riêng Bắc Cương của thiên hư đại lục cũng đã vô cùng rộng lớn rồi. Còn tới 9 phần 10 địa vực của Bắc Cương, mà ngay cả Ninh Tiểu Xuyên chưa từng đi qua. Rất rộng lớn sao? Thanh Tước Vương lắc lắc đầu, trong cả vũ trụ này đại diêm chỉ có thể coi là một hạt cát trong biển lớn bên ngoài đại diêm là bầu trời sao vô tận trong bầu trời sao có hàng nghìn tỷ tinh cầu còn có một số đại thế giới tiểu thế giới vị diện độc lập giống như đại diêm trong mắt sinh linh ở ngoại giới đại diêm thật ra là một thế giới hoàn toàn khép kín tách biệt với thế giới không tiếp xúc được với văn minh và sinh linh ngoại giới thế giới hoàn toàn khép kín là thế nào ninh tiểu xuyên hỏi thanh tước vương nói Ngươi có biết trận chiến phong thần thời thượng cổ không? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Thanh Tước Vương nói, cả 49 đại lục trong đại diêm, và hải vực vô tận chính là chiến trường của trận đại chiến phong thần thời thượng cổ. Hoặc có thể nói đại diêm chính là trận pháp tạo thần do thần vương chúa tể của văn minh thần hà tạo ra, có tên là đại diêm trận pháp. Sinh linh trong đại diêm các ngươi chẳng qua chỉ là thần chủng trong trận pháp. Cho dù khả năng tiếp nhận của Ninh Tiểu Xuyên rất tốt, nhưng cũng không thể tiêu hóa được những gì Thanh Tước Vương vừa nói. Cả đại diêm này lại chỉ là trận pháp của một vị chúa tể vô thượng trong vũ trụ bày ra, trận pháp tạo thần, bao gồm cả con người, yêu tộc, vô số sinh linh lại chỉ là thần linh trùng tử trong trận pháp. Ninh Tiểu Xuyên đầy một bụng nghi vấn, "Đợi đã, đại chiến phong thần thời thượng cổ là thế nào? Văn minh thần hà là văn minh gì? Sao đại diêm có thể chỉ là một tạo thần trận pháp? Sinh linh sống trong đại diêm là gì? Súc sinh do chư thần nuôi hay sao?" Thanh Tước Vương nói, Văn Minh Thần Hà là một dòng sông được tạo nên từ hàng nghìn tỷ tinh cầu, thuộc bát phẩm Văn Minh, cũng chính là cửu thiên thần giới mà các ngươi nói, thống trị của vũ trụ. Ngươi đứng trong Thiên Hư Đại Lục, chỉ cần ngẩng lên là có thể thấy Văn Minh Thần Hà. Nhưng Văn Minh Thần Hà lại cách ngươi không biết bao nhiêu trăm triệu dặm, xa đến mức phàm nhân không thể tưởng tượng được. Còn ngươi nói sinh linh trong đại diêm là gì? Nếu tu luyện được thành thần thì có thể thoát khỏi bức màn thế giới, vào Văn Minh Thần Hà, ngang hàng với chư thần. Nếu không tu luyện được thành thần, không sai chẳng khác gì với súc sinh nuôi trong chuồng ninh tiểu xuyên nhắm mắt lại tiêu hóa hết những gì thanh tước vương nói rồi hỏi ngươi và liêu chính là đến từ văn minh thần hà thanh tước vương gật đầu về lý thuyết sinh linh trong đại diêm không thể ra ngoài sinh linh bên ngoài cũng không thể vào trong nhưng chỉ cần trả giá một chút dùng biện pháp đặc biệt cũng có thể vào thế giới đại diêm chỉ là tu vi tự thân sẽ bị thế giới chi lực của đại diêm áp chế sinh linh có tu vi càng cao, vào trong đại diêm sẽ càng phải trả giá đắt hơn. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, tại sao các ngươi cần tới đại diêm? Thanh Tước Vương nhìn chăm chăm Ninh Tiểu Xuyên một lúc, nói, vừa rồi ta đã nói, đại diêm là tạo thần trận pháp trong vũ trụ. Chỉ cần vào chu kỳ tạo thần, tỷ lệ tu luyện thành thần sẽ cao hơn, trăm lần so với tu luyện ở nơi khác trong vũ trụ. Cho dù văn minh thần hà đồi rào tài nguyên cũng không thể bằng đại diêm. Một vạn năm trước, đại diêm đã bước vào chu kỳ tạo thần tiếp theo, Trái tim Ninh Tiểu Xuyên tim khẽ run lên. Vì thế Thiên Đế thành thần, Thanh Tước Vương gật đầu. Thiên Đế tu luyện thành thần thực sự đã đánh dấu đại diêm bước, vào chu kỳ tạo thần tiếp theo, cũng cho thấy đại chiến phong thần lần tiếp theo sắp tới. Hơn nữa, không chỉ là sự tranh đấu giữa nội bộ đại diêm, mà còn là giữa các đại thế lực ở Văn Minh Thần Hà." Ninh Tiểu Xuyên nói, "Các đại thế lực của Văn Minh Thần Hà cũng tới. Đương nhiên, dù sao chu kỳ tạo thần lần này cũng sẽ có rất nhiều thần được sinh ra." nhưng số lượng thần mới có hạn các đại thế lực đương nhiên phải toàn lực tranh giành cơ hội thậm chí còn phái lớp trẻ của văn minh thần hà vào đại diêm tranh giành cơ hội thành thần thanh tước vương nói ninh tiểu xuyên nói cho dù các đại thế lực trong văn minh thần hà có vào đại diêm thì cũng không có bất cứ ưu điểm nào họ phải áp chế thế giới chi lực trong đại diêm thanh tước vương nói ngươi nhầm rồi một khi đại chiến phong thần nổ ra thế giới chi lực trong đại diêm sẽ không áp chế tu sĩ bên ngoài Thiên tài Văn Minh thần hà phần lớn là con cháu thần linh, huyết mạch cường đại, thể chất siêu phàm, thiên tài ở Đại Diêm căn bản không phải đối thủ của chúng. Cũng vì lý do này cho nên Thiên Đình quản lý Đại Diêm mới xây dựng Thần Chữ Cung, Thiên Đình học viện để tăng cường tính cạnh tranh giữa các thiên tài ở Đại Diêm, chuẩn bị sẵn sàng cho việc thành thần sau này. Thực tế các đại lục ở Đại Diêm đã nổ ra các trận chiến tranh đoạt tài nguyên trước đại chiến phong thần từ lâu rồi. Cho dù là Thiên Mộng Yêu Hoàng sau lưng bà ta cũng có bóng dáng của một vị nào đó ở văn minh thần hà đây chính là căn nguyên của mọi hỗn loạn trận hỗn loạn này còn có thể ảnh hưởng rộng hơn nữa ninh tiểu xuyên nói ta hiểu rồi thiên mộc yêu hoàng hạ lệnh đổ sát nhân tộc không chỉ để tích lũy huyết khí tạo thứ thần nhục thân mà còn để dọn dẹp thần linh chủng tử chỉ cần nhân tộc diệt chủng thì sẽ không thể cạnh tranh thành thần với yêu tộc thanh tước vương nói ninh tiểu xuyên ngươi phải hiểu trong mắt thần linh con người và yêu tộc chẳng khác gì nhau Quan trọng là ngươi quy thuận ai. Vì thế ngươi đầu hàng Thiên Mộng Yêu Hoàng thì bà ta mới nhận ngươi được. Nhưng ngươi là một con người, bà ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi dễ dàng. Bà ta sẽ có thủ đoạn để khuất phục ngươi, khiến ngươi hoàn toàn đối lập với nhân tộc. Chẳng ai có thể khuất phục ý chí của ta hết." Tín niệm của Ninh Tiểu Xuyên vô cùng kiên định, nói, "Thanh Tước Vương, ta phải làm sao mới cứu được các ngươi?" Thanh Tước Vương lắc đầu, "Cả Thiên hư đại lục không ai có thể cứu được bọn ta." nếu ngươi thật muốn giúp bọn ta thì có hai cách hai cách gì ninh tiểu xuyên hỏi thanh tước vương nói tại cực nam xa xôi của thiên hư đại lục có một hòn nhu di quy đảo trên đó có một con rùa trường sinh nếu ngươi tìm được nó có lẽ có thể cứu được ta nhưng theo trưởng bối trong tộc nói thì con rùa trường sinh đó đã rất nhiều tuổi có thể đã không thể trường sinh nữa rất có thể đã chết rồi ninh tiểu xuyên lại nói cách thứ hai thì sao thanh tước vương nói vào phong thần động phủ tìm một món thứ thần khí của thanh loan tộc lưu ly thiên tinh chỉ cần đeo lưu ly thiên tinh lên người là có thể chống lại sự áp chế của đại diêm hồi phục chiến lực nếu tu vi của liêu thúc hồi phục được thì có thể chiến với thiên mộng yêu hoàng nhưng ta và liêu thúc đã tới phong thần động phủ mấy lần vậy mà vẫn không tìm được lưu ly thiên tinh ninh tiểu xuyên nói miêu tả hình dạng và đặc tính của lưu ly thiên tinh đi ta sẽ đi tìm cho các ngươi ta đang chuẩn bị vào phong thần động phủ một lần có thể vận khí của ta tốt hơn lại tìm được. Thanh Tước Vương nói, ta truyền cho ngươi một câu khẩu quyết. Chỉ cần lưu ly thiên tinh nằm trong phạm vi nghìn dặm quanh ngươi, ngươi đọc khẩu quyết là nó sẽ phát ra dao động. Thanh Tước Vương truyền khẩu quyết cho Ninh Tiểu Xuyên nhìn hắn một lúc, nói, Ninh Tiểu Xuyên, không biết sư tôn của ngươi có nhắc nhở ngươi không? Ngươi có một kẻ địch trời định. Theo ta suy đoán, kẻ đó rất nhanh sẽ tới đại diêm thôi. Giữa hai người chắc chắn sẽ có một người phải chết. Ninh Tiểu Xuyên đã ra tới cửa đá, nghe vậy liền hỏi ngươi cũng biết kẻ địch trời định của ta đó là ai rốt cuộc có liên quan gì tới diệt thế đạo của bọn ta khi người đó tìm tới thì tự nhiên ngươi sẽ biết thôi thanh tước vương vươn vai dụi mắt không xong rồi buồn ngủ quá phải đi ngủ đã nói rồi thanh tước vương nằm ra ngọc thạch đài rất thoải mái ninh tiểu xuyên lắc đầu cười khổ cũng chỉ có tham ngủ mới có thể ngủ ngon lành như vậy trong thiên lao sau khi ra khỏi cửa cánh cửa đá lại đóng chặt lại kim ngân giác yêu vương thấy ninh tiểu xuyên đi ra họ đều ngạc nhiên ninh tiểu xuyên ngươi cũng quá nhanh đấy cái gì không không có gì chỉ cảm thấy ngươi rất nhanh kim giác yêu vương cười thâm ý ninh tiểu xuyên cảm thấy có gì đó là lạ nhưng cũng không bận tâm nữa chuẩn bị rời khỏi yêu ngục tin tức biết được từ thanh tước vương thật sự rất chấn động nếu tất cả những gì thanh tước vương nói là sự thực thì sau này hắn và sinh linh thiên hư đại lục sẽ phải đối mặt với kẻ địch đáng sợ hơn phải chuẩn bị sẵn sàng mới được đột nhiên tim ninh tiểu xuyên khẽ run lên dừng bên ngoài một cánh cửa đá trong này nhốt ai vừa rồi ninh tiểu xuyên cảm nhận được một luồng dao động quen thuộc từ trong cánh cửa đá đó kim giác yêu vương nói cũng là tội phạm do đích thân thiên mộng yêu hoàng nhốt nghe nói là đại đệ tử của thiên đế lão già đó kiên cường lắm bảo hắn quy thuận yêu tộc hắn sống chết không chịu thiên mộng yêu hoàng đại nhân không muốn đắc tội thiên đế nên tạm thời không giết hắn Đại đệ tử của thiên đế, đó không phải chính là thủy tổ của thiên đế Sơn, thất huyền đạo nhân hay sao? Trong trận chiến ở Quang Minh Thánh Thổ, thất huyền đạo nhân, đàn càn hòa thượng, phượng hoàng cùng mất tích. Theo cảm chi của Ninh Tiểu Xuyên với khí tức của thiên đế nhận, thì đàn càn hòa thượng đã trốn về Tây Phương. Bản lĩnh chạy tháo mạng của tên hòa thượng đó quả thật là nhất đẳng rồi. Không ngờ thất huyền đạo nhân lại bị giam trong thiên lao của yêu tộc Thánh Quốc. Còn Phượng Hoàng thì đi đâu rồi? Ninh Tiểu Xuyên nói. Kim Giác, Ngươi mở cửa, ta muốn gặp vị tiền bối đó. Chỉ là một lão đạo, có gì đáng gặp chứ? Tuy nói vậy nhưng Kim Giác Yêu Vương vẫn mở cửa. Tiểu Hồng theo sau Ninh Tiểu Xuyên vào trong cánh cửa, quả nhiên thấy Thất Huyền đạo nhân bị nhốt ở chính giữa một cái ngọc thạch đài tròn. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi tới rồi. Lão đạo ở giữa ngọc thạch đài chậm rãi mở mắt, nở nụ cười hiền hòa. Ninh Tiểu Xuyên nói, vừa rồi là thủy tổ cố ý truyền thần niệm để dẫn vãn bối tới đây thất huyền đạo nhân khẽ gật đầu giống như một vị thần tiên phong đạo cốt ngồi giữa ngọc thạch đài tâm cảnh bình tĩnh ánh mắt sâu xa không giống như một tội đồ đang bị giam cầm mà như đang bế quan ngộ đạo ninh tiểu xuyên nói nhưng đáng tiếng tu vi của vãn bối quá yếu không thể cứu thủy tổ ra khỏi đây thất huyền đạo nhân vui vẻ nói không cần phải bận tâm nhiều bị giam cầm ở đây ngược lại có thể khiến tâm tĩnh tại lĩnh ngộ đại pháp ninh tiểu xuyên lão hủ đã nghe linh hư nhắc tới ngươi nó nói ngươi là thiên kiêu kiệt xuất nhất sau thiên đế. Khi ở Thiên Đế Sơn nó từng cực lực tiến cử ngươi, muốn lão hủ nhận ngươi làm đệ tử thân truyền." Ninh Tiểu Xuyên nói, "Không ngờ tại hạ lại nhận được sự coi trọng của Tuyết cô nương như vậy. Chỉ đáng tiếng ta đã khiến cô nương và thủy tổ thất vọng. Giờ ta đã không còn là đệ tử Thiên Đế Sơn nữa mà là Diệt Nhân Vương dưới trướng của Thiên Mộng Yêu Hoàng." Thất Huyền đạo nhân cười, lắc đầu nói, giống như có thể nhìn thấu Ninh Tiểu Xuyên lão hủ đã sống một vạn bảy trăm sáu mươi năm đã thấy vô số người rồi tuyệt đối không nhìn nhầm ngươi chọn đi theo yêu tộc chắc chắn có lý do riêng quyết định được như vậy cho thấy ngươi là người có thể chịu được sự chửi bới nhục mạ của người đời cho dù có trở thành trung tâm của sự chỉ trích kẻ địch của cả thế gian thì ngươi vẫn có thể ung dung đối mặt điều này ai có thể sánh được ninh tiểu xuyên nói có lẽ thủy tổ hiểu nhầm rồi vãn bối thật sự đi theo thiên mộng yêu hoàng không có bất cứ ý đồ gì khác với yêu tộc nếu nhân tộc có người chửi ta đương nhiên ta sẽ khiến hắn tan thành trăm mảnh căn bản không thể nào ung dung đối mặt thất huyền đạo nhân nói nếu tất cả người trong thiên hạ đều chửi ngươi thậm chí tấn công bằng hữu và người thân của ngươi lẽ nào ngươi sẽ giết hết thiên hạ ninh tiểu xuyên trầm mặc một lúc nói đã tới nước này rồi thì ta sẽ không quay lại nữa thủy tổ vãn bối cáo từ thất huyền đạo nhân nhìn bóng lưng ninh tiểu xuyên kiên nghị bước đi nói ninh tiểu xuyên con đường trí tôn luôn gian khổ, bước qua bao nhiêu xương trắng. Nhưng những khó khăn, những lời nhục mạ ngươi đang gặp phải đều đang rèn luyện tâm tính cho ngươi, khiến ngươi có khả năng thấu hiểu triệt để ý nghĩa của trí tôn hơn người khác. Trí tôn, không phải là sự cường đại của sức mạnh, mà là của nội tâm, kiên định không lay chuyển. Ninh Tiểu Xuyên không hề quay đầu lại, vẫn kiên quyết đi ra khỏi cửa. Ngốc ngách, ngốc ngách. Đây là con đường khiến mọi người trở mặt, người thân rời xa. Ngươi muốn dành sự sống cho nhân tộc thiên hạ, nhưng người trong thiên hạ có hiểu cho ngươi không thất huyền đạo nhân lắc đầu thở dài rồi nhắm mắt lại ninh tiểu xuyên ta thấy lão đạo đó nói có lý chúng ta về nhân tộc có lẽ sẽ bị chửi chết còn cả thiến thiến hình nhi có lẽ bọn họ sẽ thất vọng và đau khổ lắm khi có tình nhân và ca ca là phản đồ như ngươi tiểu hồng đuổi theo phía sau ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên đi rất nhanh ra khỏi yêu tộc tiểu hồng nói tiếp đương nhiên ta vẫn luôn hiểu ngươi dù gì những truyền nhân và trưởng giáo thánh thổ ở trung thổ cũng quá đáng, bị ổi, ức hiếp người quá mức. Nếu là ta cũng sẽ chọn đi theo yêu tộc. Đừng nói nữa. Ninh Tiểu Xuyên nhắm mắt, trầm giọng nói. Tiểu Hồng lập tức ngậm miệng, Ninh Tiểu Xuyên chưa từng hung dữ như vậy với nàng. Mãi lâu sau, Ninh Tiểu Xuyên mới nói. Tiểu Hồng, ngươi không phải nhân loại, cũng không phải yêu tộc, thậm chí không có cha mẹ và người thân, có những thứ không thể giải thích rõ với ngươi được. Tiểu Hồng thấy Ninh Tiểu Xuyên không ổn, cẩn thận tiến lại nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay ninh tiểu xuyên đôi mắt trong veo nhìn ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên ngươi yên tâm cho dù ngươi có bị tất cả mọi người quay lưng lại bị tất cả chỉ trích thì ta cũng sẽ ở bên ngươi ta biết ngươi chưa bao giờ thay đổi mà ninh tiểu xuyên nhìn tiểu hồng ánh mắt dần dịu lại khẽ xoay đầu tiểu hồng đi thôi chúng ta còn có việc quan trọng hơn phải làm vừa về diệt nhân vương động phủ ly vẫn yêu thị của thiên mộng yêu hoàng liền khí thế hung hăng tới nói Diệt nhân vương, ngươi vừa tới yêu ngục. Ly vẫn yêu thị lơ lửng phía trên động phủ, mái tóc dài xóa ra, yêu khí lưu động quanh thân người, tỏa ra khí thế vô cùng cường đại, nắm giữ toàn bộ không gian diệt nhân vương động phủ. Những nô bộc trong động phủ đều sợ đến quỷ mọc dưới đất, có cảm giác như đại nạn đang tới. Hắn dám lén lút tới yêu ngục, chết chắc, chết chắc rồi. Chúng ta đều bị hắn hại chết rồi. Kỷ Việt quỳ dưới đất, toàn thân mồ hôi tuôn như mưa, run cầm cập, ninh tiểu xuyên ngồi bên huyết hà mà không có thấy bất ngờ chút nào với tu vi của thiên mộng yêu hoàng đương nhiên có thể cảm chi được nhất cử nhất động của hắn ninh tiểu xuyên chấn tĩnh như không đúng vậy đúng là ta đã tới yêu ngục ly vẫn yêu thị lạnh giọng to gan yêu ngục trọng địa là nơi ngươi được tới sao giờ ta là thuộc hạ của thiên mộng yêu hoàng tới yêu ngục gặp bằng hữu nói chuyện xưa lẽ nào là sai ninh tiểu xuyên nói ly vẫn yêu thị vung tay trên hư không hiện ra một tấm gương tròn trên đó là cảnh ninh tiểu xuyên và thanh tước vương gặp nhau lại còn muốn cứu trọng phạm của yêu tộc gan ngươi thật không nhỏ ly vẫn yêu thị bùng phát sát khí hàn khí bắn ra từ hai mắt ninh tiểu xuyên đáp là bằng hữu gặp nàng ta trong thiên lao nói lời như vậy an ủi để nàng ta có hy vọng thoát khỏi thiên lao cũng sai sao ta vốn không ra tay cứu họ nhưng ngươi lại định tội đó cho ta cách làm ngu muội như vậy rốt cuộc là ý của ngươi hay của thiên mộng yêu hoàng đại nhân vĩ đại ngươi muốn chết Ly vẫn yêu thị phẫn nộ, bàn tay thành móng vuốt sắc nhọn, bề mặt da mọc một lớp vảy dày đặc. Ngay cả yêu hoàng, yêu hậu cũng không dám nói kiểu đó với nàng ta, tiểu tử nhân loại này là cái thá gì. Ly vẫn yêu thị định ra tay giết ninh tiểu xuyên, thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng của thiên mộng yêu hoàng. Rồi Ly vẫn yêu thị có phần không cam tâm nhìn ninh tiểu xuyên, lớp vảy trên tay biến mất, lạnh giọng nói. Lần này coi như người vận khí tốt. Thiên mộng yêu hoàng đại nhân bảo ngươi tới yêu điện, Ninh Tiểu Xuyên thầm thở phào, cửa ải này coi như đã qua được rồi. Ninh Tiểu Xuyên và Ly vẫn yêu thị lập tức tới yêu điện của thiên mộng yêu hoàng. Đứng bên ngoài yêu điện, một người một yêu cùng cúi người. Thuộc hạ bái kiến thiên mộng yêu hoàng đại nhân. Vào đi. Giọng thiên mộng yêu hoàng từ bên trong vọng ra. Ninh Tiểu Xuyên và Ly vẫn yêu thị bước vào trong yêu điện. Chỉ thấy thiên mộng yêu hoàng ngồi phía trên, không gian xung quanh là một vùng hỗn độn, tạo cảm giác như thiên mộng yêu hoàng đang ngồi trong vũ trụ. Cách Ninh Tiểu Xuyên và Ly vẫn rất xa xôi đó chính ảo giác mà chỉ những người ở trình độ huyền diệu trong huyền diệu mới tạo ra được giống như phàm nhân gặp thần linh cho dù thần linh đứng ngay trước mặt thì hắn cũng cảm thấy thần linh ở xa tít tắp không thể tới gần bất luận là thạch cơ yêu hậu hay thất huyền đạo nhân thua kém thiên mộng yêu hoàng không chỉ một hai bước mà là cả mười vạn tám nghìn dặm cho dù họ có cường đại tới mức nào thì vẫn dừng lại ở tầng thứ phàm nhân còn thiên mộng yêu hoàng thì đã bước lên mức thần linh rồi thiên mộng yêu hoàng nói sau lần thảo phạt gần đây cả Bắc Cương biến mất gần hết các nền văn minh nhân loại. Tiếp theo, các vị yêu hoàng, yêu hậu sẽ tập trung gặp đại quân yêu thu ở Bắc Cương để đi thảo phát trung thổ. Chỉ cần giết hết được nhân loại ở trung thổ, thì cả thiên hư đại lục sẽ là lãnh địa của yêu tộc. Giờ giữa Bắc Cương và trung thổ chỉ còn một tòa thánh thổ duy nhất là cửu thiên cát. Ninh Tiểu Xuyên, bản hoàng muốn phát ngươi đi thảo phạt cửu thiên cát, bắt buộc phải giết hết tu sĩ cửu thiên cát. Đồng thời còn phải áp giải toàn bộ nhân loại được cửu thiên các quản lý, Tới đại mộng trạch làm tế phẩm hiến tế yêu thần. Đây là nhiệm vụ đầu tiên bản hoàng giao cho ngươi, ngươi có thể hoàn thành không? Ly vẫn yêu thị cười khẩy, nàng ta không tin Ninh Tiểu Xuyên lại dám làm trái lệnh thiên mộng yêu hoàng. Chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên dẫn đại quân yêu thú công phá Cửu Thiên cát, áp giải hàng tỷ người dưới sự quản lý của Cửu Thiên Các làm tế phẩm cho yêu thần, thì nghĩa là Ninh Tiểu Xuyên sẽ hoàn toàn đối lập với nhân tộc, trở thành tội nhân của nhân tộc, bất cứ ai cũng sẽ coi hắn là kẻ thù. Cho dù trước kia hắn theo yêu tộc là giả thì sau này cũng buộc phải ở lại yêu tộc ngoan ngoãn làm việc cho yêu tộc vì ở nhân tộc đã không còn chỗ đứng cho hắn nữa rồi ninh tiểu xuyên nói thuộc hạ cho rằng việc này không thỏa đáng ly vẫn yêu thị đợi chính là câu này của ninh tiểu xuyên nàng ta liền nói to gan ninh tiểu xuyên ngay cả thiên mộng yêu hoàng đại nhân ngươi cũng dám nghi ngờ lẽ nào ngươi muốn làm trái lệnh yêu hoàng đại nhân ninh tiểu xuyên gườm gườm nhìn ly vẫn ngu ngốc ly vẫn yêu thị nổi điên lập tức định ra tay chém ninh tiểu xuyên thành trăm mảnh nàng ta vẫn luôn thấy ninh tiểu xuyên trứng mắt nếu không phải thiên mộng yêu hoàng giữ lại mạng cho hắn thì nàng ta đã ngấm ngầm giết hắn rồi ly vẫn ngươi lui xuống để hắn nói thiên mộng yêu hoàng nói vâng ly vẫn yêu thị thu tay về nghiến răng chừng mắt nhìn ninh tiểu xuyên lùi sang một bên yêu điện ninh tiểu xuyên hiên ngang đứng giữa yêu điện bình tĩnh nói trước tiên chúng ta nên phân tích cục diện của thiên hạ hiện nay trước khi thiên mộng yêu hoàng chưa thức tỉnh Nhân tộc và yêu tộc ở Thiên Hư Đại Lục hai bên không ai mạnh hơn ai, luôn ở thế cân bằng. ở Bắc Cương, Nam Man, Đông Di đúng là yêu tộc rất mạnh, nhân tộc chỉ có thể sống trong một phạm vi rất nhỏ, căn bản không thể đấu lại yêu tộc. Vùng lãnh thổ mà các đại thánh thổ nhân tộc chiếm lĩnh chiếm chưa tới một phần trăm của yêu tộc, đương nhiên không thể đọ nổi với yêu tộc. Nhưng Trung thổ và Tây Phương thì khác, ở đó nhân tộc mới là chúa tể tuyệt đối. Sinh linh yêu tộc mà dám ngông nghênh ở Trung thổ thì chỉ có chết yêu tộc dám tới Tây Phương làm loạn, cho dù là yêu hoàng, cũng rất nhanh sẽ bị các vị cao tăng đắc đạo của Tây Phương chấn áp, trở thành linh thú hộ miếu của tòa thánh miếu nào đó. Nếu đại quân yêu thú cho rằng, có thể công phá trung thổ giống như Bắc Cương thì nhầm to, chắc chắn sẽ tổn thất nghiêm trọng, chưa biết chừng còn đại bại mà trở về. Ly vẫn yêu thị hừ mũi, cười khẩy, hoang đường. Trung thổ chỉ cũng chỉ có ngũ đại thế giới chi chủ là, còn có thể coi là những cường giả hàng đầu, bát đại yêu hoàng và cửu đại yêu hậu có thể dễ dàng giết chết ngũ đại thế giới chi chủ. Văn bản không cần thiên mộng yêu hoàng phải đích thân ra tay thì trung thổ đã thất bại. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Ly Vẫn Yêu Thị giống như nhìn một kẻ ngốc, nói. Người tưởng chỉ có 5 vị thế giới chi chủ mới là trí tôn sao? Lẽ nào không phải? Ngu xuẩn. Tại những nơi ở Bắc Cương mà yêu tộc nắm giữ, mà còn xuất hiện thất huyền đạo nhân và đế phi, là hai vị cường giả nhân tộc bậc trí tôn. Huống hồ là trung thổ, nơi căn cơ nhân tộc thâm hậu hơn, trung thổ có hàng trăm thánh thổ không hề thua kém thiên đế sơn cho dù mỗi người thánh thổ mới có được một vị trí tôn thì cũng có rất nhiều trí tôn rồi huống hồ trung thổ còn có tam đại thánh giáo và một số ẩn thế tông môn từ thời viễn cổ cường đại hơn nữa cộng thêm vài vị sứ giả do thiên đình phái xuống ngươi không thể tưởng tượng được sự lớn mạnh của nhân tộc đâu nếu tùy tiện dẫn đại quân yêu thú đi cho dù có thắng thì cũng là thắng trong thê thảm có lẽ số yêu tộc còn sống sẽ không nhiều Ninh Tiểu Xuyên biết thiên mộng yêu hoàng không chỉ muốn tiêu diệt nhân tộc, mà còn muốn yêu tộc cường thịnh hơn, chỉ như vậy yêu tộc mới sinh ra nhiều thần chữ hơn, để có thể trở thành thần sau này. Vì thế, nếu cố miễn cưỡng tấn công trung thổ mà đại quân yêu thú tổn thất nghiêm trọng, thì chắc chắn thiên mộng yêu hoàng sẽ phải suy nghĩ lời của hắn. Thiên mộng yêu hoàng trầm mặc một lúc, nói, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi nói cũng có vài phần có lý. Giờ ta hỏi ngươi, nếu đã không thể cưỡng chế tấn công, thì phải làm thế nào để đại quân yêu thú tổn thất ít nhất? Ninh Tiểu Xuyên nói, ưu thế của yêu tộc là thiên mộng yêu hoàng đại nhân. Thiên mộng yêu hoàng đứng dậy khỏi hoàng vị, tả váy kéo dài dưới đất, hai tay chắp sau lưng, nói, với tu vi của ta hiện nay, muốn giết trí tôn dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu trí tôn muốn trốn chạy, dùng trí tôn hoàng khí ẩn giấu khí tức, ta muốn tìm được hết cũng không phải dễ. Ninh Tiểu Xuyên nói, muốn tiêu diệt nhân tộc thì phải tiêu diệt tín niệm của họ trước. Hai nơi trí cao vô thượng của nhân tộc ở thiên hư đại lục là, thần chữ cung và thiên hư đại lục chân nhân công hội. Chỉ cần san bằng được hai nơi này, đó chính là sự đả kích trí mạng tới nhân tộc. Các đại thánh thổ nhân tộc sẽ trở nên rời rạc. Lúc đó, chỉ cần đại quân yêu tộc tới thì trung thổ sẽ, như đổ trong túi của yêu tộc mà thôi. Ly vẫn yêu thị lạnh giọng chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như ngươi vừa nói, nhân tộc có rất nhiều nhân vật trí tôn vạn cổ cảnh, nếu thiên mộng yêu hoàng mạo hiểm, tới thần chữ cung và thiên hư đại lục chân nhân công hội, vạn nhất chúng bẫy nhân tộc thì sao? Ninh Tiểu Xuyên cười khẩy. Với thực lực hiện nay của thiên mộng yêu hoàng đại nhân, cho dù tất cả trí tôn của nhân tộc ra tay, thì cũng không phải đối thủ của thiên mộng yêu hoàng đại nhân. Nếu chúng thật sự tụ lại một chỗ không phải sẽ càng tốt, có thể một mẻ lưới tóm gọn tất cả hay sao? Cái này, Ly vẫn yêu thị không thể phản bác được, vì Ninh Tiểu Xuyên nói đúng. Huyễn cấu yêu thị, và kỳ sát yêu thị đứng hai bên thiên mộng yêu hoàng đều nhìn Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng. Diệt Nhân Vương đối với nhân tộc cũng thật ác, chủng tộc của mình mà cũng có thể ra tay tàn độc như vậy. Nếu Thần Chữ Cung và Thiên Hư Đại Lục chân nhân công hội thực sự bị hủy diệt, thì nhân tộc sẽ mất đi hoàn toàn đại thế. Thiên Mộng yêu hoàng nhìn Ninh Tiểu xuyên chăm chăm, nói: Được, cứ làm theo cách của ngươi. Ba ngày sau, ngươi đích thân cùng bản hoàng tới Thần Chữ Cung, bản hoàng đã muốn gặp vị thần nông sứ giả mà Thiên Đình phái tới kia từ lâu rồi. Các ngươi lui ra hết đi, trở về Diệt Nhân Vương động phủ. Ninh Tiểu xuyên trầm tư không nói lần này là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất để trừ bỏ thiên mộng yêu hoàng. Nếu còn kéo dài nữa, thì thiên mộng yêu hoàng sẽ ngưng tụ được thứ thần thể tầng thứ hai. Khi đó, có lẽ nhân tộc sẽ không có bất cứ cơ hội nào nữa. Nhân tộc cả thiên hư đại lục sẽ biến thành xương trắng hết. Quan trọng là làm thế nào để truyền tin trước cho Sửu bà bà, mà thiên mộng yêu hoàng không phát hiện ra. Tu vi của thiên mộng yêu hoàng quá đáng sợ, nhất cử nhất động của ninh tiểu xuyên đều không thể qua mắt được bà ta. Nếu bị phát hiện ra bất cứ sơ hở nào thì không chi ninh Tiểu Xuyên mà Tiểu Hồng, và Tiểu Linh Nhi cũng phải chết, thậm chí cả Thiên Lam Đế Quốc, cũng sẽ thành cho bụi trước nộ hỏa của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Có rồi. Để tâm nô truyền tin về thần chữ cung cho sử bà bà để có chuẩn bị trước. Ninh Tiểu Xuyên nhắm mắt, điều động hết tâm thần kết nối với những tâm nô từng thu phục. Những tâm nô này là con cờ Ninh Tiểu Xuyên đã bố trí, không ngờ ở nay đã có đất dụng võ. Rất nhanh Ninh Tiểu Xuyên đã kết nối được với một tâm nô. trì hâm đệ tử hạch tâm của thiên đế Sơn, có địa ngục ma chủng tâm cung, là một vị thiên kiêu hiếm có. Năm đó khi tham gia thiên môn khảo thí, hắn và Ninh Tiểu Xuyên so tâm thần, kết quả bị Ninh Tiểu Xuyên thu phục làm tâm nô. Tại thiên môn khảo thí, trì hâm không có biểu hiện kiệt xuất, không được xếp trong người hạng đầu, nhưng sau đó đã vượt lên, giờ đã là thiên nhân cảnh tầng thứ bảy, trở thành học viên ngoại viện của thần chữ cung. Ở ngoại viện thần chữ cung tại trung thổ xa xôi, trì hâm thành khẩn quỳ dưới đất, bái lại về hướng Bắc Cương chủ nhân vĩ đại, cuối cùng người cũng liên lạc với nô bộc. Tâm thần Ninh Tiểu Xuyên truyền đi một đạo ý niệm vào thẳng não chỉ hâm. Lập tức truyền tin này cho cung chủ thần chữ cung, Túc Tĩnh thần y đại sư. Túc Tĩnh là tên của sử bà bà. Chỉ hâm tỏ vẻ khó xử. Chủ nhân, thân phận của ta thấp kém, chỉ là ngoại viện học viên của thần chữ cung không thể gặp được đại nhân vật, như cung chủ. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lúc, nói. Vậy ngươi tìm nguyệt thần, báo tin này, nàng ta biết phải làm thế nào? Ngoài ra, ta sẽ khắc trận đổ chu thần trận vào não ngươi, ngươi giao luôn cho nàng ta. Chỉ hâm nói, nếu nàng ta hỏi ai truyền tin cho ta thì nên trả lời thế nào. Ninh Tiểu xuyên hít sâu một hơi, nói, ngươi nói đây là kết quả của một vị kỳ nhân ẩn thế suy đoán, tuyệt đối không được nhắc đến tên ta. Đi đi, mau truyền tin và trận đồ cho Nguyệt Thần. Nói xong, Ninh Tiểu xuyên lập tức cắt đứt liên kết tâm thần với Chỉ hâm. Ninh Tiểu xuyên không cho Chỉ hâm nói tên hắn cho Nguyệt Thần cũng là vì lo sợ bị thần niệm của thiên mộng yêu hoàng phát hiện ra. Thần niệm của thứ thần quá mạnh, cho dù là việc nhỏ xảy ra cách hàng tỷ dặm cũng bị phát hiện. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên tin chắc sử bà bà sẽ có cách ngăn sự thăm dò của thần niệm thứ thần, có thể có bố trí trước khi thiên mộng yêu hoàng giá lâm thần chữ cung. Giờ Ninh Tiểu Xuyên ở yêu tộc, bên cạnh còn có Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi, như đi trên mặt băng mỏng, nguy hiểm bốn bề, bất cứ hành động nào cũng phải thận trọng. Thần chữ cung, cuối cùng Trì Hâm cũng gặp được Nguyệt Thần truyền tin ba ngày nữa thiên mộng yêu hoàng sẽ giá lâm và trận đồ chu thần trận cho nguyệt thần nguyệt thần nhìn chỉ hâm chăm chăm tin ngươi nói không phải tầm thường ta phải xác nhận rốt cuộc là vị ẩn thế kỳ nhân nào đã cho ngươi biết tin này chỉ hâm nói thực sự xin lỗi vị ẩn sĩ đó đã nhắc đi nhắc lại không được tiết lộ tên của ngài nói xong chỉ hâm lập tức rời đi nguyệt thần do dự một chút rồi vào sâu trong thần chữ cung bái kiến sử bà bà rồi truyền tin và trận đồ cho sử bà bà sử bà bà mở trận đồ nghiên cứu một lúc lâu quả nhiên là chu thần trận chuyển lại từ thời đại phong thần nếu vận dụng tốt thì có thể giết thần trận đồ không vấn đề gì nguyệt thần nói sử bà bà gật đầu rồi ánh mắt nghiêm nghị là ai đưa tin này cho con một ngoại viện học viên nguyệt thần nói sử bà bà lại hỏi học viên đó từng là đệ tử của thánh thổ nào con đã cho điều tra hắn là đệ tử hạch tâm của thiên đế sơn nguyệt thần đáp Sử bà bà nheo mắt, rồi lộ ra thiếu y nhàn nhạt, nhạt. Ta hiểu rồi. Nguyệt thần, con đi tu luyện đi. Ba ngày nữa có lẽ có thể phân thắng bại với yêu tộc rồi. Sẽ là một trận ác chiến đấy. Nguyệt thần đứng dậy, đi đến cửa thì đột nhiên dừng lại. Sử bà bà, có câu này con vẫn muốn hỏi ngươi. Nói đi. Nếu con gặp lại Ninh Tiểu Xuyên. À không, là diệt nhân vương, thì con có phải giết hắn không? Sử bà bà ngẩn lên. Con nói xem lý do phải giết hắn ánh mắt nguyệt thần có vài phần rằng xé. Hắn đầu hàng yêu tộc, dâng chấn yêu tháp cho thiên mộng yêu hoàng, nhận kẻ thù của nhân tộc là chủ nhân, cam tâm làm nô bộc. Hắn gia nhập ma đạo, đánh mất tâm trí, vạn kiếp bất phục. Thiên hạ không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn, coi hắn không bằng súc sinh. Nhìn hắn chết trong tay kẻ khác không bằng chết dưới kiếm của con, con có thể giữ cho hắn một chút tôn nghiêm. Sau khi giết con sẽ hậu táng cho hắn, không cho bất cứ ai trà đạp lên thi thể của hắn. Sử bà bà ho hai hai tiếng, nhìn Nguyệt Thần nói. Nếu vậy, tại sao con lại băn khoăn có giết hắn hay không? Con cảm thấy hắn đã rơi vào ma đạo vậy, thì hãy kiên quyết ra tay giết chết hắn đi, tại sao phải do dự? Nguyệt Thần dung nhan thanh lãnh, mỗi tắc ra đều phát ra ánh sáng thánh khiết, đôi mắt trong veo phủ lên một tầng mê vụ. Con không do dự. Không phải do dự thì là gì? Sử bà bà nói. Con! Đột nhiên sử bà bà hét lên một tiếng tự tiếng long ngâm. Uỳnh! Nguyệt thần bị tiếng hét làm cho giật mình, toàn thân khẽ run lên, Giống như một luồng điện lưu truyền vào cơ thể khiến nàng sực tỉnh khỏi sự mê muội. Sau khi tỉnh táo lại, Nguyệt Thần đại kinh, toàn thân đẫm mồ hôi. Sử bà bà thở dài, "Gần đây con quá cố chấp, đã sinh ra tâm ma, Ninh Tiểu Xuyên còn chưa nhập ma thì con đã bị trước rồi. Ba ngày này con cứ ở lại tĩnh tâm hồi phục ý chí. Nếu ý chí không đủ kiên định thì sau này tu luyện sẽ bị ảnh hưởng rất lớn." Đa tạ bà bà chỉ điểm, ánh mắt Nguyệt Thần dần trở lại bình tĩnh, đi tới dưới một cây bích thanh quế ngồi xuống tu luyện huyết khí trong huyết hà càng ngày càng đậm đặc trên mặt hồ lơ lẳng rất nhiều nhân ảnh nửa trong suốt giống như linh hồn nhân loại vậy ninh tiểu xuyên và tiểu linh nhi ngồi bên huyết hà một lớn một nhỏ hai thân ảnh hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện ngay cả tiểu hồng dường như cũng cảm nhận được không khí bất thường không chạy lung tung mà ở trong diệt nhân vương động phủ tu luyện tuy tiểu hồng rất lười nhát nhưng dù sao nàng ta cũng là hậu duệ thần long thiên phú dị bẩm huyết mạch cường đại Mỗi ngày chỉ ăn kỳ dược, linh quả, đan dược thì tu vi cũng tăng lên nhanh chóng. Sau 3 ngày tĩnh tâm tu luyện đã đột phá thành công chân long cảnh tầng thứ 3. Thiên phú của ấu thần long thật khiến người khác phải ngưỡng mộ cũng như đố kỵ. Đương nhiên, nếu nói về tốc độ tu luyện thì đáng sợ nhất thì phải kể đến Tiểu Linh Nhi. Nhờ có sự trợ giúp của ngôi sao tím trong cơ thể, tu vi nàng đã là chân nhân cảnh tầng thứ 7, tốc độ tu luyện nhanh đến mức không thể tin nổi. Với nàng, mỗi ngày tu luyện giống như tu luyện 3 năm vậy hơn nữa còn không xuất hiện lôi kiếp, không xuất hiện bình cảnh. Thấy tu vi giữa mình và tiểu linh nhi càng ngày càng lớn, tiểu hồng cũng cảm thấy áp lực, nên ba ngày gần đây mới ngoan ngoãn ở trong diệt nhân vương động phủ tu luyện. Ninh tiểu xuyên thu bốn đạo tâm thần trong cơ thể tiểu linh nhi về, ngay lập tức tu vi tăng mạnh, từ chân nhân cảnh tầng thứ tư sơ kỳ đã lên trung kỳ. Phải biết là chỉ mới có ba ngày mà tu vi đã tăng vượt bậc. Nếu cứ tu luyện ở mức này, trong một tháng hắn sẽ có cơ hội xung kích chân nhân cảnh tầng thứ năm nhưng hôm nay đã là ngày cùng thiên mộng yêu hoàng tới thần chữ cung ninh tiểu xuyên buộc phải dừng tu luyện để điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất diệt nhân vương đưa hai sinh linh bên cạnh ngươi tới yêu tộc ngay lập tức một đạo tâm thần của thiên mộng yêu hoàng truyền vào tai ninh tiểu xuyên phải đem theo cả tiểu hồng và tiểu linh nhi xem ra thiên mộng yêu hoàng cũng không hoàn toàn tin ta ninh tiểu xuyên nhìn tiểu linh nhi tiểu linh nhi dường như cảm nhận được điều gì đôi mắt long lanh mở ra nhẹ nhàng nói Cha nuôi, Thiên Mộng yêu hoàng bảo cha đưa con và Tiểu Hồng cùng tới Thần Chữ Cung. Ninh Tiểu Xuyên lần đầu tiên phát hiện Tiểu Linh Nhi thật sự đã lớn rồi, tâm tư nhạy cảm hơn, chỉ một ánh mắt mà đã đoán được suy nghĩ của hắn. Gương mặt thanh tú của Tiểu Linh Nhi khẽ dựa vào vai Ninh Tiểu Xuyên. Con nguyện ý cùng cha nuôi tới Thần Chữ Cung, cho dù lên núi đao xuống biển lửa Tiểu Linh Nhi cũng không sợ. Ninh Tiểu Xuyên đưa Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi tới yêu điện của Thiên Mộng yêu hoàng. Tới yêu điện Ninh Tiểu Xuyên mới phát hiện Tam Đại Thần Chữ của yêu tộc đã đợi bên ngoài, Long Thái Nhất, đã thi công chúa, ngoài họ ra còn một nam tử cao lớn cường tráng, toàn thân phủ đầy những tấm vảy đỏ to cỡ bàn tay, cao đến hơn 10 mét, tràn chế sức mạnh. Chắc hắn là một trong tam đại thần chữ, thiên kiêu của bối sơn giáp, thương ức. Bối sơn giáp được coi là một trong những sinh linh có sức mạnh lớn nhất đại lục, có thể di rời cả núi non. Theo truyền thuyết, tiên tổ của bối sơn giáp từng vác cả một đại lục, sức mạnh vô cùng kinh người. Long Thái Nhất thấy Ninh Tiểu Xuyên tới thì khởi động bàn tay như, có thể hành động bất cứ lúc nào. Lần trước hắn bại trong tay Ninh Tiểu Xuyên, thực sự không cam tâm. Thời gian gần đây hắn đều khắc khổ tu luyện, thậm chí còn luyện hóa được một cây thiên long thảo 8.000 năm tuổi vô cùng quý giá, cưỡng ép tu vi lên chân nhân cảnh tầng thứ tư, chính là muốn đấu lại với Ninh Tiểu Xuyên rửa sạch sự sỉ nhục trước đó. Đã Hy công chúa tu vi cũng có tiến bộ rất lớn, đã có cái đuôi cao thứ bảy, Cả bảy chiếc đuôi đều dài hơn 10 mét, mỗi chiếc đều phủ lông trắng muốt mềm mại, lộ ra dưới tà váy dài. Toàn thân tỏa đầy khí chất yêu mị, tu sĩ bình thường đứng trước mặt nàng ta căn bản không thể chống đỡ lại được sự mê hoặc của nàng. Gương mặt nàng được che bởi một tấm mạng trắng, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh, nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt đầy tình ý, cho dù chỉ là cái chớp nhẹ cũng như đang khiêu khích Ninh Tiểu Xuyên, thật sự là quyến rũ đến cực điểm. Ly vẫn yêu thị từ trong yêu điện đi ra, nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Tam Đại Thần chữ một cái, nói: sức mạnh của bạch cốt tế đài được kích phát sẽ đưa chúng ta tới trung thổ. Các ngươi không phải tự xưng là thiên tài hàng đầu của yêu tộc sao? Hôm nay yêu hoàng đại nhân sẽ đích thân dẫn chúng ta tới thần chữ cung của nhân tộc, để những kẻ được gọi là thiên tài nhân tộc kia thấy sự cường địa của thiên tài yêu tộc chúng ta. Thiên tài của nhân tộc tất cả chỉ để làm cảnh mà thôi. Nếu ta ra tay thì chẳng kẻ nào có thể qua được một hiệp. Thương ức nói. Sau đó, Ly vẫn vào huyễn cấu dẫn Long Thái Nhất, Thương ức, đã thi công chúa, Ninh Tiểu Xuyên, Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi cùng lên bạch cốt tế đài. Xương trắng của hàng nghìn tỷ nhân loại chất thành tế đài, còn cao hơn cả núi. Thiên mộng yêu hoàng đứng trên đỉnh bạch cốt tế đài, thần lực tràn ra ảo ạt, biến thành những dòng sông khói dày đặc dung hợp với sức mạnh của bạch cốt tế đài. Ào! Một đạo huyết quang trói lòa bắn lên từ giữa bạch cốt tế đài, mở ra cánh cửa truyền tống. Không lâu sau, khi Ninh Tiểu Xuyên bước ra từ cửa truyền tống bên kia, thì đã đi được hàng trăm triệu dặm, tới trung thổ rồi thần chữ cung được xây dựng trên lãnh địa của thiên hư đại lục chân nhân công hội thuộc địa vực giàu có phồn hoa trung tâm nhất thiên hư đại lục vô số thứ thần đều để lại dấu tích ở đây yêu khí hùng hồn tỏa ra từ người thiên mộng yêu hoàng ngưng tụ thành tầng mây đen dày đặc bao trùm toàn bộ bầu trời che khuất cả mặt trời bỗng chốc cả không gian vạn dặm trở nên tối đen rất nhiều tu sĩ nhân loại cảm nhận được luồng khí tức cường đại đó trong đó một số cường giả cấp chân nhân từ trong thần chữ cung bay ra nhìn thấy thiên mộng yêu hoàng đứng trên bạch cốt tế đài thì ai ai cũng đại kinh thất sắc thiên mộng yêu hoàng tới rồi là thiên mộng yêu hoàng đại quân yêu thú sắp tấn công thần chữ cung sao ngoại viện và nội viện đệ tử đều dừng tu luyện lập tức tập trung tới diễn võ trường đón đại địch phụt phụt vô số cột quang trụ trắng bắn lên từ dưới lòng đất toàn bộ trận pháp trong thần chữ cung đều được khởi động biến thành vô số những tòa trận bàn tròn lơ lửng phía trên thần chữ cung sử bà bà chống gậy thân thể thấp bé run rẩy bước ra từ trong thần chữ cung thiên mộng yêu hoàng cuối cùng ngươi cũng tới thần chữ cung thiên mộng yêu hoàng đứng thẳng tắp khí thế hùng hồn ngươi chính là sứ giả thiên đình bản hoàng đã muốn gặp ngươi lâu rồi thật ra lão thân cũng rất luôn muốn tới bắc cương gặp yêu hoàng nhưng đáng tiếc không đi được yêu hoàng đã giá lâm thần chữ cung thì có muốn cùng lão thân ngồi xuống uống cốc trà nhạt không sửu bà bà nói được thôi bản hoàng cũng rất muốn nói chuyện với sứ giả thiên đình thiên mộng yêu hoàng khẽ động, biến thành một đạo bạch quang bay ra, ngay sau đó đã vượt qua trùng trùng trận pháp của thần chữ cung đi vào trong cửa lớn. Mỗi lần vượt qua một trận pháp là trận pháp nổ tung. Trận pháp của thần chữ cung trước mặt thiên mộng yêu hoàng đều như những tờ giấy mỏng manh, căn bản không thể ngăn chặn được bước chân của thiên mộng yêu hoàng. Những trận pháp đó đều do trí tôn đích thân bố trí, nếu chúng ta xông vào thì sẽ bị trận pháp giết chết. Một nội viện học viên chân nhân cảnh tầng thứ nhất kinh dị nói, hắn có thể cảm nhận rõ ràng yêu khí cường đại trên người thiên mộng yêu hoàng nếu thiên mộng yêu hoàng tung một trưởng có lẽ có thể khiến cả thần chữ cung chìm sâu dưới lòng đất hai vị yêu thị tam đại thần chữ của yêu tộc ninh tiểu xuyên tiểu hồng tiểu linh nhi cũng từ trên bạch cốt tế đài bay xuống đi sau thiên mộng yêu hoàng vào trong thần chữ cung chân nhân nhân tộc và học viên thần chữ cung vây quanh sau thiên mộng yêu hoàng sao lại có nhân loại có người không hiểu hỏi một giọng nói chế nhạo vang lên ngươi không biết sao đó là người được tín nhiệm bên cạnh thiên mộng yêu hoàng đấy diệt nhân vương chính hắn dâng hoàng binh trấn yêu tháp của nhân tộc cho thiên mộng yêu hoàng cam tâm làm nô bộc cho thiên mộng yêu hoàng ninh tiểu xuyên nhìn về hướng đó phát hiện người vừa nói là thần tử của thanh mục thánh thổ thanh mục thần tử nói ra thân phận của ninh tiểu xuyên xong tất cả đều lên tiếng chửi thì ra là tên cầu tặc ninh tiểu xuyên hắn dám dâng trấn yêu tháp cho thiên mộng yêu hoàng đúng là tội nhân của nhân tộc đồ bỏ của nhân tộc hắn cũng xứng được gọi là người hay sao ta thấy hắn không bằng cả con chó nếu rơi vào tay ta tần hán thiên ta sẽ khiến hắn phải quỳ xuống cầu xin sống không được chết cũng không xong một nội viện đệ tử thần chữ cung nói ninh tiểu xuyên đối diện với những lời nhục mạ đó một cách bình tĩnh trên gương mặt không có bất cứ biểu hiện gì nhưng tiểu hồng thì không nhịn nổi trừng mắt với những tu sĩ kia kẻ nào dám nhục mạ ninh tiểu xuyên một câu ta sẽ thiêu hắn thành cho bụi ai không tin thì có thể thử phải biết rằng tiểu hồng có tu vi chân nhân cảnh tầng thứ ba, lại là ấu thần long, một khi phát nộ, khí trường sẽ chẳng khác gì cuồng long. Tiểu hồng gầm lên một tiếng lập tức chấn nhiếp toàn bộ tu sĩ nhân loại. Vị nội viện học viên tên Tần Hán Thiên kia từng là thần tử của một tòa thánh thổ, tu vi cường đại, có thể chống đỡ được khí trường của tiểu hồng, nói. Tiểu yêu nữ, ngươi và diệt nhân vương rốt cuộc có quan hệ bất minh gì. Hôm nay hắn có thể phản bội nhân tộc thì sau này cũng có thể phản bội ngươi. Lúc đó, đường thư giao đi ra từ trong đám người, chặn đường ninh tiểu xuyên. Đôi mắt Mỹ lệ mang vô số nghi vấn, ánh mắt phủ một lớp sương mù. Ninh tiểu xuyên, ngươi có còn là ninh tiểu xuyên trước kia không? Ninh tiểu xuyên căn bản không nhìn vào mắt đường thư giao, lạnh nhạt nói. Đường cô nương, xin hãy gọi ta là diệt nhân vương. Đường thư giao lắc đầu, mắt rưng rưng lệ, không dám tin những lời đó được thốt ra từ miệng ninh tiểu xuyên. Nàng nói, diệt, Diệt nhân vương, người cũng biết tộc nhân của ta đều đã bị yêu thú giết chết. Người thân của ta, cha mẹ của ta đều đã bị đẩy xuống bạch cốt tế đài, ta và yêu tộc có thủ không đội trời chung. Nội viện học viên Tần Hán Thiên vẫn luôn theo đuổi đường thư giao, thấy đây là cơ hội hiếm có, lập tức tiến tới ân cần nói. Đường thư giao, nói với một kẻ không bằng chó lợn này làm gì? Trong lòng hắn căn bản không có nàng, giờ hắn là nô bộc của yêu tộc, đã không còn là ninh tiểu xuyên nàng từng biết nữa rồi. Đường thư giao nhìn ninh tiểu xuyên chăm chăm, nàng muốn nghe câu trả lời của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng hắn rất lạnh nhạt, căn bản không có ý định giải thích. Ninh Tiểu Xuyên cũng phát hiện ra những người khác đang nhìn hắn, là Ngự Thiến Thiến, Bảo Châu Địa Tạng, Nguyệt Thần, còn có một số bằng hữu khác như Tư Đồ Cảnh, Lạc Vũ, Quang Minh Thánh Nữ, Hoa Thanh Liên. Họ đều nhìn Ninh Tiểu Xuyên chầm chầm, có người ánh mắt đầy thất vọng, có người tay cầm chuôi kiếm, có người lặng lẽ lau nước mắt, có người thì mang thần sắc hoài nghi. Nếu Ninh Tiểu Xuyên không dâng trấn yêu tháp cho thiên mộng yêu hoàng, thì vẫn còn rất nhiều người tin tưởng hắn. Nhưng khi hàng tỷ người chết dưới chân đại quân yêu thú, chấn yêu tháp gần như là cơ hội duy nhất của nhân tộc, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại dâng lên cho thiên mộng yêu hoàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong tình huống này thì còn ai có thể tin được hắn nữa đây? Trong số các học viên ngoại viện của thần chữ cung, một nữ tử mặc cẩm y tướng mạo xinh đẹp với đôi mắt xanh biếc tiến tới, trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, trước kia kim tộc bọn ta đã nhìn chúng tư chất của ngươi mới muốn liên hôn bảo ta gả cho ngươi tư chất của ngươi đúng là rất cao nhưng nhân phẩm lại quá thấp lão tổ tông nói hối hận vì năm đó đã cứu ngươi ninh tiểu xuyên nhìn kim lăng gương mặt vẫn không có bất cứ cảm xúc gì nói vậy thì sao ta muốn giải trừ hôn ước với ngươi từ giờ về sau kim lăng ta không còn là vị hôn thê của ngươi nữa kim tộc bọn ta cũng không còn bất cứ quan hệ gì với ngươi nữa kim lăng nói Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, trả lời một chữ đơn giản. Được. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi có dám chiến với ta một trận? Tư đồ cảnh đi ra, bước chân nặng nề, ánh mắt sắc lẹm, tay cầm một thanh trường thương chỉ vào Ninh Tiểu Xuyên. Trên người hắn lưu động chân nguyên cường đại, giữa trán có một thứ khí thế chỉ cường giả mới có. Tư chất của tư đồ cảnh vốn rất cao, có nhân hình tâm cung, được sự trợ giúp của một lượng lớn tài nguyên của thần chữ cung. Tu Vi lập tức tăng mạnh, không lâu trước đây đã là chân nhân cảnh tầng thứ nhất từ ngoại viện tiến vào nội viện thần chữ cung ninh tiểu xuyên nói ngươi không phải đối thủ của ta vậy sao cùng lắm là chết trong tay ngươi dù sao cái mạng của ta cũng là của ngươi cho giờ ta trả lại ngươi quỷ thần nộ ánh mắt tư đồ cảnh đầy quyết tâm cánh tay rung lên ngân tước thương cấp trung phẩm trí tôn khí phát ra tiếng sấm rền biến thành đạo ngân quang nhằm thẳng ninh tiểu xuyên đâm tới đây là một loại thương pháp thần thông hắn tu luyện được trong thần chữ cung Nghe nói là một trong 10 loại thương pháp thần thông của Thiên Đình, có tất cả 7 thức, mỗi lần tăng một thức, sức mạnh của thương pháp tăng thêm một phần. Đến thức thứ bảy có thể gọi là thần thuật, đủ để gọi thần lực của thương thần. Được vào Thần Chữ Cung Nội Viện, đương nhiên đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhân Hình Tâm Cung của Tư Đồ Cảnh không hề thua kém Thất Khiếu Thầm Ma Cung của Ninh Tiểu Xuyên và Hỗn Độn Tâm Cung của Tuyết Linh Hư. Trong chiến đấu nhục thân, cùng cảnh giới thì chiến đấu lực của hắn có thể nói là vô địch với tu vi chân nhân cảnh tầng thứ nhất của hắn thi triển quỷ thần thương pháp có thể đấu lại chân nhân cảnh tầng thứ hai cuối cùng cũng có người ra tay với cầu tặc ninh tiểu xuyên mọi người đều hô lớn giết hắn đi chém tên cầu tặc ninh tiểu xuyên thành trăm mảnh giết chết thì dễ dàng cho hắn quá phải móc mắt cắt lưỡi chặt tứ chi của hắn phản đồ phản bội nhân tộc không thể để hắn chết một cách nhẹ nhàng được sức mạnh tư đồ cảnh quả thực rất lớn vô số hư ảnh quỷ thần lơ lửng trên hư không theo một thương đâm ra phát vô số tiếng quỷ thần gầm rú, Ninh Tiểu Xuyên chỉ chậm rãi đưa ra hai ngón tay đã tóm chặt được mũi thương sắc bén, hòa giải hết sức mạnh của tư đồ cảnh. Ngay lập tức tất cả hư ảnh quỷ thần đều biến mất. Bùm. Ninh Tiểu Xuyên khẽ cong ngón tay búng một cái khiến tư đồ cảnh bay tít ra xa. Tư đồ cảnh hộc máu tươi, rơi ra xa 17 trượng đầy thảm hại, ngay cả thanh trường thương cũng rơi lanh keng dưới đất. "Ninh Tiểu Xuyên, ngươi giết ta đi." Tư đồ cảnh hét lên. Ninh Tiểu Xuyên bình thản nói, Bản Vương không giết phế vật, lần này ta tha cho ngươi." Tư Đồ Cảnh cắn chặt hàm răng đầy máu, lại cầm ngân tước thương lên. "Hôm nay ngươi không chết thì ta chết." Phụt, Tư Đồ Cảnh phun một ngụm máu lên mũi thương. "Quỷ thần tế." Tư Đồ Cảnh và ngân tước thương được bọc trong huyết quang, một luồng thần lực trong trời đất tụ lại về phía Tư Đồ Cảnh, tạo thành hư ảnh của thương thần sau lưng hắn. Thiên Mộng yêu hoàng không hề có ý nhúng tay vào việc này, chỉ cùng Sử bà bà ngồi hai bên đối diện của một cái thạch đài dường như chỉ là uống trà thật. Thấy tu sĩ nhân tộc hận ninh tiểu xuyên như vậy, Long Thái Nhất vô cùng thích thú được thấy vở kịch hay này. Tư đồ cảnh thi triển thức thứ bảy của quỷ thần thương pháp, biến thương pháp thành thần thuật, sức mạnh tăng lên cực điểm. Tư đồ đại ca, xin huynh đừng giết đại ca của ta. Xin các ngươi đừng đối phó với đại ca, đừng chửi mắng huynh ấy. Ninh Hinh Nhi bay ra chắn trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, nhìn tư đồ cảnh, và cả những thiên kiêu sẵn sàng ra tay với Ninh Tiểu Xuyên bất cứ lúc nào, ngữ khí đầy sự khẩn cầu. Hình nhi, muội tránh ra. Đây là ân oán giữa ta và Ninh Tiểu Xuyên. Cho dù ta không giết được hắn thì ít nhất cũng trả mạng này cho hắn. Ta không muốn nợ hắn bất cứ thứ gì. Tư đổ cảnh nói. Nói hay lắm. Chúng ta cùng ra tay, giết chết tên khốn kiếp Ninh Tiểu Xuyên. Ai dám giúp hắn thì cũng là kẻ thù của nhân tộc. Thanh Mộc Thần Tử nói. Cửu Khư Thần Tử cũng lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ninh Hình Nhi. Nói đạo nghĩa với kẻ phản đồ nhân tộc làm gì, tiêu diệt luôn những kẻ đứng về phía ninh tiểu xuyên tất cả mọi người ai cũng đằng đằng sát khí bao vây ninh tiểu xuyên ở giữa nhưng họ đều biết ninh tiểu xuyên tu vi rất cường đại đều không ai lại gần mà chỉ đứng cách hắn mười trượng tiểu hồng sắn tay áo lộ ra cánh tay trắng nõn nếu các ngươi đã không biết tốt xấu như vậy thì hôm nay ta sẽ cho thần chữ cung máu chảy thành sông tiểu linh nhi nói các ngươi chỉ biết cha nuôi phản bội nhân tộc nhưng có ai biết ở cửu thiên thánh thành nhân tộc đã dùng thủ đoạn bị ổi gì đối phó với cha nuôi tất cả những kẻ gọi là truyền nhân thánh thổ đều là tiểu nhân đê tiện tự tư tự lợi trưởng giáo thánh thổ đều đố kỵ với thiên phú của cha nuôi muốn giết chết cha nuôi ngay từ trong trứng nước lòng dạ hẹp hòi như vậy cũng xứng làm trưởng giáo thánh thổ các ngươi tự gọi mình là bằng hữu người thân của cha nuôi nhưng khi cha nuôi cần giúp đỡ thì các ngươi ở đâu cứ cho là cha nuôi phản bội nhân tộc thì làm sao đều là do các ngươi ép cả căn bản không thể trách cha nuôi mọi người trầm mặc tư đồ cảnh nghiến chặt răng vung trường thương chém đứt một đoạn trường bào rơi xuống đất cắt áo đoạn tình diệt nhân vương từ nay về sau chúng ta không phải bằng hữu khi gặp lại chắc chắn người sống kẻ chết tư đồ cảnh thu trường thương lại bỏ đi trong đám người có tiếng ồn ào chỉ thấy một nữ tử mỹ lệ được ánh trăng bao bọc đi ra bước chân nhẹ nhàng dáng người yểu điểu ngực nở mông đầy eo thon gọn mềm mại vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành giống như tiên tử đến từ nguyệt cung vậy nguyệt thần tới tạo nên sự sao động không nhỏ Tuy nhiên Nguyệt Thần cũng là học viên của thần chữ cung, nhưng lại rất ít người từng thấy chân thân của nàng. Mọi thứ về nàng đều được bọc trong màu sắc thần bí, nàng là người tình trong mộng của vô số thiên tài tuấn kiệt. Nguyệt Thần là thiên kiêu xếp trong ba hạng đầu của thần chữ cung. Nếu nàng ra tay sẽ có cơ hội giết được tên cầu tặc ninh tiểu xuyên. Đi cùng Nguyệt Thần còn có một nữ tử tuyệt sắc khác, thất công chúa của thiên đình. Tu vi của nàng cũng không thua kém Nguyệt Thần. Nguyệt Thần đứng trước mặt ninh tiểu xuyên, Ninh Tiểu Xuyên, ta và ngươi chiến đấu một trận công bằng. Nếu ngươi thắng thì ta tha cho ngươi rời khỏi thần chữ cung. Nếu ngươi thua thì sẽ bị giam trong thần chữ cung 100 năm. Tiểu Hồng nổi giận. Cơ hàn tinh, hồi đó không phải Ninh Tiểu Xuyên cứu thì ngươi chết lâu rồi. Giờ ngươi lại muốn đối phó với hắn. Đúng là đồ máu lạnh. Ta thấy vô cùng chướng mắt. Ta sẽ đấu với ngươi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ xua tay ngăn Tiểu Hồng lại, nhìn Nguyệt Thần lạnh nhạt nói. Ta đấu với ngươi, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha